đến địa phương rèn luyện một chút cũng là việc tốt, tuy nhiên từ thủ đô mà hàng không xuống thì chẳng những thủ tục rườm rà mà hơn nữa còn phải thông qua hai cửa là tỉnh ủy tỉnh Yến, thành ủy thành phố, việc này cũng có khó khăn nhất định. Hạ Tưởng lời còn chưa dứt thì Tạ Nguyên Thanh đã cười bâng quơ rồi nói. Việc nhỏ, việc rất nhỏ. Có chú Ngô ra mặt thì những vấn đề khó giải quyết ở tỉnh Yến và thành phố Yến đều được giải quyết rất dễ dàng. Vốn hôm nay tôi không nghĩ tới đây, chú Ngô nói là muốn cho tôi gặp gỡ với cậu một chút, nói là về sau chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Cậu cũng biết, công việc của tôi luôn rất bận, rất nhiều việc để làm, nhưng chú Ngô đã nói vậy thì có bận mấy cũng phải tới để gặp, có phải không vậy? Hạ Tưởng thấy trong mắt Ngô Tài Giang hiện lên một tia bất đắc dĩ thì không khỏi mỉm cười. Tôi sẽ ở tại thành phố Yến chờ mong cơ hội hợp tác với cục phó Tạ. Câu nói này của Hạ Tưởng là đã biểu lộ lập trường, chính là việc đối với sự tình của Tạ Nguyên Thanh thì hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ngô Tài Giang không khỏi phải lắc đầu mấy cái, tuy nhiên sau đó lại mỉm cười rồi nói. Hai người trẻ tuổi các cậu về sau chắc chắn sẽ có tiếng nói chung. Đầu tiên là làm quen với nhau một chút đã, cũng không phải là người ngoài, hơn nữa sau này sẽ càng cần các cậu ở trong hội nghị thường vụ cùng có chung tiếng nói. Hạ Tưởng nghĩ rằng Ngô Tài Giang sắp xếp Tạ Nguyên Thanh đi xuống dưới đảm nhiệm một phó chủ tịch quận, không nghĩ tới còn muốn sắp xếp y vào vị trí ủy viên thường vụ. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm rằng Tạ Nguyên Thanh mà vào thường vụ thì không bị người khác lợi dụng đã là tốt lắm rồi. Với trí tuệ chính trị như vậy mà còn muốn để y phối hợp với công tác của mình thì đúng là không thể hy vọng. Tạ Nguyên Thanh lại tự đắc nói. Không sao, không sao. Đến lúc đó trưởng phòng Hạ có cái gì cần tôi phối hợp thì cứ mạnh dạn nói ra, với quan hệ của chú Ngô thì tôi sẽ tận khả năng để thỏa mãn đề nghị của cậu. Hạ Tưởng gật đầu cười. Vâng, đây là việc tốt, chúng ta uống với nhau một chén lớn vậy. Ngô Tài Giang thấy Hạ Tưởng bất động thanh sắc. Nghĩ thầm rằng cũng trẻ tuổi như nhau nhưng chênh lệch về trí tuệ thì đúng là rất lớn. Tạ Nguyên Thanh tự cao về thân phận của mình, vẫn tự cho rằng mình tài trí hơn người, lại có thế lực của gia đình do đó luôn cứng nhắc. Nếu không phải vì mặt mũi của người cha quá cố của y thì Ngô Tài Giang sẽ không xen vào việc của người khác, sẽ không lo lắng để cố sức an bài y xuống cơ sở. Vốn định hôm nay an bài Tạ Nguyên Thanh làm quen với Hạ Tưởng một chút. Điều này cũng tốt cho y lúc sau này khi xuống địa phương sẽ có cơ hội chiếu cố cho nhau, không nghĩ tới việc y lại nói sẽ tận khả năng mà phối hợp giúp công tác của Hạ Tưởng, đúng thật là chuyện cười. Tạ Nguyên Thanh không biết rõ một sự thật là Hạ Tưởng sẽ là nhân vật số một của quận Hạ Mã, Tạ Nguyên Thanh y mà đi xuống, cho dù là ủy viên thường vụ quận ủy thì cũng là nhân viên do Hạ Tưởng lãnh đạo. Nếu như vậy thì y sẽ không có thái độ ngạo nghễ và ra vẻ lãnh đạo cấp trên để nói chuyện với cấp dưới như vậy. Ngô Tài Giang cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành phải chuyển hướng đề tài. Tốt, không nói chuyện công việc nữa. Ăn cơm là quan trọng hơn cả. Tiểu Hạ, cậu gọi đồ ăn đi. Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Ngô Tài Giang một cái, trong mắt toát ra vẻ hiểu ý. Hắn nói, gọi hai đĩa dê núi ra ăn nhé. Trong bữa ăn, mọi người cũng chỉ nói những chuyện không quan trọng. Sau khi nghe xong điện thoại thì Tạ Nguyên Thanh nói rằng y có việc quan trọng cần phải đi trước. Ngô Tài Giang cũng không nói thêm gì, chỉ phất tay cho y rời đi. Tạ Nguyên Thanh vừa rời đi thì không khí bữa ăn lập tức trở nên thoải mái. Ngô Tài Giang nói mấy câu về quan hệ của mình với Tạ Nguyên Thanh, nói rằng bởi vì năm đó có quan hệ với ba của y, ông ta đã mất nên không thể không giúp sắp xếp về tiền đồ cho Tạ Nguyên Thanh một chút, còn về phần y về sau có tiến bộ hay không thì ông ta cũng bất lực. Hạ Tưởng không bàn thêm nhiều về chuyện của Tạ Nguyên Thanh. Đối với Tạ Nguyên Thanh thì hắn không có nhiều cảm tình. Năm đó Khâu Tự Phong so với Tạ Nguyên Thanh thì khó đối phó hơn rất nhiều mà hắn vẫn còn giải quyết được, bây giờ hai người còn đã trở thành bạn tốt của nhau. Tạ Nguyên Thanh thì khác hẳn với Khâu Tự Phong, y không có thế lực như Khâu Tự Phong, lại không có tâm cơ và năng lực như Tự Phong nên Hạ Tưởng đối với y thì ngay cả một chút hứng thú cũng không có. Khi nói chuyện, Ngô Tài Giang liền nhắc tới Liên Nhược Hạm và Ngô Liên Hạ. Việc của Nhược Hạm thì còn phải cảm ơn cậu. Ngô Tài Giang nói giọng vô cùng chân thành và tha thiết. Nếu không phải có cậu ra mặt thì ai cũng không khuyên nổi con bé đó. Con bé sau khi trở về, tuy rằng ông cụ rất bất mãn với việc không chồng mà có con của con bé nhưng đối với Ngô Liên Hạ thì cực kỳ yêu thương, xem như vật báu, suốt ngày ôm ấp, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Sau khi ông cụ giải phẫu thì trạng thái tinh thần vẫn không phải là tốt. Hiện tại nhờ có Liên Hạ mà mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, cực kỳ vui vẻ.
mấy ngày hôm trước tới bệnh viện kiểm tra lại thì bác sĩ nói quá trình hồi phục cực kỳ tốt, trên cơ bản cuộc giải phẫu đã đạt được kết quả viên mãn. Hạ Tưởng nghe xong cũng cực kỳ cao hứng. Không có điều gì có thể so sánh được với việc sức khỏe của ông cụ tốt lên được. Sau khi ông cụ lui về thì phản ứng của các thế lực khác có bình tĩnh không? Là một trong những người có địa vị đứng đầu đất nước, việc ông cụ thuận lợi lui về tuyến 2 sẽ không tránh khỏi việc tạo ra những ảnh hưởng và những rung động nhất định. Mặc dù ba của Liên Nhược Hạm là Ngô Tài Dương đã thuận lợi tiếp nhận vị trí trưởng ban tuyên giáo Trung ương, gia nhập vào Bộ Chính trị, nhưng chưa phải là tầng nhân vật cao nhất đưa ra các quyết sách, chính vì điều này mà có thể một số người thuộc thế lực của Ngô gia sẽ quay đầu chuyển hướng sang trận doanh khác. Xem như tất cả đều bình lặng, tuy nhiên cũng có một chút rung chuyển nho nhỏ, đây cũng là việc rất bình thường. Lòng người rất phức tạp, không phải tất cả mọi người đều nhớ đến ân tình cũ, cũng có những người thích luôn nhảy nhót. Thật ra bọn họ không biết rằng, trong con mắt của mọi người, bọn họ càng hay nhảy nhót thì lại càng có hình tượng xấu. Về mặt của Ngô Tài Giang thoải mái nói chuyện, Ngô gia là cây đại thụ, rễ sâu lá tốt, không có khả năng bị một chút gió lay động mà đã ngã xuống. Huống chi đây là ông cụ chỉ là lui xuống, người vẫn còn khỏe mạnh thì vẫn còn đủ lực ảnh hưởng đến kinh người. Lại có mấy người dòng chính của Ngô gia là ủy viên Bộ Chính trị, cùng với vài nhân vật số 1 ở các tỉnh lớn. Trong thế lực chính trị thì vẫn như cũ là gia tộc số 1, số 2 của cả nước. Tuy nhiên, anh hai tôi dường như đã biết sự tình của Nhược Hạm, cũng đã hỏi thăm vài lần. Tất nhiên, Nhược Hạm chưa nói ra, mà ông ta thì từ lúc quay về Bắc Kinh đến nay công việc cũng bận quá, không hỏi chi tiết được. Vẻ mặt Ngô Tài Giang có vẻ sầu lo nói ra tình hình thực tế. Thật ra, khách quan mà đánh giá thì tôi cũng không phải quá tán thành việc giữa cậu và Nhược Hạm. Tuy nhiên, tôi đối nhân xử thế cũng khá khoan dung, độ lượng, có một số điều cũng là ở trên góc độ thực tế để xem xét. Mà Nhược Hạm thì tính cách vô cùng quật cường, có thể nói là khăng khăng một mực theo cậu, điều này cũng nói lên được rằng cậu cũng có những chỗ hơn người, vì thế tôi cũng đành phải mắt nhắm mắt mở. Chỉ có điều có thể giấu giếm được anh hai tôi và ông cụ đến bao lâu nữa thì trong lòng tôi rất thiếu tự tin. Nếu chẳng may bọn họ biết được, dưới cơn giận dữ của bọn họ thì tiền đồ của cậu chỉ sợ là trong nháy mắt sẽ bị hủy hoại. Hạ Tưởng thản nhiên cười nói. Việc đã đến nước này thì việc gì phải sợ nữa. Nếu tôi và Nhược Hạm đã lựa chọn con đường cùng ở một chỗ với nhau thì cả hai chúng tôi đều đã suy nghĩ rất cặn kẽ kết quả của mình. Nếu thật sự bởi vì việc này mà đánh mất tiền đồ của tôi thì cũng chẳng có việc gì. Bằng hai bàn tay và khối óc của tôi mà muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân thì cũng không phải là một việc khó khăn lắm. Hắn nhìn sâu vào trong mắt của Ngô Tài Giang rồi nói. Bất kể là việc gì sẽ diễn ra thì chúng tôi cũng phải cảm ơn chú ba đã khoan dung và tạo điều kiện. Ngô Tài Giang vừa lòng mỉm cười. Rốt cuộc chịu gọi tôi là chú. Không nhớ lại sự tình năm đó nữa à? Sự tình năm đó cũng không thể hoàn toàn trách tôi được, lúc đó là chúng ta chưa biết nhau, có đúng không vậy? Chương 519, Phúc khí của Hạ Tưởng. Ngô Tài Giang cũng không chịu nhận sai với Hạ Tưởng, mà Hạ Tưởng cũng biết mặt mũi của ông ta rất quan trọng nên liền cười mà lướt qua chuyện này. Mọi việc đã trôi qua rồi, chú ba nhắc tới chuyện trước kia làm gì, có phải đang đùa cợt cháu không? Nào, để cháu kính chú một chén. Gọi Ngô Tài Giang là chú ba thì Hạ Tưởng cực kỳ cam tâm tình nguyện. Theo bối phận của Liên Nhược Hạm mà tính thì đúng Ngô Tài Giang là người chú hàng thật giá thật. Từ góc độ quan tâm của Ngô Tài Giang đối với bản thân hắn mà nói thì cũng đáng phải tôn xưng ông ta lên là chú. Ngô Tài Giang vui tươi hớn hở uống một hơi cạn sạch rồi nói về Ngô Liên Hạ. Thằng bé kia rất khỏe mạnh, rất đáng yêu, lại hiếu động, ham chơi, làm cho ông cụ rất yêu thích. Nói cho cùng, chúng ta đều phải cảm ơn thằng bé, nó làm cho ông cụ cực kỳ thoải mái và hạnh phúc, bây giờ đối với ông cụ thì thằng bé chẳng khác gì báu vật. Nói tới Ngô Liên Hạ thì vẻ mặt của Ngô Tài Giang cũng hiện lên sự vui vẻ. Chỉ trong chốc lát sau, đề tài lại được chuyển rời về quận Hạ Mã của thành phố Yến. Ngô Tài Giang hỏi, liệu có khả năng bắt vị trí bí thư quận ủy vào trong tay không vậy? Vấn đề không lớn, lực cản cũng sẽ có nhưng sẽ không mạnh lắm. Ở thành phố Yến thì có bí thư Trần và thị trưởng Hồ đã gật đầu đồng ý, trên tỉnh thì có bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm ủng hộ. Trên cơ bản trong phạm vi tỉnh Yến thì sẽ không có ai gây nổi cơn sóng gió gì. Hạ Tưởng cũng không phải nâng cao bản thân mình lên mà quả thật Trần Phong và Hồ Tăng Chu phó thác kỳ vọng vào hắn rất cao, rất tin tưởng vào năng lực của hắn. Mà Hạ Tưởng đối với vị trí bí thư quận ủy thì cũng rất xứng đáng,
hơn một năm dụng tâm vận tác, một lòng thúc đẩy chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất thì cũng nên được nhận chút đền đáp cho phần công lao này. Chú cũng tin tưởng năng lực của cháu, vì thế mới không ra mặt nói chuyện giúp cháu. Ngô Tài Giang cũng là xuất phát từ nhiều phương diện để suy xét. Chú mà công khai ủng hộ cháu, nếu anh hai của chú biết, với sự thông minh của ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ đoán được điều gì đó. Giai đoạn hiện giờ cũng không nên chạm vào cảnh sắc của ông anh hai chú làm gì, tính cách của ông ta mạnh mẽ, tính tình đúng thực là thối không ngửi được. Vẻ mặt của Ngô Tài Giang hiện lên vẻ cười khổ. Hạ Tưởng có thể nhận ra rằng Ngô Tài Giang rất bất đắc dĩ, sự quật cường của Liên Nhược Hạm thì chắc chắn có bóng dáng của Ngô Tài Dương, ngay cả mặt mũi của ông cụ mà Ngô Tài Dương cũng chẳng nể nang, huống chi đến hàng con cháu như hắn. Sau khi đã cơm nước xong xuôi, hai người chia tay nhau về nhà. Hạ Tưởng đưa tiễn Ngô Tài Giang ra xe, đầu tiên Ngô Tài Giang đóng cửa xe lại, sau một lát rồi lại mở ra, đột nhiên nói. Có một việc không biết cháu đã nghe nói chưa? Mai Hiểu Lâm sau khi quay về Trung ương đoàn thì không lâu sau đã xin nghỉ bệnh, đến nay vẫn không đi làm. Tình hình cụ thể của Mai Hiểu Lâm thế nào thì chú cũng không biết chi tiết, chỉ nghe có nguồn tin nói, hóa ra cô ta sinh một đứa nhỏ nên mới xin nghỉ ở nhà. Bởi vì Mai Hiểu Lâm có con mà không kết hôn nên Mai Thái Bình cũng không mặt mũi để nói chuyện này với chú. Ha ha, trước kia chú vẫn lo rằng ông ta chê cười về việc của Liên Nhược Hạm, kết quả là vị thiên kim tiểu thư của Mai gia cũng như vậy. Cháu nói xem, việc này có đúng là buồn cười không? Ngô Tài Giang đi một lúc lâu rồi mà Hạ Tưởng vẫn ngơ ngác đứng ở cửa, không hề nhúc nhích, trong đầu hắn vẫn còn vọng lại giọng nói của Ngô Tài Giang. Những hồi ức trong đầu hắn không ngừng quay trở lại. Cảnh hắn và Mai Hiểu Lâm một đêm ý loạn tình mê trong khách sạn tại thành phố Yến. Đêm hôm đó, hắn đã xâm chiếm cô, đêm hôm đó, cô đã bao dung cho hắn. Đêm hôm đó, bọn họ đã chiếm hữu lấy nhau. Chẳng lẽ nói, chỉ trong một lần khai hoa nở nhụy đêm hôm đó mà đã hình thành ra quả. Không phải Mai Hiểu Lâm đã được các bác sĩ chuẩn đoán là vì thân thể có bệnh nên không thể mang thai được sao? Chẳng lẽ năng lực của hắn hùng mạnh đến mức không ngờ như thế? Chẳng những bắn một lần đã trúng mục tiêu mà còn khiến một cô gái đã được các bác sĩ kết luận không thể sinh con được nữa lại khai hoa nở nhụy. Hạ Tưởng đứng tại chỗ đó cũng gần đến 10 phút, đến khi có một cô gái trang điểm sặc sỡ đi ngang qua trước mặt hắn, mùi nước hoa rẻ tiền kích thích mũi làm hắn không tự chủ được phải hắt xì hơi một cái. Đến lúc đó hắn mới chợt nhận ra rằng mình đứng như trời trồng từ hồi nãy tới giờ. Từ biểu hiện Mai Hiểu Lâm vội vã từ huyện An quay về Bắc Kinh. Sau lại có lần trò chuyện với cô thì thấy cô cố gắng che giấu tình cảm với hắn, còn lại việc cô cố ý trốn khỏi hắn, thay đổi hoàn toàn số điện thoại. Tất cả những việc này đều chứng minh một sự thật rằng em bé của Mai Hiểu Lâm chính là con của hắn. Hạ Tưởng sờ soạng rất lâu trên người thì mới tìm ra được điếu thuốc. Bình thường thì hắn rất ít hút thuốc, cũng không phải là người nghiện thuốc lá lắm, thông thường cũng không mang theo thuốc lá trong người, vì thế có thể tìm được điếu thuốc trên người cũng là việc không dễ dàng. Hắn muốn hút vào một điếu thuốc để giảm bớt sự khẩn trương trong người, lúc này hắn chợt phát hiện ra hắn lại không mang theo bật lửa. Trong thời điểm bất đắc dĩ này thì một cô gái đang đứng ven đường, từ trong túi lấy ra một cái bật lửa rồi châm thuốc cho Hạ Tưởng, ánh mắt hờ hững nhìn vẻ mặt hắn rồi hỏi. Nhìn anh hồn bay phách lạc thế này chắc chắn là bị thất tình. Hạ Tưởng muốn cười nhưng tiếng cười không phát ra được, thất tình, đúng là nói đùa, hắn tự nhiên lại có thêm một người con. Làm sao so sánh với thất tình được. Hơn nữa, xem ra người mẹ của con hắn chẳng những không nghĩ tới việc thông báo cho hắn biết mà chắc chắn sẽ không để cho hai bố con biết mặt nhau. Hạ Tưởng bình thường ở tại một nhà công vụ của Bộ Thương mại, cũng không ở tại nhà của Tiếu Giai. Hôm nay, ban đầu thì hắn không có ý định tìm tới Tiếu Giai, lúc này hắn lại buồn rầu lái xe tới nhà cô, không nói hai lời nằm xuống ngủ luôn. Tiếu Giai thấy hắn có cảm xúc khác thường nên cô cũng không hỏi hắn có chuyện gì. Chỉ giúp hắn thay đồ rồi lẳng lặng nằm ở một bên. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng không lòng dạ nào để đi làm, hắn nghĩ ngợi một hồi rồi gọi một cuộc điện thoại cho Mai Thái Bình. Trưởng ban Mai, Hiểu Lâm có phải đã sinh em bé không? Sao không thấy ngài nói qua việc này, mà cô ấy cũng không lộ ra chút nào với tôi cả? Khụ, khụ, con bé không cho tôi nói với cậu. Không chỉ cậu, tất cả những người con bé biết thì nó đều không cho nói. Tôi cũng không có cách nào, không dám để cho nó bị mất hứng. Bốn bác sĩ bảo con bé không thể mang thai và sinh con được nữa, ai biết nó lại đột nhiên có bầu.
Con bé đó cũng sau khi quay trở lại Bắc Kinh thì mới nói rõ chân tướng cho tôi biết. Mai Thái Bình cũng không giấu giếm đầu đuôi, gốc ngọn sự tình mà đều nói ra cho Hạ Tưởng biết. Tôi hỏi ba của đứa nhỏ là ai nhưng con bé không nói. Sau hỏi mãi thì nó giận dữ rồi nói là người nào đó người Hoa quốc tịch Mỹ, cũng đã quen biết nhau một khoảng thời gian rồi chia tay nhau. Việc này là thật hay là giả thì tôi cũng không muốn truy cứu, cũng lười suy nghĩ đến việc này. Chỉ cần con bé vui vẻ là được. Hạ Tưởng nghĩ rằng cái danh từ người Hoa kiều quốc tịch Mỹ đã trở thành tấm khiên cho cả Liên Nhược Hạm và Mai Hiểu Lâm. Cũng không biết lúc này đã có người nào đứng ra giải oan cho những người Hoa kiều quốc tịch Mỹ này không vậy. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng không có ý tứ giải oan cho người Hoa kiều có quốc tịch Mỹ nào đó này, hắn do dự một chút rồi hỏi về số điện thoại của Mai Hiểu Lâm. Có thể cho tôi biết số điện thoại của cô ấy không? Tốt xấu gì thì tôi cũng muốn có lời chúc tới cô ấy. Mai Thái Bình trần trừ một lúc rồi đọc số điện thoại di động của Mai Hiểu Lâm cho Hạ Tưởng. Tôi vẫn cảm thấy tính tình cậu khá hợp với Hiểu Lâm, có thể trở thành người bạn thân thiết của nhau. Cậu gọi cho con bé một cuộc điện thoại cũng tốt, có lẽ con bé cảm thấy có bầu mà không kết hôn nên mới thẹn thùng, tránh gặp mặt tất cả các bạn bè và người quen. Bây giờ là năm bao nhiêu rồi, ai còn để ý đến việc đó nữa. Cậu lúc này cũng đang ở Bắc Kinh, nếu có điều kiện đến thăm hỏi con bé một chút. Điện thoại chấm dứt, Hạ Tưởng mới giật mình nhớ tới việc nói chuyện lâu như vậy mà hắn đã quên hỏi tới là Mai Hiểu Lâm sinh ra con trai hay con gái. Hắn ngay tức khắc gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm. Tiếng chuông vang lên ba lần thì thấy Mai Hiểu Lâm nghe máy. Hạ Tưởng chỉ mới nói một tiếng, này, mà cô đã nghe ra thanh âm của Hạ Tưởng, cô lập tức cảnh giác hỏi. Sao lại là anh? Có phải anh biết chuyện gì không? Hạ Tưởng thở dài một tiếng. Cái gì anh cũng biết, tại sao em giấu anh như vậy? Em cũng không phải là cố tình muốn giấu anh, mà cảm thấy việc này anh không cần phải. Biết. Thái độ của Mai Hiểu Lâm chợt lại trở nên lạnh lùng. Đương nhiên là anh phải biết, con mình cũng có một nửa phần công lao của anh. Hạ Tưởng nổi giận. Em đã sớm nói qua rằng quan hệ của anh và em vào buổi tối ngày hôm đó thì hôm sau là đã kết thúc. Mai Hiểu Lâm không chịu nhượng bộ. Là kết thúc, nhưng về căn bản thì chuyện của chúng không có điểm bắt đầu. Đã có con với nhau thì không giản đơn như vậy, anh là bố của con, anh có quyền được biết con mình. Anh cũng có tư cách để quan tâm đến sự trưởng thành của con. Hạ Tưởng nói một cách giận dữ, tuy nhiên, trong tim của hắn lại đau nhói lên, vì hắn cơ bản là không có khả năng lấy thân phận là cha của đứa bé để xuất hiện một cách quang minh chính đại được. Mai Hiểu Lâm cười lạnh mấy tiếng. Đừng kích động, con chúng ta ra đời tất nhiên chỉ là sản phẩm của một thời điểm khoái hoạt của anh mà thôi. Anh cũng không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ về nó. Em cũng không cần anh phải làm gì. Em và anh, từ nay về sau không có dính líu gì với nhau hết. Anh cũng đừng có si tâm vọng tưởng để cho con nhỏ biết mặt anh. Cho dù em đồng ý thì anh cũng có dám nói với người khác rằng tôi là ba của đứa nhỏ này hay không? Ngay cả phiền toái với Ngô gia mà anh còn không giải quyết được lại còn đến chọc giận Mai gia chúng tôi, anh có còn muốn sống nữa không? Tốt nhất là bảo toàn mạng nhỏ của mình, cố gắng sống tốt, nếu chẳng may về sau con nó trưởng thành, hỏi em rằng ai là ba của nó, có lẽ lúc đó em sẽ nói cho nó biết tên của anh, cũng có lẽ nó sẽ tha thứ cho anh, lúc gặp mặt sẽ gọi anh bằng một tiếng, ba ơi, nếu vậy thì đây cũng chính là phúc khí của anh rồi đó. Hạ Tưởng không nói được bất cứ lời gì để biện minh cả. Tâm tình của hắn rất trầm trọng. Mai Hiểu Lâm sinh ra đứa nhỏ, đối với hắn mà nói thì đúng là một việc tuyệt không ngờ đến. Chính vì vậy, hắn không biết phải đối mặt với việc bất ngờ này như thế nào, điều này làm hắn không biết lúc này nên làm sao, tương lai phía trước trở nên hơi mờ mịt. Hắn tức giận chỉ bởi vì Mai Hiểu Lâm đã giấu hắn. Nhưng khi hắn biết được sự tình đích thực thì tất cả đã trở thành kết cục đã được định rồi. Không thể sửa đổi. Hắn cũng rõ ràng, Mai Hiểu Lâm cố ý né tránh hắn, thậm chí thả bỏ qua tiền đồ đang rộng mở trước mắt cô để quay về Bắc Kinh lặng lẽ sinh nở đứa nhỏ. Đây cũng là sự lựa chọn giữa bản năng người mẹ và tiền đồ tương lai của mình, lúc này cô đã lựa chọn là người mẹ. Điều đó có thể thấy tâm ý của cô kiên định đến thế nào, đã chọn lựa đường đi cho chính mình và sẽ không quay đầu trở lại. Tính cách của Mai Hiểu Lâm thì cũng có chút tương tự Liên Nhược Hạm. Nhưng so với Liên Nhược Hạm có chủ kiến của chính mình thì cô nhẫn nại hơn. Vì hoàn thành tâm nguyện làm mẹ của mình mà cô tình nguyện bỏ qua vị trí chủ tịch huyện,
thậm chí cũng không cần đến chức vụ bí thư huyện ủy để đảm nhận nghĩa vụ thiêng liêng của người mẹ. Hơn nữa, việc cô giấu giếm mọi người đúng thực là làm cho người khác phải kinh ngạc vì sự kiên cường và quyết tâm của cô. Hạ Tường biết rằng trừ khi Mai Hiểu Lâm mềm lòng cải biến chủ ý, nếu không việc hắn muốn gặp cô và con nhỏ xem như không có khả năng. Đối với Liên Nhược Hạm thì Hạ Tường có thủ đoạn và biện pháp. Nhưng đối phó với Mai Hiểu Lâm thì hắn không nghĩ ra được điều gì. Trầm mặc một lúc, Hạ Tường đành phải hạ thấp thái độ. Dù sao cũng phải nói cho anh biết con mình là trai hay gái vậy. Con gái. Giọng nói của Mai Hiểu Lâm lạnh như băng. Biết đàn ông các anh trọng nam khinh nữ, vì thế cho nên em lại càng không nói cho anh. Anh đã có một đứa con trai, vì thế cũng không cần thiết phải quan tâm đến mẹ con chúng tôi. Hạ Tường nhìn thấy được sự hờn giận của Mai Hiểu Lâm, hắn tò mò hỏi. Có trắng hay không, là con gái thì làn da ngàn lần không được đen giống anh, nếu vậy thì xấu lắm. Mai Hiểu Lâm khẽ hừ một tiếng. Không đen chút nào, khá trắng. Người khác không nhìn ra nhưng con bé có nhiều nét giống anh, điều này làm cho em khá tức giận. Anh xấu như vậy, vì sao con bé lại có nhiều nét giống anh, đúng thực là oan gia. Từ trước tới nay con trai thường giống mẹ. Con gái lại giống ba. Mau nói cho anh biết, dáng vẻ của con mình có xinh không? Hạ Tường rèn sắt khi còn nóng, muốn công phá phòng tuyến tâm lý của Mai Hiểu Lâm. Rất xinh xắn, đương nhiên là rất xinh, con gái của em làm sao không xinh sao được. Con bé còn xinh hơn mẹ của nó, lại cũng không có lây nhiễm nét xấu gì của ba, chắc chắn về sau sẽ là một cô gái rất đoan trang và xinh đẹp. Giọng điệu của Mai Hiểu Lâm hơi dịu xuống. Khi nhắc đến con gái mình thì cô liền quên hết cả những điều khác. Đã đặt tên con chưa? Đặt rồi, họ Mai, tên là Đình Đình. Tên gì không đặt lại đặt là Mai Đình. Hạ Tường lập tức nhớ tới diễn viên Mai Đình liền muốn phản đối, chợt hắn nghĩ lại thì thấy rằng chưa chắc lời phản đối của hắn đã hữu hiệu, vì thế nên thôi. Hắn lại hỏi thêm mấy câu về tình hình của con gái, ví dụ như ăn sữa được nhiều không, thân thể có mạnh khỏe không? Dần dần khoảng cách với Mai Hiểu Lâm đã được kéo gần lại, hắn liền thừa cơ đưa ra lời đề nghị là muốn gặp mặt hai mẹ con. Nếu có điều kiện thì cũng nên để anh gặp con gái một chút. Dù sao cũng là đứa con gái đầu tiên của anh không có bất cứ mưu đồ gì cả, chỉ cần nhìn con một chút là được. Nói cho cùng, cho dù quan hệ giữa anh với em có xấu đến mức độ nào thì cũng hy vọng em suy xét đến cái tình cái lý. Hạ Tường ân cần dụ dỗ. Không ngờ Mai Hiểu Lâm lại không suy chuyển. Anh biết anh có một con gái là được, không cần phải thấy mặt con làm gì. Hơn nữa, hiện tại thì em cũng không muốn gặp anh, cũng đỡ phải phiền hà cho nhau. Còn con gái thì đến thời điểm anh sẽ được gặp, lúc đó anh sẽ có cơ hội được nhìn thấy con mình. Mai Hiểu Lâm liền chấm dứt cuộc điện thoại. Mai Hiểu Lâm vẫn không thay đổi ý kiến, chẳng lẽ cô có ý tưởng khác? Tuy nhiên, nếu Mai Hiểu Lâm không đồng ý thì hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải nén thật sâu tâm tình của chính mình, duy có điều bỗng nhiên lúc này hắn có cả con trai lẫn con gái, đúng là hắn không thể tin được. Sau khi tiếp nhận được sự thực này thì hắn cũng không tránh khỏi có điểm đắc chí. Ngay cả bác sĩ cũng nói không hy vọng với việc Mai Hiểu Lâm có thể sinh nở, không ngờ chỉ một lần uy vũ của hắn mà đã làm cho Mai Hiểu Lâm mang bầu, ít nhiều hắn cũng có chút tự hào của người đàn ông. Tuy nhiên, việc này chỉ được chôn sâu trong lòng, không thể lộ ra bên ngoài được. Nếu chẳng may Liên Nhược Hạm biết thì cô ấy làm loạn lên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù thật ra từ đầu đến cuối thì hắn vẫn là người bị động và bị hại, nhưng dù sao hắn cũng giống như người phạm tội khác, giống như câu, là đàn ông thì ai cũng đều đã phạm sai lầm, cũng may mắn là Mai Hiểu Lâm lại không bắt hắn có trách nhiệm với cô con gái, cũng không bắt hắn phải cấp phí tổn nuôi dưỡng. Hạ Tường khó tránh khỏi có chút suy nghĩ kỳ quái, nếu việc hắn và Mai Hiểu Lâm bị lộ ra bên ngoài, việc hắn có một cô con gái thì không hiểu tình hình sẽ như thế nào nhỉ? Tính thời gian thì cô con gái của hắn mới chỉ khoảng 2 tháng, chắc chắn lúc này chưa nhìn ra được giống ai. Tiếp sau lại nghĩ đến Ngô Liên Hạ, Hạ Tường bỗng trở nên bất đắc dĩ. Hắn là người cha đã có một con trai, một con gái, nhưng không thể có danh chính ngôn thuận để các con mình gọi hắn là ba. Thằng bé thì họ Ngô, con bé thì họ Mai, thật ra điều này rất tiện nghi cho Ngô gia và Mai gia, trong lúc đó hắn lại không có được sự ưu đãi nào. Sự vất vả của hắn không biết là vì ai đây. Sau khi tự chế giễu mình, hắn lại lần nữa xốc lại tinh thần, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong việc hoàn thành các bài vở được giao.
Có lẽ bởi vì gần đây Hạ Tưởng không bị những chuyện vặt vãnh quấn lấy nên khả năng hoàn thành bài vở của hắn đột nhiên tăng mạnh, mấy bài luận văn và các bài tập mà Cốc Lão giao đều được phê điểm tốt, theo đúng như lời Cốc Lão nói thì nếu tiếp tục theo tiến độ này thì chỉ trong vòng nửa năm tới là lấy được bằng nghiên cứu sinh. Những ngày ở Bắc Kinh thật là thoải mái, mỗi ngày Hạ Tưởng đều chỉ chăm chú vào học tập, còn công việc thì chỉ thực hiện một cách giả vờ giả vịt. Thật ra, không phải là hắn không chịu cố gắng công tác, mà là cũng không có nhiều việc để làm. Bình thường thì hắn vẫn luôn đến chỗ mẹ con Liên Nhược Hạm, chơi đùa với con rồi sau đó lại thân thiết một hồi với Liên Nhược Hạm. Những buổi tối khác thì hắn lại đến ngủ ở nhà của Tiếu Giai, trong mấy năm gần đây lên Bắc Kinh thì đợt này là đợt mà Hạ Tưởng và Tiếu Giai ở cùng với nhau dài nhất. Tiếu Giai cũng rạng rỡ hẳn ra, làn da trở nên trắng hồng, mượt mà, càng ngày càng kiều diễm. Điều này làm cho những người quen biết cô càng thêm ngẩn ngơ. Không ít đàn ông khác thèm Tiếu Giai nhỏ dãi mà không được, mọi người không ngừng cảm thán, chắc chắn là Tiếu Giai phải có chút hơi của đàn ông, nếu không sẽ không dạng hồng đến thế. Chương 520, trịnh trọng phó thác. Hạ Tưởng đối xử với Tiếu Giai rất tốt, chẳng qua Tiếu Giai lại đề xuất đến việc muốn sinh cho Hạ Tưởng một em bé làm cho Hạ Tưởng trở nên hoảng sợ, hắn phải luôn miệng từ chối. Sau đó, Hạ Tưởng mới an ủi Tiếu Giai rằng chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì nhất định hắn sẽ đáp ứng thỏa mãn nguyện vọng của cô, hắn nhắc lại rằng trước kia hắn đã hứa với cô thì chắc chắn sẽ không để cô thất vọng. Hiện tại thì Hạ Tưởng cũng không muốn có thêm con nhỏ nữa, trước mắt là đứa con trong bụng của Tào Thù Lê chưa ra đời, như vậy hắn đã là bố của ba đứa trẻ, điều này cũng đã làm cho hắn thấy khó khăn lắm rồi, cũng không muốn làm tình làm tội thêm người khác nữa. Cũng may mắn mẹ của mấy đứa bé đều có bản lĩnh, không cần hắn cũng có thể nuôi dưỡng đứa bé tốt được. Nếu không chỉ cần tiền sữa cung cấp cho mấy đứa nhỏ này cũng sẽ làm cho hắn phải sạt nghiệp. Trong nháy mắt, hắn đã ở Bắc Kinh được 3 tháng. Cũng có lúc Hạ Tưởng quay về thành phố Yến mấy ngày, nhưng ngay lập tức quay lại Bắc Kinh ngay. Tào Thù Lê vẫn khỏe, có Lam Miệt chiếu cố một bên, lại thuê thêm một bảo mẫu tới chăm sóc, như vậy xem như cũng khá yên tâm. Thế cục thành phố Yến cũng tạm thời bình tĩnh. Nhân sự quận ủy và ủy ban quận Hạ Mã đang ở trong giai đoạn sắp xếp, đang chuông trống rùm beng, các thế lực khắp nơi đang tiến nhập vào trạng thái giằng co lẫn nhau. Tất cả đều gắng sức để đấu cho được các vị trí ngoại trừ chức phụ bí thư và chủ tịch quận, rất nhiều người thông minh nên không gia nhập vào cuộc cạnh tranh hai vị trí này. Bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng rằng vị trí bí thư và chủ tịch quận thì Trần Phong và Hồ Tăng Chu sớm đã có những tuyển lựa. Thời tiết chuyển sang ấm áp. Vào một ngày trong tháng 6 thì Hạ Tưởng ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Cổ Ngọc. Cổ Ngọc đang ở Bắc Kinh, đề nghị muốn được gặp mặt Hạ Tưởng, đương nhiên, còn có Cổ Lão cũng muốn gặp mặt hắn. Cổ Lão đã có lời nên Hạ Tưởng không thể không chối từ, hơn nữa hắn cũng rất muốn nói chuyện cùng Cổ Lão. Địa điểm hẹn gặp là một khu vực thần bí rất tĩnh lặng. Nói là thần bí là bởi vì theo sự chỉ đường của Cổ Ngọc thì Hạ Tưởng hết rẽ ngang rồi rẽ dọc. Ở trong Bắc Kinh mà chỉ trong chốc lát hắn đã là cả phương hướng. Hắn chỉ cảm thấy rằng hắn không ngừng đi về hướng Tây, hướng Bắc rồi sau đó thông qua một loạt các xét hỏi thông hành rồi mới vào được khu vực này. Ở nơi này, hắn nhận ra bên trong có rất nhiều ngôi nhà màu xám được xây dựng một cách có bài bản. May mắn là Cổ Ngọc đã dự kiến trước việc này nên đã sớm chờ sẵn ở bên ngoài bộ thương mại, cô ngồi trên ghế phụ, với bộ dáng chỉ huy dẫn dắt Hạ Tưởng đi đến chỗ ở của Cổ Lão. Nếu không vậy, chỉ dẫn đường bằng điện thoại thì chắc chắn Hạ Tưởng không thể nào tìm ra được nơi cần đến. Bây giờ là tiết trời đầu hạ, Cổ Ngọc mặc tùy tiện một áo sơ mi trắng và một quần bò phủi, cách ăn mặc này của cô có vẻ rất thanh xuân, đầy sức sống lại có toát ra vẻ đẹp giản dị. Cô cũng không cất vòng ngọc treo cổ đi mà giấu vào trong áo sơ mi, thấp thoáng bóng ngọc lấp lánh cùng với làn ngực trắng tạo ra một phong vị rất khác lạ. Tuy nhiên, Hạ Tưởng chỉ liếc mắt một cái tùy ý rồi sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt lại. Sau khi dừng xe, Hạ Tưởng bước theo Cổ Ngọc, đi dọc theo con đường nhỏ lát gạch xanh. Hạ Tưởng chú ý xung quanh thấy rằng trong những ngôi nhà màu xám có thấp thoáng rất nhiều bóng cây xanh ở bên trong, trông có vẻ tĩnh lặng một cách phá lệ. Trong khu vực này thì nhà cao nhất là có 2 tầng, phần lớn là nhà trệt và khuôn viên. Ngoại trừ những cây ngô đồng cổ thụ cao lớn ra thì còn có không ít hàng bạch dương thẳng tắp đón gió phấp phới. Khuôn cảnh này tạo cho Hạ Tưởng có cảm giác tạo ra sự yên lặng ngăn cách với cõi nhân thế bên ngoài, tạo ra dáng vẻ thế ngoại đào nguyên cổ kính. Mà trong lòng hắn cũng rất rõ ràng rằng đây là đang trong nội thành Bắc Kinh, cũng không phải là khu vực ngoại ô thành phố.
Điều này nói rằng đây là một địa phương khác thường, người bình thường không thể đặt chân vào chốn này, mà cũng rất nhiều người không biết ở trong chốn phồn hoa của thủ đô lại có một khu vực nhà cao cửa rộng lại giữ được sự yên lặng và cổ kính đến vậy. Nhà cao cửa rộng thì chỉ có thể một số ít người có đặc quyền được hưởng thụ, ở nơi tấc đất tấc vàng này mà có một khu đất khoảng chừng 100 mẫu thì giá trị đâu chỉ là vài tỷ tệ. Tuy nhiên, xem ra những người ở bên trong này đều là những nhân vật có bối cảnh thâm hậu, kể cả có là người nhiều tiền đến đâu cũng không thể tạo ra được kiểu cách dạng này. Hạ Tưởng có chút hơi cảm thán, bất kể là nước Mỹ hay là Trung Quốc, chỉ có người có quyền hoặc có tiền mới có nhà đất biệt thự mà ở, chỉ có người nghèo mới ở những nhà cao tầng. Cổ Ngọc liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi khẽ cười hỏi. Ánh mắt của anh lúc vừa rồi nhìn loạn phải không? Hạ Tưởng sửng sốt, suy nghĩ một lúc mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Hắn liền cười. Không phải như vậy, em khác gì em gái anh, sao anh lại phải nhìn loạn em? Tuy nhiên thấy vòng ngọc của em được cất giấu như vậy thì cũng cảm thấy tò mò mà thôi. Cổ Ngọc làm một động tác bất nhã, cô giơ tay sờ mó trước ngực rồi kéo vòng ngọc từ phía trong đi ra. Cô nâng nó trên lòng bàn tay rồi nói. Thật ra cũng phải cảm tạ anh đã nhắc nhở em, trước kia em không chú ý tới nên thả tấm ngọc này ra bên ngoài, lúc ẩn lúc hiện làm cho ánh mắt người khác cứ chằm chằm nhìn vào ngực, điều này không tốt lắm. Vì thế em quyết định giấu mặt ngọc vào bên trong, không để lộ ra ngoài nữa. Đều tên là ngọc, vật cũng như người, đều rất giống nhau, đi cùng nhau rất xứng đáng. Hơn nữa, vòng ngọc này còn có tác dụng tốt cho làn da của em nữa. Hạ Tưởng thuận miệng nói, sau đó lại hỏi. Tình hình tổ lãnh đạo gần đây thế nào rồi? Hôm nay là thứ bảy, Cổ Ngọc đã cố tình trở về Bắc Kinh vào tối thứ sáu. Lần trước, cô bảo sẽ điều chuyển công việc về Bắc Kinh, tuy nhiên đây chỉ là lúc trong lúc tức giận nhất thời nói ra thôi, chứ thật ra cô vẫn phải công tác tại tổ lãnh đạo. Hơn nữa, nếu cô muốn rời đi còn phải được Tống Chiêu Độ đồng ý cho phép thì mới được. Tất cả các công việc vẫn tốt đẹp, các hạng mục công tác vẫn tiến triển thuận lợi. Sự vắng mặt của anh thì nhiều lúc cảm thấy cũng không ý nghĩa lắm. Cách nói chuyện của Cổ Ngọc rất tùy ý, thường thường không nghĩ ngợi nhiều, nghĩ gì nói nấy. So với Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê thì tâm tư cô đơn giản hơn nhiều. Lúc có mặt anh thì em cũng không thấy có gì tốt, tuy nhiên anh vắng mặt thì em cũng cảm thấy khá vắng vẻ, cũng khá nhớ anh, có phải có điều gì đặc biệt không? Hạ Tưởng ho khan hai tiếng. Cái này, mà em cũng đừng nghĩ tới việc ỷ lại người khác như vậy. Hắn lập tức chuyển ngay đề tài. Mùa hè đang đến rồi, có phải cổ lão muốn đến thành phố Yến để tĩnh dưỡng một thời gian không? Bên cạnh công viên rừng rậm thì tập đoàn Viễn Cảnh xây thêm một chân quý uyển và điển tàng cư, hiện tại hai công trình này đã làm xong. Hạ Tưởng đã chọn một phòng rộng khoảng 150 m² tại chân quý uyển, Cổ Ngọc cũng khá thích kiểu dáng của chân quý uyển nên cũng mua lấy một phòng. Ngoài ra còn có đám người Phương Cách, Vương Lâm Kiệt, Tiêu Ngũ, Lý Hồng Giang, Tôn Hiện Vĩ, ai cũng đều chọn cho mình một phòng ưng ý tại công trình này. Thậm chí Phùng Húc Quang và Sở Tử Cao mỗi người cũng mua lấy 2 hay 3 phòng, mục đích mua là để sử dụng hoặc để tặng trong cần thiết. Bởi vì kiểu dáng chẳng những đẹp mà địa điểm, phong cảnh, môi trường xung quanh đúng là có 102. Điều quan trọng nhất chính là chân quý uyển và điển tàng cư tạo ra sự hài hòa trong quy hoạch, sau này luôn không bị lỗi mốt. Vì vậy, về sau thành phố Yến ra quy định mới. Sau này khi xây dựng các khu đô thị mới thì phải phối kết hợp giữa nhà cao tầng và nhà thấp tầng, nếu không sẽ không phê chuẩn. Hạ Tưởng còn nhớ rõ, vài năm sau, bởi vì quỹ đất khan hiếm nên khi xây dựng các khu đô thị thì chính quyền lại yêu cầu phải xây dựng toàn bộ là nhà cao tầng. Cũng có rất nhiều người không thích ở nơi nhà cao tầng, không khí loãng, hơn nữa quá sáng. Chân quý uyển và điển tàng cư tiêu thụ quá mức thần kỳ. Chẳng những người có tiền ở thành phố Yến đến chen nhau để mua mà rất nhiều cán bộ lớn nhỏ của tỉnh, thành phố cũng đua tranh mua lấy 1, 2 căn. Quả thật, với một địa điểm đẹp như tranh vẽ ở ngay trong lòng thành phố Yến, không khí tươi mát, trong lành, không gian yên tĩnh đúng là khu đô thị số 1. Mặc dù giá cả không thấp nhưng rất nhiều người xúm đông xúm đỏ mua cho bằng được, ai cũng đều sợ mình không mua được căn hộ ở nơi này. Một công trình sau khi đưa vào tiêu thụ mà tất cả các phòng đã gần như đã kín chỗ như chân quý uyển và điển tàng cư thì xem như đã thành công lớn, mang lại lợi nhuận không dưới 1 tỷ tệ cho tập đoàn Viễn Cảnh. Ngoại trừ Hạ Tưởng ra, đương nhiên với công thiết kế xuất sắc của Tào Thù Lê thì công trình chân quý uyển và điển tàng cư cũng đã làm rạng rỡ thêm vinh dự cho cô.
Cổ Ngọc không trả lời vấn đề của Hạ Tưởng mà cười hì hì tiếp tục bước dẫn đường. Ánh nắng xuyên qua hàng lá cây dừng lại trên người của cô tạo nên một quầng sáng màu vàng óng ánh, tiếng cười của cô quanh quẩn trong không trung làm cho khung cảnh trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hạ Tưởng lắc đầu cười, trong mắt hắn thì tuy rằng hoàn cảnh của Cổ Ngọc không tốt lắm, cha mẹ mất sớm, nhưng cô lại vẫn giữ nguyên được trái tim của một thiếu nữ ngây thơ, luôn tìm được niềm vui, hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất, đây cũng là điều mà rất khó làm được. Hạ Tưởng theo chân Cổ Ngọc đi vào một khu biệt viện chỉ có một lối vào rộng chừng một mẫu vuông. Bốn phía của tòa nhà được bao quanh bởi tường rào được xây bằng gạch màu xám, khi mới nhìn cảm giác như nhà thời xưa, tuy nhiên so với nhà thời xưa thì lớn hơn một ít, nhưng số phòng thì lại ít hơn, điều này tạo ra vẻ khá trống trải. Tuy nhiên, trong tòa nhà còn có các tòa giả sơn, khu vườn với đầy đủ các loại hoa khoe sắc, điều này tạo cho căn nhà không còn vẻ trống trải nữa, mà ngược lại lại tạo ra một sức sống đang dâng trào. Đúng là một nơi ở rất đẹp, Hạ Tưởng vô cùng hâm mộ. Ở Bắc Kinh có được một căn hộ như thế này thì không phải chỉ có tiền mà có thể làm được. Để làm được điều này thì phải là người có quyền, mà hơn nữa còn phải quyền cao chức trọng. Một đại gia tiền tỷ cũng không mua được một căn nhà ở khu vực này, không phải là y không đủ tiền để mua mà là mua không được. Có tiền nhiều cũng chưa chắc mua được báu vật, chuyện tình trên thế gian này không phải chỉ cần tiền tài là đã giải quyết được ngay vấn đề. Cổ lão xoay người lại, trong tay cầm bình phun nước cho hoa. Thấy Hạ Tưởng và Cổ Ngọc bước vào liền cười ha hả, buông bình phun nước xuống rồi nói. Có người bạn từ phương xa tới thăm, thật hạnh ngộ. Người bạn trẻ, đã lâu không gặp, nghe nói dạo này cậu thăng quan phát tài lắm. Hạ Tưởng sửng sốt ngay tức khắc như hiểu ra được điều gì, hắn mỉm cười. Ngài phải nói là tôi có nhiều trách nhiệm lớn hơn mới phải. Lão Cổ vẫy vẫy tay cho Cổ Ngọc rồi nói. Đi pha cho ông một ấm trà thật ngon nhé. Cổ Ngọc ngoan ngoãn vâng dạ rồi xoay người đi vào trong nhà. Cổ lão chỉ tay về phía hòn giả sơn cách đó không xa rồi nói. Đi, xem thử phong cảnh nhà tôi một chút. Hạ Tưởng liền cùng đi với cổ lão, vừa đi vừa nói chuyện. Lão Ngô là người bạn cũ của tôi, quen biết nhau cũng mấy chục năm rồi, tính tình của chúng tôi cũng không quá hợp nhau, chỉ cần gặp nhau, nói nhau mấy câu là đã gây rối ầm ĩ cả lên rồi. Ai cũng muốn thuyết phục đối phương nên cũng muốn gặp mặt nhau. Kết quả là sau khi gặp nhau lại ầm ĩ một trận, cãi lộn thì sinh ra giận dữ, sau khi về thì lại thôi, sau đó gặp lại lại tiếp tục ầm ĩ. Cuộc sống con người đúng là quá ngắn ngủi, mới thấy cãi nhau đó, trong chớp mắt trôi qua mà tôi và ông ta đều đã chuẩn bị đi gặp Mark rồi. Cổ lão đi thẳng vào vấn đề, vừa mở miệng đã nói về ông cụ Ngô gia. Hạ Tưởng liền mỉm cười gật đầu. Bộ dáng chăm chú lắng nghe ông lão nói. Chuyện giữa cậu và cô bé nhà Ngô gia thì tôi đã sớm biết. Nếu là trước kia thì chắc chắn tôi sẽ rất giận dữ, nhưng kể từ khi con trai và con dâu tôi gặp chuyện không may thì tôi cũng đã nhận ra rằng trong cuộc đời của con người thì có rất nhiều sự việc không thể đoán trước được, một người đàn ông mà bên người có mấy người phụ nữ thì cũng không tính là gì. Thời những năm cải cách, tôi có rất nhiều người bạn, ai mà chẳng yêu thêm một số người. Đều là người cả. Thanh danh bên ngoài càng lan truyền xa, ngồi ở vị trí càng cao đến đâu nữa, xét cho cùng thì người đó cũng chỉ là một con người bình thường cả mà thôi. Cổ lão có chút cảm thán, vừa thấy Hạ Tưởng liền nói không dứt lời. Hơn nữa, tôi cũng nghe nói cậu đối xử với cô bé nhà Ngô gia cũng rất tốt. Người đàn ông tốt thường có mấy ai an phận có một người phụ nữ, điều quan trọng chính là người ta theo cậu thì cậu nhất định phải trước sau vẹn toàn, đừng làm cho người phụ nữ bị thất vọng và thương tâm là được. Khó có cơ hội được cổ lão khai sáng như vậy, Hạ Tưởng liền khiêm tốn thụ giáo. Vâng ạ, tôi sẽ nhớ kỹ điều này. Ha ha! Cổ lão mỉm cười vui vẻ, đi vào đến trước một hòn giả sơn, chỉ vào con cá vàng trong hồ nước phía dưới hòn núi giả và nói. Có một câu nói rằng trang tử không phải là cá, làm sao mà biết cá vui? Ha ha! Sức khỏe của lão Ngô khôi phục rất khá, ít nhiều thì Ngô Liên Hạ cũng đã làm cho ông ta vui vẻ. Nói cho đến cùng, tuy rằng về sau, sự việc giữa cậu và cô bé Ngô gia khi mà ông ta biết thì chắc chắn sẽ phản đối, nhưng ngược lại thì ông ta cũng được lợi từ sự việc này. Vì thế, các sự tình trên thế gian này đều phải nhìn từ các góc độ khác nhau để phân tích thì mới khách quan được. Hạ Tưởng biết rằng cổ lão nói ra những suy nghĩ của bản thân ông ta, lại còn lấy ông cụ Ngô gia làm dẫn dắt câu chuyện thì hiển nhiên ông ta sẽ có yêu cầu nào đó cho hắn. Vì thế, hắn liền cung kính nói.
Cổ lão, ngài có chỉ bảo gì thì xin ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Tôi già rồi, không sống được mấy năm nữa, cũng chẳng có ý tưởng gì khác. Chẳng qua, tôi cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, chỉ có một đứa con, nhưng đứa con lại đi trước tôi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cuộc sống này đúng thật quá bất công. Tôi nghĩ cậu cũng đoán được, sau khi tôi chết, điều duy nhất tôi không yên lòng chính là cổ ngọc. Cổ lão ngẩng đầu lên nhìn vào trời xanh, trên không trung một màu chân trời xanh biếc dường như muốn xua tan bao nỗi u uất trong lòng của mọi người. Ông lão xúc động nói, quen biết cậu quá chậm, nếu biết cậu sớm hơn thì kiểu gì tôi cũng sẽ giao phó việc trung thân đại sự của cổ ngọc cho cậu. Ha ha, điều mà tôi muốn chính là nếu chẳng may có một ngày tôi chết đi, cậu phải xem cổ ngọc như là người thân thích của cậu để bao bọc, che chở cho nó. Cậu có làm được không? Có đáp ứng được yêu cầu của tôi không? Đối với cổ lão thì Hạ Tưởng không có suy nghĩ nhiều lắm, hắn cảm thấy rằng tính tình của hắn và ông ta hợp nhau, lại cảm thấy ông ta tuổi đã già rồi mà lại một mình cô đơn, chỉ có cổ ngọc làm bạn, cũng rất đáng thương. Hơn nữa, từ nhỏ hắn không có ông nội, cũng cảm giác sự thân thiết khác người đối với cổ lão. Khi cổ lão đưa tặng ngọc quý cho hắn, lại sắp xếp cổ ngọc vào tổ lãnh đạo thì hắn đã đoán được ý cổ lão có vẻ muốn tiếp cận hắn, khả năng là đang còn có những tính toán khác. Tất nhiên điều này cũng không làm cho hắn có sự nghi ngại gì. Đối với cổ lão, so sánh với ông ta thì hắn quá yếu ớt, hắn không có điểm nào đáng giá để ông lão phải tính kế cả, như vậy cần gì phải tính toán làm gì. Tuy vậy, bằng bản năng thì hắn cũng cảm giác được đây là cổ lão có ý sắp xếp để hắn đi lại gần gũi với cổ ngọc. Tính tình của cổ ngọc đơn thuần, tính cách ôn hòa, nói thật thì cô đúng là một cô gái rất tốt. Nhưng cũng đúng là bởi vì tính tình cô rất ôn hòa, đơn thuần nhưng trong tay lại có một gia sản mấy tỷ tệ, nếu cổ lão còn có ở trên đời thì không sao, nhưng một khi cổ lão mất đi thì chắc chắn sẽ có không ít người sẽ nảy sinh chú ý đối với cổ ngọc. Cổ ngọc thông thường không hay phòng bị người khác, vì thế rất dễ dàng bị mấy người dụng tâm kín đáo lừa đảo. Đương nhiên, nếu là người thật tâm thích cổ ngọc thì điều này quá hoàn hảo, chỉ sợ là bị người ác có trái tim đen tối lừa tình lừa tiền. Do vậy, gia sản hàng tỷ tệ của cổ ngọc cũng không phải là niềm hạnh phúc, mà đây lại chính là nguồn gốc của mọi tai họa. Theo góc độ suy xét của người ông nội thì đúng thực cổ lão không yên lòng chút nào về cổ ngọc, đây cũng là tâm bệnh lớn nhất của một người ông mà tuổi đã sắp phải gần đất xa trời rồi. Ngay từ đầu thì tôi đã xem cổ ngọc như là em gái tôi, mà thực ra tôi cũng không có chị em gái, có một người em gái dịu dàng thông minh như cổ ngọc thì cũng là tôi có phúc. Vẻ mặt của Hạ Tưởng nghiêm lại, nói giọng rất chắc chắn. Hắn không rõ ý tứ cụ thể của cổ lão về chuyện hậu sự nên nói ra lời có ý tứ hàm xúc. Trong lòng hắn vẫn còn điểm lo lắng nên hỏi thêm. Hiện tại thì sức khỏe của ngài vẫn rất cường tráng, ngài còn sống thêm được vài chục năm nữa, đến lúc đó cổ ngọc cũng đã yên bề gia thất, như vậy thì ngài cũng yên tâm. Thế tại sao lúc này ngài lại đột nhiên nói về chuyện này làm gì? Tôi đã 70 tuổi, ở tuổi này thì bất kỳ lúc nào cũng có thể ra đi. Cổ lão lấy thức ăn cho cá rồi ném xuống dưới hồ, từng bầy cá vàng súng xít đua nhau tranh đấp mồi. Đợt vừa rồi lão Ngô bệnh nặng, thiếu chút nữa phải hết mệnh. Ông ta và tôi là bạn cùng tuổi, ông ta bị bệnh thì còn có 7 con cháu, lại còn có thằng bé kia làm cho ông ta vui vẻ. Tôi thì có cái gì? Mấy ngày hôm trước, tôi đi đưa tiễn người bạn chiến hữu cùng chiến trường cũ với tôi qua đời, lúc này tôi biết rằng cũng sẽ nhanh chóng tới lượt tôi thôi. Chỉ cần tôi ngã bệnh, lúc đó muốn gượng lại sợ rằng cũng khó có thể. Tâm tình Hạ Tưởng trở nên trầm trọng, cổ lão già rồi, khó tránh tới việc cực kỳ để ý đến sự sinh tử. Hắn liền khuyên giải, an ủi cổ lão. Ngài có cổ ngọc, lại còn có tôi, còn có những người cấp dưới trung thành. Người khác thì tôi không nói, nhưng tôi và cổ ngọc sẽ nhất định sẽ săn sóc ngài chu đáo. Chương 521, thu hoạch. Cổ lão làm điệu bộ không sao cả vung tay lên. Ra rồi, cũng đã thấy hết sự sinh tử, không sao cả. Mối quan tâm chính của tôi là để ý đến cổ ngọc, có lời của cậu nói thì tôi cũng an lòng. Hiện tại thì tôi đang cố gắng gấp rút giới thiệu đối tượng cho con bé, nếu có thể thì tuyển được một ai đó, còn không được thì cũng không có cách nào. Nếu lúc tôi mất rồi, con bé có thích người nào thì cậu toàn quyền thay tôi tuyển chọn. Nếu không tìm thấy đối tượng nào, hoặc tìm thấy mà con bé không thích thì cũng không cần phải miễn cưỡng. Cậu coi con bé như là em gái mình, thay tôi chiếu cố nó cả đời là được. Hạ Tưởng thấy đề tài hơi nghiêm trọng liền cố ý làm nhẹ vấn đề đi. Hắn nói,
Tính cách của Cổ Ngọc rất dịu ngoan, là một người con gái tốt. Chiếu cố cô ấy thì không vấn đề gì, tuy nhiên ngài không sợ tôi thừa cơ hội lừa cô ấy để lấy đi toàn bộ tài sản à? Cổ lão cười ha hả. Trải qua những gì mà tôi đã khảo sát thì cậu là một người trẻ tuổi đáng tín nhiệm. Cô bé nhà Ngô gia so với Cổ Ngọc thì tiền nhiều hơn rất nhiều, như vậy mà cậu cũng không ham. Hơn nữa, trong lĩnh vực kinh doanh thì cậu cũng có khả năng thiên phú, nếu cậu muốn kiếm tiền thì cũng không phải là việc khó. Cậu không phải là người trẻ tuổi tham tài, như vậy thì tiền bạc thì khó hấp dẫn được cậu. Điều tôi lo lắng duy nhất đối với cậu chính là để cho cậu chiếu cố Cổ Ngọc thì cậu lại chiếm mất Cổ Ngọc mà thôi. Lời nói của ông lão rất rõ ràng làm Hạ Tưởng không khỏi xấu hổ. Hắn cười cười rồi nói. Cổ lão hiểu lầm tôi không háo sắc. Nói bậy, anh là người háo sắc nhất. Tiếng nói của Cổ Ngọc từ sau hòn giả sơn truyền đến, ngay lập tức bóng dáng của cô hiện ra, trong tay bưng một khay trà màu vàng. Cô cười duyên dáng rồi nói. Anh Hạ là người quá mức háo sắc, đã đạt tới cảnh giới háo sắc mà không dâm. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, vội hỏi. Anh là người trong sạch, sao em lại trầm trồ khen ngợi tôi là người háo sắc mà không dâm? Cổ Ngọc không để ý tới sự quẫn bách của Hạ Tưởng mà lại nở nụ cười vui vẻ. Cô cúi xuống rót trà, động tác của cô như nước chảy mây trôi rồi đưa cho Cổ lão và Hạ Tưởng mỗi người một chén, sau đó nói thêm. Cái gọi là háo sắc mà không dâm chính là thích thưởng thức vẻ đẹp của người phụ nữ, chỉ với ánh mắt để đánh giá thưởng thức mà không động tà niệm, lại càng không động tay động chân. Đây chính là cảnh giới háo sắc mà không dâm dục. Hạ Tưởng thở dài một tiếng, lời nói giống như đã thả lỏng. Tôi thưởng thức tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này, bao gồm cả những người con gái xinh đẹp. Người con gái xinh đẹp chính là báu vật mà trời đất tỉ mỉ chế tác, nếu không thưởng thức thì có phải uổng công tạo hóa của trời đất hay không? Cổ Ngọc thấy Hạ Tưởng bắt đầu tự tâng bốc mình, cô không khỏi che miệng cười rồi nói. Anh cũng không hỏi em xem là tại sao lại đưa ra kết luận anh là người háo sắc mà không dâm dục. Cổ lão ngồi ở một bên cũng cười nói. Cháu nói ra cho ông xem. Hạ Tưởng cũng gật đầu. Thật ra vấn đề này không cần phải nói cũng biết, là do em so sánh anh với những người đàn ông khác rồi đưa ra kết luận phải không? So với những người khác thì anh tạo ra sự an tâm nên em mới nói như vậy đúng không? Đừng có mèo khen mèo dài đuôi, đừng có tự đắc quá. Em nói ra sợ anh không chịu nổi. Cổ Ngọc mỉm cười vẻ cổ quái, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt, tự cười một mình trong chốc lát rồi mới nói. Lúc mới gặp anh thì em phát hiện ra ánh mắt của anh dừng ở trên ngực em, lúc ấy em đã nghĩ lại gặp một tên háo sắc không có chút tiền đồ nào hết. Sau đó, em mới phát hiện ra ánh mắt của anh cực kỳ trong suốt, mà người có ánh mắt trong suốt như vậy thì tâm hồn cũng không thể xấu được. Vì thế, em âm thầm để ý thì mới phát hiện ra đây là anh quan sát tấm ngọc bội ở trên ngực em. Sau này, khi tiếp xúc nhiều với anh thì lại phát hiện ra rằng ánh mắt của anh khi nhìn phụ nữ cũng như đàn ông thì đều giống nhau, ánh mắt sẽ di chuyển từ ngực, mông, đùi và mặt. Hơn nữa, trong ánh mắt của anh không ẩn chứa chút tà ý nào, mà ngược lại lại có ánh mắt tỏ ra sự thưởng thức rất tự nhiên. Vì thế, em mới đưa ra kết luận anh là người háo sắc nhưng không dâm dục. Lời còn chưa dứt mà Hạ Tưởng đã đổ đầy mồ hôi ra đầu. Hắn vẫn cho rằng Cổ Ngọc là một cô nàng cực kỳ đơn thuần, tính tình hoạt bát, nhưng không nghĩ tới ánh mắt của cô gái này cũng khá độc, quan sát cũng khá cẩn thận, không ngờ nhất cử nhất động của hắn đã bị cô âm thầm đưa vào tầm mắt, hơn nữa lại còn tiến hành phân tích các cử chỉ của hắn. Trước kia hắn thật đã đúng là coi thường cô, mà không thể xem thường các cô gái đẹp được. Thông thường đã xinh đẹp thì sẽ thường xuyên bị vô số ánh mắt của đàn ông vây xung quanh. Trong hoàn cảnh như vậy tất nhiên tâm tư của bọn họ trở nên kín đáo hơn hẳn, đối với các loại ánh mắt muôn hình muôn vẻ của đàn ông thì chỉ liếc qua là đã biết rõ ràng được bản chất. Chỉ cần có người liếc nhìn cô một cái, trong đầu cô đã rõ ràng người này là tốt hay là xấu, là người đứng đắn hay đáng khinh bỉ. Thật ra bảo hắn háo sắc mà không dâm thì cũng không vấn đề gì, mấu chốt chính là Cổ Ngọc lại nói điều này ra trước mặt Cổ lão, mà Cổ lão thì vừa nãy còn đang có ý định phó thác Cổ Ngọc cho hắn. Bảo hắn xem cô như là em, cố gắng chiếu cố cho cô. Cổ Ngọc vừa nói ra điều này thì Hạ Tưởng cảm giác rằng hình tượng người anh trai của hắn lập tức bị tổn hại đi ít nhiều. Vì thế, hắn liền nhìn Cổ lão rồi cười vẻ tự giễu. Đàn ông trai trẻ nào cũng đều thích nhìn các cô gái xinh đẹp, tôi là người phàm nên cũng không thể ngoại lệ. Xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ xem Cổ Ngọc như là người em gái để có thể chiếu cố cho cô ấy.
Cổ Ngọc nghe vậy mặt đỏ lên, có vẻ không vui nói ra một câu. Cái gì là em ruột? Càng là em ruột càng mờ ám, chỉ cần là quan hệ bạn bè bình thường là tốt nhất, anh thật là dối trá. Xem như hôm nay Hạ Tưởng lĩnh giáo sự điêu ngoa của Cổ Ngọc, hắn không khỏi cười rồi nói. Hôm nay em cứ luôn chống đối anh vậy, có phải anh có điểm gì để em không hài lòng không? Cổ lão suy nghĩ một chút rồi dường như hiểu ra, ông mỉm cười rồi nói. Tối qua con bé này đi chơi đâu đó, sau khi trở về liền tỏ ra khó chịu như vậy. Làm sao vậy? Hạ Tưởng thân thiết hỏi han. Gặp phải đàn ông hư hỏng à? Cổ Ngọc bĩu cặp môi nhỏ nhắn của mình lại. Cũng không thể nói đây là loại đàn ông hư hỏng, nhưng chắc chắn không thể xem là loại đàn ông tốt. Vừa thấy mặt người ta đã gọi tôi là em này em nọ, lại còn tự xưng mình là anh trong lúc chưa biết tuổi tác thế nào. Hơn nữa, ánh mắt của y cực kỳ khó coi, ánh mắt của y cứ đảo loạn trên người tôi, so với ánh mắt trong suốt của anh thì hoàn toàn đối ngược lại, ánh mắt của y đục ngầu lại có vẻ không sạch sẽ. Để ý kỹ thì lại thấy có vẻ người này đã tiếp xúc qua không ít phụ nữ. Em ngồi với y một lúc đã muốn rời đi, y lại định giữ chặt tôi lại nhưng bị em dọa một câu nên phải ngoan ngoãn cụp đuôi. Cổ lão cũng nảy lên sự hứng thú, ông hỏi thăm. Cháu nói cái gì mà dọa được người đó vậy? Cổ Ngọc lại đắc ý mỉm cười. Cháu nói với y là tổng tài sản của công ty y mới được mấy triệu tệ, chỉ cần một cái nhấc tay của cháu thì trong vòng mấy giờ sẽ lấy được quyền cổ phần khống chế công ty y. Vì thế, y sợ đến ngây người ra. Hạ Tưởng cũng cười. Đàn ông đều không ai thích người phụ nữ quá mạnh mẽ bởi vì người đàn ông luôn muốn nắm tất cả các sự việc trong tay. Giọng điệu lớn lối của em như vậy, không làm người ta sợ thì mới là lạ. Cho dù người phụ nữ có dịu dàng đến mấy thì cũng có lúc không thể dịu dàng. Huống chi, Cổ Ngọc giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ rồi kinh hãi kêu lên một tiếng. Em còn nồi thịt cách thủy ở phía trong, đang phải cho thêm đồ gia vị. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé. Cổ Ngọc vừa đi thì Hạ Tưởng mỉm cười ha hả. Không nghĩ rằng Cổ Ngọc cũng biết nấu cơm. Tôi vẫn nghĩ cô ấy là một người đặc biệt, luôn đơn thuần và đơn giản hóa mọi việc, hóa ra cô ấy cũng có mặt rất phức tạp. Tâm sự cổ lão lại trở nên nặng nề, ông nói. Cổ Ngọc có khi đơn giản, có khi phức tạp làm tôi không biết thế nào mà lần. Vì thế, tôi mới lo lắng cho nó. Thôi, không nói về nó nữa, cậu nói xem các tính toán trong bước tiếp theo của cậu thế nào. Để chủ trì được công tác của quận Hạ Mã thì có cần tôi hỗ trợ cái gì không? Có. Hạ Tưởng rót thêm chè vào trong chén của cổ lão. Sông Hạ Mã sau khi khai thông thì sẽ tu bổ và xây dựng nhiều nơi ở và các biệt thự. Tôi đang dự tính là sẽ xây dựng một công viên nước ở bên bờ sông, học tập theo hình thức đầu tư của công viên rừng rậm, bên cạnh dòng sông mát còn có các vườn cây bao phủ. Sau khi xây dựng xong khu đô thị mới này xong sẽ mời ngài tới đó ở một thời gian, không biết có được không? Cổ lão vừa nghe xong lập tức như mở cờ trong bụng. Rất tốt, ở chứ, nhất định tôi sẽ ở. Có nước non, lại có cây xanh hoa lá, rất tốt. Buổi trưa, Hạ Tưởng ở lại cùng ăn cơm với cổ lão, lần đầu tiên nhấm nháp tay nghề của cổ Ngọc. Giống như hắn suy nghĩ, tay nghề của cổ Ngọc so với Tào Thù Lê và Tiếu Giai thì cũng không chênh lệch lắm nhưng không thể so với Liên Nhược Hạm được. Tuy nhiên, bởi vì Liên Nhược Hạm không hay xuống bếp nên trong ấn tượng của hắn chỉ lưu lại hình ảnh một lần cô vì hắn mà xuống bếp làm cơm mà thôi. Buổi chiều không có việc gì nên Hạ Tưởng lại hầu mấy ván cờ với cổ lão, sau khi chơi cờ xong lại tiếp tục cùng tản bộ với ông cụ, nói mấy câu chuyện phiếm. Hạ Tưởng cũng khó có được giây phút thanh nhàn mà hưởng thụ như thế này. Tới bữa cơm chiều, cổ Ngọc lại lần nữa trổ tài nấu bếp. Cổ Ngọc cũng nhận ra Hạ Tưởng đối với tay nghề của cô thì không quá vừa lòng, vì thế cô có điểm không vui, bĩu môi không thèm để ý đến Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mượn danh nghĩa là người anh trai đầy độ lượng. Ra tay dụ dỗ cô một phen, kết quả là sau hai câu liền làm cổ Ngọc lại trở nên rất phấn khởi. Nhà cửa của cổ lão khá lớn mà người ở thì lại ít, ngoại trừ ông ta và cổ Ngọc ra thì còn có cảnh vệ, bác sĩ chăm sóc sức khỏe và nhân viên phục dịch. Buổi tối, cổ lão muốn Hạ Tưởng ở lại qua đêm, Hạ Tưởng cũng không nỡ cự tuyệt, dù sao hắn cũng không có việc gì, vì thế hắn lập tức đồng ý. Cổ Ngọc không ngừng quấn quýt xung quanh Hạ Tưởng. Đề nghị Hạ Tưởng phân tích cho cô một chút về triển vọng thị trường trong bước tiếp theo của nhà máy ô tô Vạn Lý. Hai người nói chuyện với nhau cả buổi, cuối cùng Cổ Ngọc cũng bị Hạ Tưởng thuyết phục trong việc không đẩy mạnh việc nghiên cứu sản xuất dòng xe sang trọng nữa.
Trong ngành sản xuất ô tô của cả nước có hai doanh nghiệp lớn của nhà nước, một là nhà máy ô tô Nhất Khí, thứ hai là nhà máy ô tô Thượng Hải. Nhà máy ô tô Nhất Khí hoàn toàn áp dụng một cách dập khuôn các dòng xe của Đức trong đường hướng sản xuất các dòng sản phẩm. Doanh nghiệp này đã đưa nguyên dòng xe bình dân của nước Đức vào sản xuất, thậm chí chẳng có một chút thay đổi nào tung ra tiêu thụ trên thị trường nội địa. Kết quả là mấy chục năm sau không tự chủ được kỹ thuật sản xuất, chẳng có dòng xe riêng nào mà biến toàn bộ nhà máy thành nhà xưởng cấp thấp của dòng xe bình dân của nước Đức. Là doanh nghiệp nhà nước thì điểm trì trệ lớn nhất chính là không có tác phong, ý chí tiến thủ, đây cũng là một điển hình của việc này. Vào năm 2003, lúc này thị trường ô tô trở nên sôi động. Do đòi hỏi của thị trường, lúc này muốn tự sản xuất một dòng xe mang bản sắc riêng, đương nhiên là không thể thực hiện được. Vì hưởng ứng lời kêu gọi của dân chúng, nhà máy này đem sửa sang lại khung vỏ của Zeta, sơn sửa lại rồi tung ra thị trường, hô hào là dòng xe mới do Trung Quốc sản xuất. Buồn cười nhất chính là loại xe Hồng Kỳ, bất kể ai cũng cảm nhận được sự thần thánh của địa vị dòng xe Hồng Kỳ nhưng rồi ai cũng trở nên cực kỳ oán giận. Điểm đầu tiên chính là lượng dầu tiêu thụ rất lớn, phí tổn sản xuất cao mà sản lượng thấp, vì thế phải ngừng sản xuất. Sau đó lại một lần nữa nghiên cứu thị trường và lại tiến hành đầu tư lại để tạo nên một loại xe Hồng Kỳ mới có tính đặc thù của Trung Quốc, không ngờ lúc này loại xe này lại sử dụng động cơ Nhật Bản. Sau này, tuy rằng trải qua nhiều lần cải tiến, xe Hồng Kỳ vẫn như cũ chọn sàn xe của Đức và động cơ của Nhật, kết hợp với các chi tiết, linh kiện khác của nước ngoài tạo ra một dòng xe chắp vá lung tung. Dòng xe này vừa không có quyền tự chủ về kỹ thuật lại không có đặc sắc gì khác so với dòng xe của nước ngoài. Trên cơ bản, ngành công nghiệp ô tô trong nước khi đi ra biển lớn thì một cành hoa nho nhỏ như Hồng Kỳ không thể nào có tác dụng tạo sự thúc đẩy được. Ngoại trừ việc không có ý chí tiến thủ như của nhà máy ô tô Nhất Khí thì nhà máy Thượng Hải còn thực hiện các thủ pháp như lừa gạt người trong nước. Đừng nói đến một dòng xe Santana đã tiêu tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tiền của dân chúng mà ở năm đó, một chiếc Santana có giá lên đến 2-300 ngàn tệ. Tại thời điểm đó thì 2-300 ngàn tệ lớn đến chừng nào. Chắc chắn những người đã trải qua những năm này trong lòng đều rất rõ ràng. Sau này, dòng xe Santana lại cho ra đời các loại Santana 1, Santana 2. Khi kiếm đủ tiền rồi thì lại một lần nữa đưa xác xe ra ngoài gõ đập một hồi, bớt chỗ này, thêm chỗ kia, trong chớp mắt lại cho ra đời dòng xe Santana 3 để tiếp tục lừa tiền thiên hạ. Dù sao những doanh nghiệp này cũng lợi dụng người trong nước khi mua xe thì chỉ nhìn vào bề ngoài, không hiểu gì về kết cấu động cơ và các chi tiết khác bên trong. Tiếp đến, khi nhà máy ô tô Thượng Hải định cho ra đời dòng Santana 4 thì là lúc trên thị trường tiếng mắng chửi đã vang rền, vì thế không dám lấy con số để làm tên nữa mà lại đổi sang thành Santana LS. Nhưng cái điểm quan trọng chính là dòng xe Santana lấy theo dòng xe của nước ngoài được thiết kế vào những năm 70, đã trải qua mấy chục năm phát triển và tiêu thụ trong nước nhưng về kỹ thuật và công nghệ không có cải biến thêm chút gì. Làm cho mọi người oán giận nhất chính là bất kể việc chắp vá lung tung hoặc tân trang lại vỏ xe thế nào nhưng nhà máy ô tô Thượng Hải chẳng những có bản lĩnh tân trang lại cực kỳ đẹp đẽ mà còn dám thay đổi kết cấu xác các xe cũ rồi lại tung ra thị trường với danh nghĩa để phù hợp với người sử dụng, chính điều này đã phá hư các an toàn thiết kế trên xe. Ví dụ như dòng xe Passat, sau khi thành công thì nhà máy ô tô Thượng Hải liền tân chỉnh lại vỏ xe, trang điểm lại cho thật đẹp. Mấu chốt nhất chính là đem sàn xe nguyên bản của người ta kéo dài lên thêm mấy chục cm, lấy danh nghĩa là để gia tăng độ rộng trong khoang xe, suy nghĩ vì các lãnh đạo. Chỉ có điều không biết lãnh đạo ngồi sau có thấy thoải mái hơn không nhưng việc đem kéo dài sàn xe ra đã hoàn toàn phá hỏng các hệ số ổn định đã được tính toán, sự an toàn của xe trong khi di chuyển đã giảm xuống rất nhiều. Tuy rằng ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc cũng có những nền móng nhất định, nhưng những doanh nghiệp này bị tư tưởng mình là ông lớn và sự bảo hộ của nhà nước làm cho hư hỏng. Bởi vì sự bảo hộ này nên các doanh nghiệp không có ý chí tiến thủ, làm chơi ăn thật. Sau này, khi dòng xe ô tô thế giới gia nhập vào thị trường Trung Quốc, rất nhiều sản phẩm ô tô dân doanh trong nước đã nhanh chóng quật khởi, chia cắt lại thị trường trong nước. Nhà máy Kỳ Thụy, nhà máy Cát Lợi là một trong số đó, cũng thật may mắn là nhà máy ô tô Vạn Lý cũng tồn tại dạng này. Cổ Ngọc muốn nhà máy ô tô Vạn Lý đầu tư về dòng xe hạng trung, nhưng Hạ Tưởng cũng rất rõ ràng rằng trong giai đoạn hiện tại thì nhận thức người trong nước đối với các thương hiệu ô tô còn chưa đủ, thậm chí còn cho rằng không bằng loại ô tô của Hàn Quốc.
thời điểm ô tô Kỳ Thụy mới phát triển cũng đã từng bị người giễu cợt, Kỳ Thụy, sửa xe xếp hàng. Nhưng chính dòng Kỳ Thụy bị người khác khinh thị này dần dần chiếm khoảng 4% thị trường ô tô trong nước, trong thời gian vài năm cũng đã tiêu thụ được số lượng hàng vạn chiếc ô tô. Nhưng thương hiệu xe Kỳ Thụy này cũng ngay từ đầu là đi theo dòng xe bình dân, đầu tiên lấy ưu thế của giá rẻ để mở cửa thị trường để tạo dấu ấn tên tuổi, sau đó từ từ rồi đẩy lên sản xuất dòng xe bậc trung. Nếu ngay từ đầu bọn họ hướng dòng xe sản phẩm của bọn họ đi theo hướng dòng xe hạng sang thì chắc chỉ còn con đường chết. Bởi vì chỉ trong chục năm sau, người trong nước lại cực kỳ tin cậy thương hiệu của nước ngoài, họ luôn cho rằng các thương hiệu trong nước chính là dòng xe có giá trị thấp, chất lượng kém, không có chút đồng cảm nào với các dòng xe trong nước. Chỉ có dòng xe giá rẻ, bình dân mới phát triển được. Sau khi Hạ Tưởng phân tích cho một hồi, không chỉ Cổ Ngọc Tâm phục khẩu phục mà ngay cả Cổ Lão cũng phải liên tục tán thưởng, luôn miệng khen ngợi các suy nghĩ, ánh mắt của Hạ Tưởng. Cổ Ngọc giống như một cô bé luôn quấn quýt bên cạnh người ba của mình, đôi mắt luôn tràn đầy sự khâm phục, nhìn Hạ Tưởng chằm chằm không nháy mắt. Khi Hạ Tưởng nói xong, cô mới giả bộ cung kính bưng lên cho hắn một chén trà rồi nói. Quả thật là nhân tài mà ông nội nhìn chúng, phân tích đạo lý các vấn đề rất rõ ràng, đưa ra kết luận sắc sảo. Hiện tại thì em càng lúc càng khâm phục anh. Cô lại bưng một chén trà tới đưa cho Cổ Lão, cười hì hì rồi nói. Ông nội, ông cũng biết tiêu chuẩn yêu cầu của cháu. Sau này, khi giới thiệu đối tượng cho cháu mà có phẩm hạnh, tri thức thấp hơn Hạ Tưởng một cấp là khỏi cần, đỡ phải làm cho cháu có tâm tình không tốt. Cháu thích đàn ông phải nói năng chậm rãi, mạch lạc, không ăn nói lung tung, phải miệng lưỡi lưu loát nhưng phải không được nói kiểu mây trôi nước chảy. Người đó phải có kiến thức, kiến giải nhưng không được khoe khoang, phải có sách lược trong kinh doanh nhưng lời nói không phải giống tuyết, phải có ánh mắt biết thưởng thức phụ nữ nhưng lại không được có tà ý. Cổ Lão bất mãn khoát tay. Trên thế giới chỉ có một Hạ Tưởng, cháu theo tiêu chuẩn của cậu ta mà đi tìm đối tượng thì vĩnh viễn cũng chẳng tìm thấy. Cổ Ngọc lại khẽ cười rồi liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi nói. Cũng không gấp mà, dù sao cháu còn trẻ, cứ từ từ tìm. Cháu không cần một người đàn ông để nuôi sống mình bởi cháu có một ông nội, rồi lại có một người anh trai Hạ Tưởng, sau này mà không có bạn trai thì cũng không sao cả. Cổ Lão thấy Cổ Ngọc nói như vậy thì không biết làm thế nào đành phải trừng mắt nhìn Cổ Ngọc một cái. Con gái lớn thì phải lập gia đình. Không ngờ Cổ Ngọc lại nói một câu làm cho Hạ Tưởng phải hết hồn mất một buổi. Ai nói phụ nữ thì cần phải lập gia đình thì mới được. Cháu một mình thì cũng đã làm sao. Chị Mai một người một mình sống cũng rất tốt đấy thôi, hơn nữa chị ấy còn có một em bé, như vậy cũng đã đủ sống cả đời rồi. Hạ Tưởng bị điểm đúng huyệt nên sợ, hắn vội chuyển hướng đề tài. Cổ Ngọc có nghĩ tới việc tới công tác tại quận Hạ Mã hay không? Cổ Lão gật đầu nói. Tôi cũng đang có ý này, để nó đến quận ủy làm một phó chánh văn phòng làm một ít công tác mang tính phụ trợ thì cũng được. Ở cơ sở lịch lãm thêm một chút cũng là chuyện tốt. Cổ Ngọc không nói gì, không nói đi mà cũng không nói ở, bộ dáng như kiểu tự nhiên thích làm gì thì làm vậy. Ngày hôm sau là chủ nhật, Hạ Tưởng không quay về thành phố Yến. Hắn gọi điện thoại về nhà, sau đó lại đến nhà Tiếu Giai một ngày. Tiếu Giai đã phái người đến thành phố Yến để tổ chức thành lập chi nhánh công ty, việc này do chính trợ thủ đắc lực Lý Thấm của cô tự thân phải xuất mã. Lý Thấm năm nay 29 tuổi. Là theo học tại nước Mỹ rồi sau đó trở lại Bắc Kinh gia nhập vào công ty của Tiếu Giai, với tài năng xuất sắc và ánh mắt nhạy bén của mình đã nhanh chóng được Tiếu Giai trọng dụng. Tính cách của Lý Thấm ngay thẳng, làm việc lưu loát. Hạ Tưởng cũng đã gặp qua cô, đối với lời nói và cử chỉ của Lý Thấm thì cũng rất vừa lòng, đối với ánh mắt của Tiếu Giai cũng rất đồng ý. Sau khi Lý Thấm tới thành phố Yến thì không đầy một tuần sau đã tuyển lựa được địa điểm trụ sở. Sau nửa tháng đã đăng ký thành lập chi nhánh công ty và thông báo tuyển dụng nhóm người làm đầu tiên. Sau một tháng, chi nhánh công ty đã đi vào quỹ đạo, bắt đầu hoạt động bình thường. Hạ Tưởng cảm thấy rất vui mừng đối với hiệu suất công việc của Lý Thấm, hắn cho rằng quá trình điều hành sau này chắc hẳn Lý Thấm sẽ đủ năng lực để đảm nhiệm, trong trường hợp Tiếu Giai không tiện ra mặt thì có cô gái này ra nghênh chiến cũng được. Tháng 7, Tào Thù Lê không để ý tới sự phản đối của Hạ Tưởng vẫn vác bụng bầu làm việc chăm chỉ. Cô cho rằng chỉ có lao động mới tăng mạnh thể chất, như vậy đối với sự trưởng thành của trẻ con mới có lợi. Cũng may mỗi ngày đều có Lam Miệt làm bạn nên Hạ Tưởng cũng rất yên tâm. Vì thế hắn cũng không quá phản đối,
hắn cũng không muốn cô lúc này nhàn rỗi ở nhà, như vậy thì cũng khá buồn tẻ. Công tác của Bộ Thương mại trên cơ sở bước đầu thành lập đã kết thúc. Trải qua một khoảng thời gian huyên náo, hợp nhất thì Bộ Thương mại cũng đã đi vào trạng thái hoạt động bình thường, lúc này mọi người bắt đầu quan tâm đến những người khác xung quanh. Thời điểm này công tác của Hạ Tường thì cũng nhàn nhã, cùng lúc đó các công tác chuẩn bị của quận Hà Mã của thành phố Yến cũng đã sắp xếp xong. Hạ Tường cũng biết rằng thời điểm hắn phải rời khỏi Bắc Kinh đã tới rồi. Nhớ tới tình hình hoàn thành bài vở gần đây, tuy rằng hắn rất tin tưởng nhưng bởi vì trong vấn đề học tập thì Cốc Lão rất nghiêm túc, không nể tình chút nào, điều này làm Hạ Tường cũng có chút lo lắng là Cốc Lão sẽ không cho hắn tốt nghiệp. Hạ Tường lái ô tô đi vào Viện Khoa học Xã hội để hỏi thăm về vấn đề này với Cốc Lão, khi đi hắn còn cố ý đưa thêm hai bình rượu loại đặc biệt mới được nhà máy rượu Tương Đài sản xuất để biếu. Gõ cửa phòng của Cốc Lão, vừa đẩy cửa đi vào, hắn lập tức sợ ngây người ra. Hắn thật không ngờ một việc chính là người mà Cốc Lão đang nói chuyện một cách thân thiết chính là Trình Hy Học. Tinh thần của Trình Hy Học cũng không tệ lắm mà còn có thể nói là tâm tình đang rất tốt. Ông ta cực kỳ chủ động và nhiệt tình hỏi thăm khi thấy Hạ Tường. Hạ Tường đến đây à? Đã lâu không gặp cậu, nghe nói cậu đang công tác tại Bộ Thương mại. Rất tốt, nơi đó là nơi rất tốt để học tập đấy. Trình Hy Học cũng nói đúng, cuộc sống của Hạ Tường ở Bộ Thương mại đúng là cũng học được rất nhiều điều, bất kể là đang thời điểm giao thời nhưng bầu không khí học tập tại Bộ Thương mại làm hắn được hưởng lợi không ít. Đương nhiên, điều mà hắn thu hoạch lớn nhất chính là việc thảo luận bố cục sắp tới với Thiếu Giai, xác định được bước phát triển tiếp theo, rồi quan hệ với Cổ Lão càng thêm thân mật, quan hệ hơn hẳn trước kia. Rồi lại được thường xuyên gặp gỡ với mẹ con Liên Nhược Hạp, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của gia đình. Ngoại trừ những việc đó ra thì còn có một tài sản có giá trị rất lớn chính là đi theo Cốc Lão và được học tập không ít tri thức lý luận và các hệ thống kiến thức. Ngay cả Ngô Tài Giang cũng cảm thấy tiếc nuối với khoảng thời gian chật hẹp của Hạ Tường. Vốn ban đầu ông ta còn muốn Hạ Tường đi đến trường Đảng Trung ương để học tập một khoảng thời gian, nhưng bởi công việc của quận Hạ Mã sắp triển khai trên toàn diện, lúc này mà đi đến trường Đảng học tập thì hiển nhiên sẽ bị lỗi nhịp, do đó chỉ có thể chờ đợi ở cơ hội sau. Tuy nhiên Ngô Tài Giang đối với việc Hạ Tường có thể bái Cốc Nho làm thầy thì tỏ vẻ cao hứng, có thể được Cốc Nho tán thành mà đạt được văn bằng thạc sĩ thì cũng là một sự kiện rất tốt. Chút kinh ngạc của Hạ Tường cũng đã trôi qua, hắn thản nhiên cười rồi bắt tay với Trình Hy Học rồi nói. Không nghĩ tới giáo sư Trình đang ở đây, tôi chỉ mang đến hai bình rượu để tặng Cốc Lão, thật là có lỗi, lần sau tôi sẽ mang tặng ngài hai bình, có được không ạ? Đây là rượu Tương Đài cực phẩm. Loại rượu có hương vị cực kỳ đặc biệt. Sắc mặt của Trình Hy Học không chút thay đổi, y khoát tay rồi nói. Không cần khách khí, mà hơn nữa tôi cũng không phải là người hay uống rượu. Y lấy chai rượu ở mà Hạ Tưởng kính biếu Cốc Nho quan sát một hồi, đánh giá cẩn thận rồi nói. Tốt, tốt, sau khi đóng gói thì cũng tạo ra ấn tượng mạnh với cặp mắt của người mua. Nếu các ngành nghề này bỏ thêm công sức trong việc đóng hộp, bao bì thì tin tưởng rằng rượu Tương Đài sẽ có triển vọng lớn trên thị trường. Đúng như lời giáo sư Trình nói, nhà máy rượu Tương Đài là nhà máy có truyền thống lâu đời, đồng thời cũng có công nghệ sản xuất tiên tiến, trong phương diện kỹ thuật thì không có vấn đề gì. Hiện tại, triển vọng tiêu thụ rượu trên thị trường rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn thì rượu Tương Đài có thể đẩy mạnh tiêu thụ ở trên thị trường. Ngoại trừ tác động mạnh mẽ của việc quảng cáo trên kênh CCTV ra thì cuộc tranh luận của giáo sư Trình cũng khiến cho quảng đại quần chúng theo dõi, chú ý. Nói thật tình thì tôi cũng muốn thay mặt cho nhà máy rượu Tương Đài để cảm ơn. Trong mắt Trình Hy Học hiện lên một tia tức giận, tiếp theo y lại cười vẻ thản nhiên, dáng vẻ hờ hững nói. Lúc ấy chỉ là việc tranh luận trên học thuật, thật không ngờ lại gây ra sự chú ý lớn đến như vậy, lại làm cho rượu Tương Đài mượn cơ hội nổi danh. Cũng xem như tôi vì thành phố Đan Thành mà có những cống hiến. Ha ha, lần sau nếu tôi tới thành phố Đan Thành thì cậu phải bảo nhà máy rượu Đan Thành cảm ơn tôi cho tốt mới được đấy. Sau khi nói vài lời đưa đẩy thì Trình Hy Học cũng đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, y dường như trong lúc vô ý lại nhớ cái gì, liền nói thêm một câu. Thúc đẩy thành lập một quận mới là một sáng kiến rất xuất sắc, nhưng phải thực sự biến sáng kiến đó thành hành động mới thực vĩ đại. Điều này cũng không dễ dàng gì. Cây cao bóng lớn, nhưng luồng gió mạnh lại dễ làm cho cây đổ. Nếu thực hiện không tốt thì lại tự mình chuốc khổ mà thôi. Hạ Tưởng dường như không để ý tới câu nói này, vì vậy Trình Hy Học đành phải lầm bầm bỏ đi. Trình Hy Học đi rồi,
Cốc lão mới nói hôm nay Trình Hy học tới đây là để tổ chức một cuộc hội nghị, tất nhiên ông ta là đi ngang qua mà tạt vào nói chuyện mấy câu, cũng không nghĩ tới việc không hẹn mà gặp mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền cười. Em và giáo sư Trình đúng là duyên phận quá lớn, không chừng về sau em và ông ấy còn phải tiếp tục mối thiện duyên này. Sau đó, hai thầy trò không đề cập tới vấn đề Trình Hy học nữa, Hạ Tưởng báo cáo lại tình huống bài vở với Cốc lão. Thời gian trình bày khoảng chừng mất hơn một giờ, trong lúc thảo luận này Cốc lão lại không ngừng đưa ra một số các câu hỏi sắc bén, may mắn trong thời gian gần đây thì Hạ Tưởng cũng chăm chỉ nghiên cứu nên việc trả lời không thành vấn đề. Buổi trưa, Hạ Tưởng mời Cốc lão cùng đi ăn cơm. Hai thầy trò cùng đi ăn cơm với nhau, trong bữa ăn hai người trao đổi một số vấn đề trong nghiên cứu. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Tưởng lại đưa Cốc lão quay trở lại Viện Khoa học Xã hội. Chương 522, tình thế đột biến. Sau khi Cốc lão đã ngồi yên vị ở phòng, tay cầm chén trà thì lúc này ông ta mới nói một câu bằng giọng thành khẩn, tình ý sâu xa. Gần đây đúng là em cũng rất cố gắng, xem như cũng gần như đã học xong tất cả những lý luận cần thiết rồi, tuy nhiên để tốt nghiệp thì còn kém một chút. Tuy nhiên, so với tiểu thì em hoàn thành tốt hơn tiểu thì rất nhiều. Gần đây tiểu thì đều không hoàn thành được các bài tập tôi giao. Đối với cô ấy thì tôi cũng không quá vừa lòng. Thực ra công việc gần đây của Nghiêm Tiểu thì đang ở trong giai đoạn mấu chốt, căn bản là cô không thể thoát thân ra được, vì thế bài vở của cô cũng không được trọn vẹn. Dù sao thì tình cảnh của cô và Hạ Tưởng cũng khác xa nhau, không được tách rời ra để chuyên tâm nghiên cứu, mà Cốc lão thì lại rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao. Tuy nhiên, đối với học sinh tại chức mà nói thì đúng thực ông ta cũng nên chiếu cố một chút cho thỏa đáng. Trong tâm tư của Hạ Tưởng thì đương nhiên hắn đang hy vọng trước khi quay về thành phố Yến thì có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, xem qua chắc hẳn Cốc lão không tính toán đến việc để hắn ra trường, điều này không khỏi làm hắn có một sự thất vọng nho nhỏ. Nhưng Hạ Tưởng cũng thay Nghiêm Tiểu thì để chống chế mấy câu, bảo Cốc lão thông cảm cho những nguyên nhân khách quan mà cô đang gặp phải. Tuy vậy, Cốc lão vẫn nói, không biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần cô ta không đạt được yêu cầu của tôi thì tôi sẽ không phát bằng tốt nghiệp cho cô ấy. Còn về phần em, vẻ mặt Cốc lão có vẻ nghiêm túc nhìn vào hắn. Em ở Bắc Kinh cũng đã được hơn 3 tháng, trong thời gian này em cũng đã bỏ ra nhiều công sức học tập và nỗ lực ý chí nghiên cứu. Mặc dù còn cách yêu cầu của tôi một đoạn khoảng cách nữa, nhưng bởi vì em đã có những thực nghiệm như cuộc đàm phán với cô Đắc nên xem ra cũng có thể bù lại một ít các khiếm khuyết trong lý luận. Học là phải đi đôi với hành. Dù sao em cũng đã có các kiến thức thực tiễn, lại có cuộc tranh luận với Trình Hy học, đối mặt cãi cho ông ta không nói được gì. Căn cứ vào những điều trên, tôi quyết định ngoại lệ cấp cho em bằng tốt nghiệp. Cốc lão đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo một cái giấy chứng nhận, trao tận tay cho Hạ Tưởng. Nhớ kỹ câu này, học là để thực hành. Học thức dù cao đến đâu, lý luận có giỏi đến mấy nhưng nếu không chân chính chuyển hóa thành các hành động có giá trị thì chung quy đó cũng chỉ là lý luận suông. Hạ Tưởng trịnh trọng tiếp nhận giấy tốt nghiệp, hắn kiềm chế sự kích động trong nội tâm, cúi đầu làm lễ với Cốc lão. Cảm tạ Cốc lão, lời Cốc thầy dạy bảo em sẽ ghi nhớ trong lòng. Cốc lão cười ha hả rồi nói. Thật ra em cũng đã nhìn ra, thầy cũng không phải là người cứng nhắc, không biết biến báo. Tuy nhiên, thầy cũng phải tìm được một lý do thông suốt để tự thuyết phục chính mình. Hạ Tưởng, thật ra kiến thức của em so với những người khác thì cũng mạnh hơn. Vì thế, đối với sự trưởng thành sau này của em thì thầy ký thác kỳ vọng rất cao. Tiếp theo Cốc lão lại nói thêm cho Hạ Tưởng về triết lý cuộc sống, về cách đối xử với con người, về quan điểm chính trị. Hạ Tưởng rất chăm chú lắng nghe, dù sao đây cũng là những điều được rút ra trong cuộc đời của một con người, cũng thích hợp để tham khảo. Từ biệt Cốc lão, Hạ Tưởng quay trở lại bộ thương mại. Vừa tiến vào văn phòng thì Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn. Tiểu Hạ. Đã chuẩn bị tốt để quay trở về thành phố Yến chưa? Giọng điệu của Lý Đinh Sơn có vẻ hơi vội vàng. Vị trí bí thư quận ủy tranh đoạt rất kịch liệt, áp lực mạnh đến mức không ngờ. Nếu không phải là bí thư Trần trực tiếp đề cử cậu thì thiếu chút nữa đã bị bỏ qua. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, có chuyện gì không ngờ xảy ra? Chẳng lẽ biến cố lại đến từ Diệp Thạch Sinh? Tình huống cụ thể thì khi trở về sẽ nói lại cho cậu biết. Lý Đinh Sơn không lộ ra nội tình ở bên trong, chỉ nói một câu rồi dập luôn điện thoại. Mặc dù Hạ Tưởng đang ở Bắc Kinh nhưng hướng đi của thành phố Yến thì hắn vẫn nắm rõ như lòng bàn tay.
Đối với vị trí bí thư quận ủy quận Hạ Mã thì hắn nhất định phải bắt bằng được, Trần Phong và Hồ Tăng Chu cũng biết tâm ý của hắn và cũng luôn toàn tâm toàn ý dìu dắt hắn để được thượng vị. Trên tỉnh ủy thì lại có Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đã gật đầu, trên cơ bản là việc đã như ván đóng thuyền. Nghe giọng điệu của Lý Đinh Sơn thì dường như tình huống diễn ra rất ác liệt, nếu không phải có biến ở Diệp Thạch Sinh thì chính là áp lực ở bên trong thành phố Yến. Hoặc là Bắc Kinh có thêm động tĩnh gì? Thành phố Yến rất gần với Bắc Kinh, một làn gió thổi lay bụi cỏ cũng sẽ để Bắc Kinh biết được. Nếu như vậy, việc thành phố Yến thành lập một quận mới cũng sẽ làm cho một ít người ở Bắc Kinh nhìn chằm chằm vào, muốn đưa tay nắm lấy vị trí đó. Ngay cả Ngô Tài Giang cũng là như thế, huống chi là người khác. Hạ Tưởng đi tới văn phòng Dịch Hướng Sư để chào từ biệt ông ta. Ở Bộ Thương mại hơn 3 tháng nhưng Hạ Tưởng và Dịch Hướng Sư đi lại rất ít, cũng chỉ có một lần gặp nhanh qua. Còn thời gian còn lại thì ngay cả chạm mặt nhau cũng không có cơ hội. Dịch Hướng Sư là người rất bận rộn, cũng không có thời gian để tìm gặp Hạ Tưởng. Còn phần Hạ Tưởng thì hắn cũng bận rộn với bài vở và các việc riêng khác, cũng ngại ngùng không dám làm phiền toái Dịch Hướng Sư, dù sao ông ta cũng là một bộ trưởng. Nhưng lúc rời đi thì cũng phải gặp mặt chào từ biệt nhau cho phải phép. Bộ Thương mại không thể so sánh với tỉnh ủy tỉnh Yến, rất ít người nhận ra Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đi vào văn phòng, đề xuất với thư ký của Dịch Hướng Sư rằng muốn gặp Bộ trưởng Dịch. Người thư ký nhìn mặt hắn mấy lần rồi thản nhiên nói. Muốn gặp Bộ trưởng Dịch thì phải đăng ký hẹn trước, lúc nào Bộ trưởng Dịch có thời gian thích hợp thì sẽ sắp xếp cho cậu được gặp mặt. Cậu để lại tính danh, điện thoại và nêu mục đích muốn gặp Bộ trưởng Dịch có chuyện gì quan trọng. Hoàn toàn là một thái độ và giọng điệu để giải quyết việc chung. Hạ Tưởng cũng biết nếu so đo với người thư ký này thì cũng không làm được chuyện gì, mà có khi còn tỏ vẻ hắn là người không có kiến thức. Vì thế, hắn liền phối hợp thực hiện theo lời nói của vị thư ký. Hắn tính toán rằng sau khi quay trở về văn phòng sẽ gọi điện cho Dịch Hướng Sư một cuộc. Hắn vừa đi được mấy bước thì vị thư ký ở phía sau đã hô to tên hắn lại. Đồng chí Hạ Tưởng, xin dừng bước, Bộ trưởng muốn gặp mặt cậu. Nhìn thấy bóng dáng Hạ Tưởng đi vào văn phòng của Dịch Hướng Sư, vẻ mặt của vị thư ký tỏ ra khó hiểu, trong lòng rất buồn bực. Không biết Hạ Tưởng có lai lịch gì mà Bộ trưởng Dịch đang ở phòng bên trong nghe được thanh âm liền chủ động mở cửa, yêu cầu lập tức đưa Hạ Tưởng vào. Tuy rằng bình thường thì Bộ trưởng Dịch cũng rất bình dị, gần gũi, nhưng hôm nay đối với Hạ Tưởng thì đúng là cũng tỏ ra quá khách khí. Thời gian Hạ Tưởng ở Bộ Thương mại khoảng 3 tháng, cơ hội gặp gỡ một mình với Dịch Hướng Sư thì cũng không quá 3 lượt. Bình thường cũng ít khi gặp mặt nhau vì dù sao tất cả mọi người đều có công việc bận rộn. Dịch Hướng Sư đường đường là một bộ trưởng, công vụ rất bận rộn, trên cơ bản ngay cả điện thoại thì Hạ Tưởng cũng không gọi tới bởi không có việc gì thì hắn cũng không nghĩ tới việc làm phiền Bộ trưởng Dịch làm gì. Vừa thấy mặt, Hạ Tưởng liền khách khí mấy câu, tỏ vẻ tự đáy lòng cảm ơn sự chiếu cố và quan tâm của Dịch Hướng Sư trong thời gian hắn công tác tại Bộ Thương mại. Tiếp đó hắn đề xuất việc bởi vì công tác cần nên phải nhanh chóng quay trở về thành phố Yến. Dịch Hướng Sư ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cảm ơn cảm huệ làm gì, biểu hiện trong thời gian 3 tháng cậu công tác tại Bộ Thương mại thì tự tôi sẽ viết các lời nhận xét trong lý lịch của cậu để gửi cho tỉnh Yến. Hạ Tưởng biết rằng đây là một phần lễ mà Dịch Hướng Sư tặng cho hắn, vì thế Hạ Tưởng lại một lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Dịch Hướng Sư phất tay đứng dậy. Sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Đột nhiên trong thời điểm này Phó Tiên Phong lại đề danh Bạch Chiến Mặc, chắc chắn điều này đã có sự chuẩn bị chứ nếu không sẽ là việc bắn tên không có mục đích. Tài Giang và tôi đều nhất trí cho rằng Phó Tiên Phong là nhân vật chính chỉ có tiềm lực nhất của Phó gia, y cũng có kiến thức và sự tinh mắt, có thủ đoạn. So với y thì đúng thực cậu còn hơi non nớt hơn một ít, phải cẩn thận một chút thì mới được. Sau khi cùng Dịch Hướng Sư bàn về việc công thì chuyển sang đề cập việc tư. Hơn nữa còn nâng Ngô Tài Giang ra, hiển nhiên không thể hiện lấy thân phận của một vị bộ trưởng mà nói chuyện mà tự cho mình là một người của Ngô gia. Nhắc tới Bạch Chiến Mặc thì vẻ mặt của Hạ Tưởng cũng tỏ ra vẻ thận trọng, hắn nhớ tới cuộc điện thoại của Lý Đinh Sơn, cùng với việc hắn cập nhật thêm một số tình hình cụ thể về thế cục hiện tại của thành phố Yến. Vốn là tại thành phố Yến, trải qua một đoạn thời gian đấu tranh gay gắt thì việc chọn người vào các vị trí bí thư quận ủy, chủ tịch quận và hơn 10 thường vụ quận ủy đều đã được xác định. Chỉ còn một ít ngày nữa là đưa ra hội nghị thường vụ để thảo luận thì đột nhiên Phó Tiên Phong lại đề danh Bạch Chiến Mặc vào vị trí bí thư quận ủy. Thái độ của y cực kỳ kiên quyết, hơn nữa còn tỏ ra rất cứng rắn,
yêu cầu ban tổ chức cán bộ phải thông qua sự đề cử của hắn, nếu không thông qua thì y sẽ vận dụng quyền lực của phó bí thư chủ quản về nhân sự để cưỡng ép, áp chế những đề cử của người khác. Do thời gian còn lại rất gấp hơn nữa mọi người không hiểu được ra sao cả, không rõ vì sao Phó Tiên Phong ở trong thời điểm mấu chốt như thế lại làm phức tạp mọi chuyện ra vậy, không cần lý do gì lại đề cử thêm một con ngựa ô. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, cho dù ban tổ chức cán bộ thông qua đề cử của Bạch Chiến Mặc, cho dù sự tình diễn ra giống như mong muốn của Phó Tiên Phong là đệ trình ra thảo luận tại hội nghị thường vụ để thảo luận thì dưới sự liên kết của Trần Phong và Hồ Tăng Chu thì Bạch Chiến Mặc cũng không có khả năng thông qua việc bổ nhiệm tại hội nghị thường vụ. Phó Tiên Phong vì sao lại làm điều thừa như vậy? Đúng là không thể nhìn thấy được khả năng vượt qua cuộc thảo luận tại hội nghị thường vụ, vốn Phương Thiến Giang cũng không muốn phản kháng cứng rắn lại Phó Tiên Phong nên đã đồng ý đưa thêm vào trong danh sách đề cử của ban tổ chức cán bộ. Phương Thiến Giang cũng ôm một tâm tư chế giễu, ông ta muốn chờ xem Phó Tiên Phong có bản lĩnh gì để đột phá được sự liên kết chặt chẽ giữa Trần Phong và Hồ Tăng Chu, chỉ bằng y là một phó bí thư thành ủy mà có thể tỏ vẻ khí thế ngất trời ở thành phố Yến được sao. Cho dù trong hội nghị thường vụ cũng có mấy người có cùng thanh âm với y nhưng số đông còn lại chủ yếu là gật đầu theo bí thư và thị trưởng. Hơn nữa, lại có thêm sự tác động mạnh mẽ của một trưởng ban tổ chức cán bộ như ông ta mà hạ tưởng không thông qua được hội nghị thường vụ thì đúng là việc rất chê cười. Trần Phong và Hồ Tăng Chu cũng không rõ ràng lắm dụng ý của Phó Tiên Phong, cho rằng y tự nhiên sinh sự từ việc không đâu, cố ý chọc gậy bánh xe thôi nên cũng không để việc này trong lòng. Trên cơ bản trải qua mấy tháng chọn lựa và khảo sát lại thì những vị trí này đã có sự lựa chọn xứng đáng nhất, ai đảm nhiệm chức vụ gì thì trên cơ bản đã có danh sách. Ngay tại thời khắc cuối cùng Phó Tiên Phong thọc gậy bánh xe, chẳng lẽ một mình y lại có thể gây ra được sóng gió? Thành phố Yến là thành phố của Trần Phong. Trần Phong rất tự tin, hơn nữa lại có Hồ Tăng Chu ủng hộ, bí thư và thị trưởng liên kết lại với nhau thì cho dù Phó Tiên Phong và Đàm Long có liên kết nhau, trợ thủ nhau thì cũng không có khả năng thay đổi quyết định của hai người đứng đầu hai cơ quan quyền lực. Trong lòng Lý Đình Sơn lại lo lắng, ông ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Ông ta cho rằng không phải Phó Tiên Phong đang cố ý quấy rối, cũng không phải y có tầm mắt lẫn lộn mà có lẽ có khả năng là đang tỉ mỉ bố trí một trò hay, mượn cơ hội này để đạt lấy thành quả thắng lợi. Về phần Phó Tiên Phong rốt cuộc có sự chuẩn bị gì ở sau thì tuy rằng Lý Đình Sơn không rõ ràng lắm, nhưng với tâm tư lo lắng thay cho Hạ Tưởng nên ông ta đã vội vàng gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Tưởng để Hạ Tưởng trở về ngay lập tức. Bởi vì Lý Đình Sơn hiểu rõ rằng nếu chẳng may sự tình xuất hiện ngoài khả năng khống chế thì sẽ rất nguy hiểm, nếu chẳng may việc đề cử Bạch Chiến Mặc lại được thông qua tại hội nghị thường vụ thì giấc mộng bí thư quận ủy của Hạ Tưởng sẽ lập tức tan biến, về sau muốn có cơ hội như thế này thì gần như bằng không. Bởi vì quận Hạ Mã là quận mới, nhân sự một khi đã được xác định mà không xảy ra vấn đề lớn gì thì trong một vài năm những cương vị trọng yếu không có khả năng thay đổi. Kể từ đó, Hạ Tưởng sẽ là người đứng ngoài cánh cửa lớn của quận Hạ Mã, điều này tương đương với việc bị Phó Tiên Phong thu hái các thành quả thắng lợi. Hạ Tưởng khổ sở thúc đẩy chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất mới kéo ra được sự thành lập của quận Hạ Mã. Nếu như vậy, những việc hắn hao tâm khổ trí, khổ sở làm việc lúc trước đây sẽ trở thành áo đẹp cho người khác mặc, điều này chẳng đáng buồn sao. Với Hạ Tưởng thì Lý Đình Sơn có sự trân trọng phát ra từ tận đáy lòng, cũng vì hắn mà cố hết sức lực. Cũng bởi vì ông ta tại thành ủy thì vẫn đề phòng Phó Tiên Phong, cảm thấy Phó Tiên Phong là một người sâu không lường được, là người cực khó đối phó. Hơn nữa, Phó Tiên Phong là người bình tĩnh, điềm đạm, chắc chắn, không dễ dàng ra tay nên mới làm cho Lý Đình Sơn thêm cảm giác Phó Tiên Phong đã lựa chọn thời cơ thỏa đáng để ra tay, tuyệt đối không phải là bới cho rối tinh rối mù mà là vì có điểm gì đó thu hoạch. Lý Đình Sơn cực kỳ bức thiết hy vọng Hạ Tưởng trở về thành phố Yến để gặp mặt và thảo luận đối sách. Hạ Tưởng đối với sự quan tâm của Lý Đình Sơn thì tất nhiên ghi khắc ở trong lòng, hắn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng nên liền quyết định quay trở về. Mặc dù Lý Đình Sơn không nói rõ ra nội tình ở trong nhưng Hạ Tưởng chỉ cần một cuộc điện thoại về thành phố Yến là biết ngay được sự tình của Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc vốn là một nhân sĩ ở Bắc Kinh, đã công tác 2-3 năm gì đó tại thành phố Yến, vẫn đảm nhiệm vị trí trưởng phòng tin tức tại văn phòng thành ủy, bình thường rất ít khi lộ diện, dáng người cũng bình thường. Cách đối nhân xử thế cực kỳ khiêm tốn. Vốn y là loại người dễ bị người khác quên lãng nhất, không ngờ tới y lại là người của Phó gia, đúng là ẩn giấu thật là sâu.
Theo điều này mà phân tích thì vì Phó Tiên Phong tiến đến thành phố Yến đảm nhiệm vị trí Phó Bí Thư thì Phó Gia đã an bài người sớm trước đó 2, 3 năm. Đúng thật là rất lợi hại. Năm nay Bạch Chiến Mặc 33 tuổi, trước khi tới thành phố Yến thì y đã từng công tác tại Bộ Giao thông tại Bắc Kinh. Sau khi tới thành phố Yến thì các công tác của y rất nhiệt tình, làm cho người ta không thể lấy ra được điểm gì sai lầm để chỉ trích. Đột nhiên, lần này Phó Tiên Phong lại đề cử, dường như lúc này mọi người mới chú ý tới sự tồn tại của Bạch Chiến Mặc, bắt đầu nghiên cứu lý lịch của Bạch Chiến Mặc. Không đọc thì không biết, khi đọc xong thì ai nấy cũng đều chấn động. Bạch Chiến Mặc đúng thật không đơn giản. Y chẳng những là nghiên cứu sinh của Đại học Hàng Hiệu, thời gian công tác tại Bộ Giao thông còn đảm nhiệm qua nhiều vị trí chủ nhiệm đồ án, tham dự rất nhiều hạng mục quy hoạch trọng đại của đất nước, thậm chí còn viết ra cả sách, có chức danh công trình sư, hơn nữa còn được thưởng rất nhiều giấy khen, bằng khen của nhà nước về việc đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề khó. Đây là một nhân tài điển hình về mặt toàn diện, so với thành tích của Hạ Tưởng thì cũng không kém hơn là bao. Thậm chí, về mặt bằng cấp, so với Hạ Tưởng thì còn có ưu thế hơn. Sau khi Hạ Tưởng biết được lý lịch của Bạch Chiến Mặc thì càng khẳng định, càng thêm phần tin tưởng rằng việc Phó Tiên Phong đề cử Bạch Chiến Mặc nhất định là có ý đồ gì đó. Vừa lúc khi tới gặp Dịch Hướng Sư để nói lời từ biệt, lại thấy Dịch Hướng Sư chủ động nhắc tới Phó Tiên Phong, vốn Hạ Tưởng cũng không giấu giếm nên hắn thuật lại tỉ mỉ sự tình mà Phó Tiên Phong đã tạo ra. Dịch Hướng Sư nghe xong, hơi nhíu đôi lông mày lại. Thế cục thành phố Yến lúc này mà nói thì rất ổn định. Trần Phong rất mạnh mẽ, Hồ Tăng Chu cũng đứng về phía cậu, cho dù Phó Tiên Phong muốn từ bên trong thành phố Yến để gây rối một chút thì khả năng tạo ra thay đổi cũng không lớn. Dịch Hướng Sư thay Hạ Tưởng phân tích một chút về thế cục hiện tại. Ông ta tựa vào bàn làm việc, bày ra một tư thế rất tùy ý rồi nói. Việc đề cử của Phó Tiên Phong muốn thực hiện được thì chỉ có một khả năng là có áp lực từ trên đè xuống. Có người ở Bắc Kinh tạo áp lực cho tỉnh ủy tỉnh Yến mà cụ thể là tạo áp lực với Diệp Thạch Sinh. Nếu Diệp Thạch Sinh xuất hiện tình trạng lắc lư thì thái độ của ông ta sẽ ảnh hưởng đến phái trung gian tại hội nghị thường vụ thành phố Yến. Hơn nữa, Thôi Hướng sẽ nhân cơ hội này ra tay tạo ra những ảnh hưởng. Tình huống bí thư thành ủy nắm không được hội nghị thường vụ trong tay mà xuất hiện thì cũng không tính là làm cho người ta phải giật mình. Đến lúc đó, trừ khi Trần Phong vận dụng quyền phủ quyết, nếu không thì sẽ bị hội nghị thường vụ cưỡng ép mà thông qua bổ nhiệm. Lúc này, đại sự của Phó Tiên Phong sẽ thành công. Còn có một việc. Dịch Hướng Sư là người ở thủ đô, ánh mắt xem ra nhìn sâu và xa hơn rất nhiều so với Hạ Tưởng, vấn đề khi được nhìn nhận lại càng thêm thấu triệt. Nếu Phó Tiên Phong đúng thực đã hạ hết cả vốn lẫn lời để đỡ Bạch Chiến Mặc lên trước thì lúc đó sẽ làm cho một số người trong tầng lớp cao tầng lộ diện, trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Phong, đưa ra điều kiện trao đổi. Vì ích lợi, ở thời khắc mấu chốt Trần Phong bắt buộc phải buông tha cậu thì cũng là việc bình thường. Tuy nhiên, loại tình huống này khó có khả năng xảy ra, bởi vì muốn đả động được suy nghĩ Trần Phong thì cũng phải đưa ra lời đề nghị đủ thành ý. Vì một vị trí bí thư quận ủy quận Hạ Mã thì Phó Gia sẽ không làm việc lỗ vốn này. Chương 523, hai khả năng. Ngài phân tích không có đạo lý, cùng đạo lý, Phó Gia cũng không thể cưỡng chế bí thư Diệp, luôn muốn đả động bí thư Diệp. Cũng là muốn trao đổi điều kiện. Vấn đề lại trở về khởi điểm, Phó Gia sẽ vì nâng đỡ Bạch Chiến Mặc lên chức, mà không tiếc vốn liếng. Tôi cứ cảm thấy kỳ thật lợi ích chính trị cùng lợi ích thương nghiệp chẳng khác biệt gì mấy, đều phải suy xét vấn đề cân bằng giữa đầu tư và lợi nhuận. Hạ Tưởng tiếp lời Dịch Hướng Sư, nói. Phó Tiên Phong muốn lật đổ vị trí bí thư quận ủy quận Hạ Mã, phải đồng thời kích động nhân vật mấu chốt của tỉnh Yến và thành phố Yến, vì vị trí một phó giám đốc cấp sở. Phó Gia hẳn là sẽ không làm chuyện mất nhiều hơn được, cho nên tôi mới suy xét không ra Phó Tiên Phong tiếp sau sẽ có hành động gì. Dịch Hướng Sư vốn có việc phải làm, vừa nghe Hạ Tưởng nói đến thế cục đột biến của thành phố Yến, liền gác công việc qua một bên, cũng nồng nhiệt phân tích theo. Chuyện trong quan trường, tuy rằng có lúc chắc như bàn đinh, cũng có lúc không thể đoán trước được, phàm chuyện gì cũng không thể lơ là. Mặc kệ Phó Tiên Phong tiếp sau có làm gì. Cũng không loại trừ tạo áp lực và dụ dỗ Diệp Thạch Sinh, đưa ra điều kiện trao đổi với Trần Phong, sau khi cậu trở về, phải tiếp tục gặp gỡ Diệp Thạch Sinh, Trần Phong, dùng thêm lực lượng khác từ bên ngoài giữ vững sự ủng hộ của Diệp Thạch Sinh và Trần Phong đối với cậu không thay đổi, chỉ cần tập trung vào bí thư hai cấp tỉnh thành, trên cơ bản thủ đoạn của Phó Tiên Phong có cao tới đâu, cũng không ảnh hưởng đến hai người Diệp Thạch Sinh và Trần Phong mà tự mình hành động.
cho dù có thể, y cũng không thành được việc. Hạ Tưởng đối với sự kiên nhẫn thay hắn phân tích cẩn thận của Dịch Hướng Sư biểu lộ sự cảm tạ sâu sắc. Hơn 3 tháng nay trong bộ thương mại, tôi học tập được rất nhiều tri thức, cũng lãnh hội được nhiều cái vượt trội hơn người của bộ trưởng Dịch, là một gặt hái quan trọng trên con đường trưởng thành của tôi. Một câu, vượt trội hơn người, hàm nghĩa phong phú, Dịch Hướng Sư mỉm cười tận đáy lòng. Khách khí quá thì như người ngoài, không đề cập tới quan hệ giữa Tài Giang và tôi, chỉ giữa chúng ta, cũng được xem là bạn bè cũ mà. Một câu, bạn bè cũ, cũng đủ làm người ta liên tưởng phong phú. Hạ Tưởng liền mỉm cười gật đầu tán thành. Trước khi đi, Dịch Hướng Sư lại tiết lộ ra một tin tức với Hạ Tưởng, thành phố Đan Thành đệ trình đơn xin tuyến đường sắt nối ra biển với bộ đường sắt, sắp tới có hy vọng lấy được phê chuẩn, 6 tháng cuối năm là có thể khởi công xây dựng. Hạ Tưởng nghe xong vô cùng vui vẻ, lại khách sáo nói vài câu, liền cáo từ mà đi. Dịch Hướng Sư cũng trịnh trọng mà đưa tiễn hắn tới cửa, còn phất tay chào tạm biệt. Thư ký nhìn thấy không ngừng kinh ngạc, chẳng những Hạ Tưởng đi vào cùng bộ trưởng Dịch gần một tiếng đồng hồ, mà cuối cùng bộ trưởng Dịch còn tự mình tiễn khách, thể diện thật không đơn giản. Phó trưởng ban báo cáo công việc, cũng hiếm khi tới một tiếng đồng hồ, càng chưa từng thấy qua bộ trưởng Dịch tiếp đãi long trọng tự mình đưa tới cửa. Hạ Tưởng rốt cuộc hắn là ai? Hạ Tưởng là ai, thư ký hiện tại thì không rõ. Đến nhiều năm sau, khi Hạ Tưởng đứng trên đỉnh cao vô tận, thư ký nhận ra Hạ Tưởng trên TV, mới giật mình kinh ngạc mà nhớ lại chuyện năm xưa, mới hiểu được hóa ra bộ trưởng Dịch thực biết nhìn xa trông rộng, sớm đã có thể nhìn thấy tiền đồ rộng lớn của Hạ Tưởng, y liền hối hận không kịp, ngay từ đầu nên kết giao tình với Hạ Tưởng mới phải. Mà kinh ngạc nhất chính là một số đồng sự của Hạ Tưởng ở bộ thương mại. Trong thời gian hơn 3 tháng Hạ Tưởng được tạm thời điều đến Bộ Thương mại công tác, bọn họ đối với Hạ Tưởng gần như không có ấn tượng gì, bởi vì Hạ Tưởng luôn là một người vùi đầu vào công việc, lại là một người độc lai độc vãng, vừa không xuất sắc lại không khiến người khác chú ý tới, càng không có cương vị gì quan trọng trong công tác, cho nên đến khi nhìn thấy Hạ Tưởng phát biểu trong trường hợp trọng yếu, bọn họ mới tỉnh ngộ. Hóa ra nhân vật nổi tiếng mà người người hâm mộ từng là một nhân viên bên cạnh bọn họ, mà bọn họ lúc ấy không hề phát hiện, lỡ mất dịp kết giao với Hạ Tưởng. Bọn họ có hối tiếc cũng không kịp. Hạ Tưởng đi xe rời khỏi cổng chính bộ thương mại, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi từng công tác trong hơn 3 tháng, trong lòng còn có chút lưu luyến. Hắn ở bộ thương mại thu hoạch khá nhiều, chẳng những nâng cao kiến thức lý luận, cũng được mở mang tầm mắt, hiểu biết hình thức công tác của các bộ và ủy ban trung ương, đối với sự phát triển sau này của hắn vô cùng có lợi. Quan trọng nhất chính là, hắn nhờ khoảng thời gian này được tạm điều qua Bộ Thương mại, hoàn thành việc học, lấy được bằng tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Có thể nói, hơn 3 tháng ở thủ đô, là thời gian an nhàn nhất trong đời Hạ Tưởng, thường xuyên gặp gỡ Tiếu Giai, bàn bạc kế hoạch trọng đại khi trở lại thành phố Yến. Cùng mẹ con Liên Nhược Hạm gặp mặt thường xuyên, hưởng thụ hạnh phúc gia đình, thắt chặt tình cảm với đứa con, khiến đứa bé hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Tuy rằng vẫn còn mơ hồ không rõ, nhưng đã không ngừng gọi, ba ba, thực khiến Hạ Tưởng vui mừng không hết. Hơn nữa hắn còn cùng Ngô Tài Giang, Dịch Hướng Sư tiến thêm một bước giao thiệp, quan hệ so với trước kia càng gần hơn. Tuy rằng Ngô Tài Giang sắp xếp thời gian quá dày đặc đối với Hạ Tưởng nên không có cách nào tham gia trường đảng Trung ương cũng có chút hối tiếc, tuy nhiên đối với Hạ Tưởng lấy được bằng nghiên cứu sinh là cảm thấy vui rồi. Tóm lại mà nói, thời gian 3 tháng ở thủ đô, thu hoạch trong ý nghĩ của Hạ Tưởng toàn bộ không bỏ sót. Còn có không ít niềm vui bất ngờ, như là mẹ con Mai Hiểu Lâm. Hạ Tưởng đi xe thẳng hướng Tây, muốn từ biệt mẹ con Liên Nhược Hạm. Là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất trong đời hắn, Liên Nhược Hạm đã thành một phần không thể thiếu của hắn, đương nhiên, đứa bé cũng vậy. Hắn cũng rõ, lần này đi thành phố Yến sẽ phải đối mặt với tranh đấu chính trị gay gâu. Nếu qua được, vậy sẽ thể hiện được một bức tranh triều dâng sóng dậy ở trước mặt. Còn không qua được, có lẽ khoảng thời gian này khá trầm luân bấp bênh. Dù là khả năng nào, cũng sẽ không có được khoảng thời gian hạnh phúc thường xuyên gặp gỡ mẹ con Liên Nhược Hạm như hiện tại. Mà Tiếu Giai sắp tới cũng trở về thành phố Yến, cho nên Hạ Tưởng chỉ có điện thoại tạm biệt cô, không có nhiều lưu luyến cho lắm. Còn đối với mẹ con Liên Nhược Hạm, thì lại lưu luyến không rời. Khoảng thời gian sống chung vừa qua, cảm tình của hắn và Liên Nhược Hạm không cần phải nói, càng thêm nồng thắm. Mà cùng với đứa con tác động qua lại, càng làm cho hắn cảm nhận được hạnh phúc làm một người cha. Chỉ có điều trong lòng hơi tiếc nuối chính là, không thể chính mắt nhìn thấy mẹ con Mai Hiểu Lâm.
Xe đi được nửa đường, Hạ Tưởng không kìm nổi gọi cho Mai Hiểu Lâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai sẽ trở về thành phố Yến. Sau này trong khoảng thời gian ngắn, e là không có cơ hội lại đến thủ đô, hy vọng mẹ con em mọi chuyện tốt đẹp. Hạ Tưởng cố gắng dùng tình cảm động lòng người. Làm việc cho tốt là được rồi, mẹ con tôi không cần anh quan tâm, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho con gái yêu. Nó là tặng phẩm trời đã ban cho tôi. Giọng nói của Mai Hiểu Lâm vẫn như cũ không có chút mùi vị gì, nhưng Hạ Tưởng nghe được, cô rõ ràng là đang áp chế tình cảm của cô. Hạ Tưởng liền bất đắc dĩ mà cười, nửa đùa nửa thật nói. Rõ ràng là công lao của anh, em mới có con gái, sao lại cảm tạ ông trời chi vậy? Đàn ông thật đáng thương, sau khi bị phụ nữ các cô lừa, các cô mang thai sinh con, cảm thấy đàn ông vô dụng, một chân đá người đàn ông ra ngoài, anh chính là đại diện của người đàn ông tội nghiệp. Đủ rồi, đừng tự oán, anh vui vẻ xong, sau đó thì nhẹ nhàng mà thu hoạch thành quả, phụ nữ còn phải mang thai 10 tháng, vất vả cả đời. Đàn ông mới đúng là động vật vô tình nhất. Mặt đà kích của câu này hơi nặng, Hạ Tưởng không khỏi kêu oan. Từ đầu đến cuối, anh cũng chỉ là người bị hại không hề biết gì, được không? Đến khi con gái được sinh ra, anh vẫn chưa hay biết gì, đàn ông thì sao? Không có đàn ông có tình có ý, thì làm sao có được phụ nữ cùng nhau sống chết? Mai Hiểu Lâm trầm mặc trong chốc lát, vẫn quật cường nói. Không cần biết anh nói gì, dù sao tôi cũng sẽ không cho anh gặp được mẹ con tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt. Cô không nói thêm gì liền cúp máy. Hạ Tưởng mơ hồ đoán được tâm tư của Mai Hiểu Lâm, cô không phải không muốn gặp hắn, mà là sợ gặp hắn. Mai Hiểu Lâm biết rõ hắn đã có người yêu bên cạnh. Trong lòng hắn, cô cũng không có vị trí đặc biệt. Mà cô đối với hắn có lẽ có một chút lưu luyến không muốn xa rời, nhưng với tính cách của cô lại không thể dựa vào dịu dàng và mạnh mẽ mà bộc lộ với hắn, nên muốn trốn tránh. Không ngờ rằng sau một lần ý loạn tình mê, mà đã đâm hoa kết trái, sinh hạ một đứa bé gái, trong kiếp này giữa cô và hắn đã có dây dưa ảnh hưởng không rõ ràng. Không cần biết là có tình cảm không, không cần biết có kết quả không, đứa bé đã trở thành sự ràng buộc vĩnh viễn không thể cắt đứt giữa hai người. Mai Hiểu Lâm muốn có một đứa con, bất ngờ mang thai khiến cô vui mừng như điên, cho nên mới không hối tiếc cam lòng từ bỏ tiền đồ, cũng muốn sinh đứa bé ra, chỉ muốn thực hiện ước mơ làm một người mẹ. Hạ Tưởng có thể hoàn toàn hiểu được tâm tư của Mai Hiểu Lâm, cô vốn không có lòng dạ nào trong chốn quan trường, dưới tình huống được biết không thể sinh con, đột nhiên lại có cơ hội có thể làm thiên chức người mẹ, sao lại bỏ qua. Nghĩ lại những điểm kỳ lạ trước đây của Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng không khỏi thầm oán trách chính mình phát giác quá muộn, người đàn ông có đôi khi hơi sơ suất một tí, lại không hề suy xét sâu hơn. Khi xe tới chỗ ở mẹ con Liên Nhược Hạm, đã là giữa trưa. Liên Nhược Hạm biết được Hạ Tưởng phải vội trở về thành phố Yến, có chút không đành lòng. Thời gian gần đây, hai người thường xuyên gặp nhau, như là đôi vợ chồng bình thường, trải qua cuộc sống hai người gần gũi thì nhiều chia ly thì ít, không, còn cả đứa bé nữa, là thế giới ba người. Tuy rằng Vệ Tân cũng ở cùng, nhưng cô luôn thức thời mà tránh mặt, trên cơ bản không cảm thấy được sự tồn tại của cô. Vệ Tân từ sau khi theo Liên Nhược Hạm về nước, vẫn luôn đóng vai trò chăm sóc mẹ con Liên Nhược Hạm. Sự cẩn thận chu đáo của cô khiến Liên Nhược Hạm vô cùng hài lòng, cũng thường khiến Hạ Tưởng cảm động. Không ai có thể hiểu rõ Vệ Tân bằng Hạ Tưởng, cô bẩm sinh như là người vợ người mẹ đảm đang, dù là chăm sóc công việc và cuộc sống của Liên Nhược Hạm, hay là chăm sóc Ngô Liên Hạ, cũng được lo liệu chu đáo tỉ mỉ, không một sai sót. Liên Nhược Hạm đã nhiều lần nói với Hạ Tưởng, năm đó bọn họ có lòng giúp đỡ Vệ Tân một lần, không nghĩ tới, ngược lại kỳ thật tự giúp bản thân. Bởi vì việc thiện của bọn họ ngay lúc đó, đổi lại sự quan tâm chu đáo của Vệ Tân hiện giờ. Liên Nhược Hạm trong lòng biết là, cho dù cô có bao nhiêu tiền, có thể mời 10 người bảo mẫu, nhưng không thể mua được thực tâm thực lòng của một người. Vệ Tân đối với cô ấy, đối với Ngô Liên Hạ, tuyệt đối là thực tâm thực lòng nỗ lực, không có nửa điểm giả dối. Hơn nữa Vệ Tân cũng chưa bao giờ có yêu cầu gì, dù Liên Nhược Hạm chủ động tăng lương cho cô cũng từ chối không nhận. Liên Nhược Hạm liền xem Vệ Tân như chị em ruột. Khi Hạ Tưởng đến, Ngô Liên Hạ đang cùng Vệ Tân chơi đùa, vừa thấy Hạ Tưởng, liền giơ hai tay ra muốn nhào tới Hạ Tưởng, miệng còn bập bẹ không rõ mà kêu. Ba ba! Hạ Tưởng liền ôm đứa con vào trong lòng, để mặc đôi mắt đen tròn mở to của đứa con, không ngừng lưu chuyển trên mặt hắn, như là không nhận ra hắn. Hạ Tưởng mới nhớ tới hắn vừa cắt tóc,
không khỏi mỉm cười. Ba ba mới cắt tóc thì con không nhận ra hả? Con đúng là trông mặt đặt tên. Thằng bé như nghe hiểu được lời nói của Hạ Tưởng, chìa bàn tay bụ bẫm nắm lấy tóc Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng để mặc nó, dù sao tóc của hắn cũng ngắn, đứa bé có nắm cũng không đau. Ngày mai đi. Liên Nhược Hạm hỏi một câu, trong mắt biểu lộ ý không nỡ. Sáng sớm là đi, sự tình khẩn cấp. Hạ Tưởng liền đem chuyện Phó Tiên Phong đột nhiên nhúng tay vào nói ra. Phải theo sát một chút, nếu chẳng may mà thua, thì thật đáng tiếc. Liên Nhược Hạm cũng biết chừng mực. Cũng nên về rồi, thời gian cũng không ngắn, có lẽ cô bé Lê cũng sinh rồi, chăm sóc tốt cho cô ấy. Chuyện chính trị, em không hiểu rõ lắm, chỉ có thể dựa vào chính anh. Nếu cần tiền cứ nói một tiếng, đừng ngại. Liên Nhược Hạm hiện tại là một trong những người mà Hạ Tưởng quen biết, có nhiều tiền thế lớn nhất. Công ty của cô hiện tại đã vượt qua Google, vững vàng chiếm cứ vị trí hàng đầu trong thị trường tìm kiếm của Hoa Kỳ. Đánh giá sơ lược, tài sản của cô vượt trên 10 tỷ đô la Mỹ. Trước mắt công ty đang chuẩn bị tiến quân vào quốc nội, so sánh cao thấp với Baidu, cho dù không kiếm tiền, cũng muốn đả kích việc vi phạm bản quyền nhằm duy trì phương diện trật tự của thị trường bình thường, không cho Baidu trắng trợn vô đạo đức rồi muốn làm gì thì làm. Hạ Tưởng khoát tay. Dùng tiền giải quyết thật thấp kém, chuyện chính trị, chủ yếu là phải dựa vào trí tuệ vô địch. Hắn cười ha hả. Tuy rằng em là cao thủ kiếm tiền, nhưng chủ ý vẫn xuất phát từ sáng kiến của anh, có thể thấy được trí tuệ. Liên Nhược Hạm cười ha ha. Đâu có ai phủ nhận nói không phải là sáng kiến của anh cần gì phải nói toẹt ra thế. Rõ là cũng do anh chột dạ, cảm thấy tiêu tiền của em sẽ tổn hại đến sự tôn nghiêm của đàn ông như anh, có phải hay không? Điển hình của người theo chủ nghĩa đàn ông. Vệ Tân cười chen vào một câu. Đàn ông đều hơi có khuynh hướng chủ nghĩa đàn ông, nhất là đàn ông thành công trong sự nghiệp. Cho nên đối với đàn ông một mặt phải cho bọn họ tự thiết lập lòng tin, một mặt phải dụ dỗ bọn họ. Đừng thấy đàn ông kiên cường, có đôi lúc cũng giống như đứa trẻ phải dụ dỗ mới nghe lời. Hạ Tưởng không nói gì, đành phải mượn đứa con để trêu ghẹo. Con à, con có phải một người đàn ông kiên cường độc lập không tiêu tiền phụ nữ hay không? Không ngờ đứa con lại vô cùng không phối hợp với hắn, lắc lắc cái đầu, lại giơ tay nắm lấy tóc Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền vui vẻ. Con quả là thành thật, hiện nay con vẫn đang xài tiền của mẹ. Nói rằng con không tiêu tiền phụ nữ thì thật là không đúng, nếu không ba ba cho con tiền tiêu. Buổi tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm, Liên Nhược Hạm đã nói về tình trạng ông cụ. Trước mắt bệnh tình ông cụ đã được ổn định, trên cơ bản đã khôi phục 7-8 phần. Bác sĩ nói, tâm trạng tốt thì hồi phục càng nhanh. Quả đúng thế, nguyên nhân bởi vì Ngô Liên Hạ, ông cụ vô cùng vui vẻ, mỗi ngày phải nhìn thấy Ngô Liên Hạ mới chịu ăn cơm. Vì thế, Liên Nhược Hạm cũng hiếm có mà luôn ở bên cạnh ông cụ, làm tròn đạo hiếu. Có thể nói Ngô Liên Hạ chẳng những khiến tinh thần ông cụ tốt hơn, cũng tu bổ mối quan hệ hơi chút xa lạ giữa Liên Nhược Hạm và ông cụ. Chỉ có một điểm, quan hệ giữa cha Liên Nhược Hạm là Ngô Tài Dương và ông cụ vẫn còn căng thẳng. Mặc dù Ngô Tài Dương thỉnh thoảng cũng về nhà, nhưng vẫn không có gì để nói với ông cụ, hai người gặp mặt chỉ thản nhiên nói được vài câu liền im lặng. Nhưng so với trước kia cũng tốt hơn nhiều. Trước kia, ông cụ thậm chí còn không cho Ngô Tài Dương vào nhà. Hiện tại một là vì ông cụ bị bệnh, tính khí cũng bất nóng, hai là vì Ngô Liên Hạ. Dù sao Ngô Liên Hạ là con Liên Nhược Hạm, cũng là cháu ngoại Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương lại không mấy yêu thích Ngô Liên Hạ, bởi vì ông mấy lần chất vấn Liên Nhược Hạm cha đứa bé là ai, đều bị Liên Nhược Hạm rất không khách khí mà trả treo ngược lại, ông tức giận cũng đành bó tay. Mà Ngô Tài Giang lại bênh vực nói đỡ cho Liên Nhược Hạ. Không để ông hỏi quá nhiều, còn nói nào là con gái lớn rồi, có cuộc sống và tự do của nó, mà từ trước đến nay Ngô Tài Dương chưa từng bận tâm đến Liên Nhược Hạm, giờ đây cũng không để tâm cha đứa bé là ai nữa, then chốt là, đứa nhỏ đã thuộc về Ngô gia, mang họ Ngô, như vậy là đủ rồi. Ngô Tài Dương không có chỗ đứng trong nhà, ông cụ đối với ông thì thờ ơ lãnh đạm, anh cả Ngô Tài Hà đối với ông thì quá khách khí, em tư Ngô Tài Giang đối với ông còn có chút nhiệt tình. Tuy nhiên luôn luôn tồn tại một cảm giác xa cách. Cũng do ông rời nhà đã nhiều năm, không gần gũi tiếp xúc với người trong nhà. Ông cũng hết cách, nhưng vì đã về thủ đô, dù sao ông cụ lại bị bệnh, cũng phải thường xuyên quay về thăm nom. Chỉ có điều mỗi lần trở về nhìn thấy Ngô Liên Hạ, trong lòng ông lại nổi giận,
liền khó tránh rất bất mãn với Liên Nhược Hạm không rõ đâu lại sinh con. Ông không nói thì thôi, một khi nhắc tới, Liên Nhược Hạm sẽ lại cãi nhau với ông. Một khi cãi nhau, ông cụ lại đuổi ông khỏi nhà, mỗi lần đều khiến Ngô Tài Dương rất không thoải mái, vậy nên, ông càng căm ghét cha của Ngô Liên Hạ. So lại thì, tuy rằng ông cụ không hài lòng với Liên Nhược Hạm về việc không chịu nói cha đứa bé là ai, nhưng vì Ngô Liên Hạ thật sự rất là dễ thương, trong lòng ông cũng nhạt dần, cũng không cố ý đi kiểm chứng cha ruột đứa nhỏ rốt cuộc là người ở nơi nào. Nếu Liên Nhược Hạm không nói, là có lý do của cô, con cái đã lớn, thì cứ mặc nó bay nhảy, quản được nhất thời, không quản được cả đời. Còn anh cả Ngô gia Ngô Tài Hà vì tính cách ôn hòa nhất, đối với chuyện Liên Nhược Hạm không phản đối cũng không tán thành, là một thái độ thuận theo tự nhiên. Vừa không hiếu kỳ cha đứa bé là ai, cũng không quan tâm tại sao Liên Nhược Hạm không nói ra chân tướng. Ngô Tài Hà cũng đối với Ngô Liên Hạ vô cùng yêu thích. Là truyền nhân duy nhất đời thứ tư của Ngô gia, ông cũng hy vọng Ngô Liên Hạ có thể khỏe mạnh trưởng thành, mang lại niềm vui cho ông cụ, hơn nữa sau này trưởng thành có thể góp phần sức lực cho Ngô gia. Sau khi Hạ Tưởng hiểu được tình hình hiện tại của Ngô gia, không khỏi bất đắc dĩ cười nói. Có khả năng muốn trừng trị anh nhất chính là cha em, tiếp theo là ông cụ. Em nói xem sau khi cha em biết chân tướng, ông sẽ đối phó với anh thế nào. Liên Nhược Hạm khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng. Ông ta dám đụng tới anh, thì em dám gây rắc rối cho ông, hừ, năm đó chuyện làm mẹ tức giận bỏ đi em còn chưa tha thứ cho ông còn dám không buông tha hạnh phúc của em sẽ không tha cho ông. Tuy nói vậy, cô vẫn do dự một chút, lại nói. Cha em rất cố chấp, bình thường những gì ông đã cho là đúng thì rất khó thay đổi, trừ phi gặp được nhân vật có quyền thế cao hơn ông mới chịu thỏa hiệp. Nếu như ông biết được anh là ai, theo những gì em biết về ông sẽ không trực tiếp hủy diệt tiền đồ của anh, mà sẽ vận dụng lực lượng trong tay điều anh đến bên ông, sau đó từ từ đả kích anh, làm nhục chí của anh, cuối cùng làm cho anh vĩnh viễn không thể trở mình. Có chút giống với phong cách của Thôi Hướng, Hạ Tưởng liền mỉm cười. Nếu ông cụ ra tay, thì có thủ đoạn gì? Ông cụ thì không lòng vòng như thế, mà là trực tiếp cách chức anh, trực tiếp khiến cho anh không còn tiền đồ và hy vọng. Chương 524, tại thành phố Yến. Anh làm rất tốt, không phạm chút sai sót gì, cũng có thể miễn chức của anh. Hạ Tưởng vẫn có chút không phục. Không có sai sót, em là gì của anh? Đứa bé là gì của anh? Anh còn không biết xấu hổ nói không có sai sót. Chỉ dựa vào điểm này, anh nói xem khi ông cụ đã lên tiếng, Diệp Thạch Sinh còn có thể bỏ qua cho anh. Liên Nhược Hạm bỡn cợt Hạ Tưởng một câu, lại nghiêm chỉnh nói. Cho dù là ông cụ hay là ba em biết được, đều chỉ có một kết quả, đại sự không ổn. Chuyện thật không dễ, chỉ có thể giấu được bao lâu hay bấy lâu. Hạ Tưởng lắc đầu nói. Đợi đến ngày anh cây lá sum suê, xem bọn họ ai có thể làm gì được anh. Hiện tại anh còn hơi yếu thế nên tạm thời nhẫn nhịn. Anh mà nhẫn nhịn, anh cùng con gái nhà người ta đến con cũng sinh rồi, bắt nạt lên tới đầu người ta, còn ở đó dõng dạc nói anh nhẫn nhịn. Em phát hiện bản lĩnh đổi trắng thay đen của cũng không xoàng. Thật phục anh luôn. Liên Nhược Hạm tiếp tục trêu chọc Hạ Tưởng. Nếu ông cụ biết thì còn dễ ăn nói một chút, cùng lắm thì em lấy đứa con ra uy hiếp ông cũng sẽ ngừng tay. Nếu mà cha em biết thì khổ đây, tính tình ông rất cứng nhắc, ai khuyên cũng không nghe, trừ phi chính ông tự nghĩ thông suốt. Cho nên về sau đối tượng mà chúng ta đề phòng nhất là cha em, tiếp theo là ông cụ. Cùng Liên Nhược Hạm thỏa thuận giữ miệng cho nhau, chớp mắt thì trời đã tối, Hạ Tưởng liền dẫn mấy người đến một quán ăn gia đình yên tĩnh ấm cúng ở bên ngoài dùng bữa cơm tối. Sáng sớm hôm sau, hắn liền lái xe tới đường cao tốc, chuẩn bị trở về thành phố Yến. Khi sắp lên đường cao tốc, bỗng nhiên điện thoại vang lên, Hạ Tưởng đang suy nghĩ về chuyện trở về, cũng không nhìn qua số gọi đến, tiện tay bắt máy nghe, liền nói một câu. Xin chào, tôi là Hạ Tưởng. Bên kia điện thoại im lặng trong giây lát, sau đó truyền đến giọng nói của Mai Hiểu Lâm. Tôi đang ở tiểu khu đô thủy quốc tế, nếu anh tiện, thì qua đây một chuyến. Hạ Tưởng trong nháy mắt không kịp phản ứng lại, lập tức ý thức được là Mai Hiểu Lâm đã mềm lòng, đồng ý cho hắn gặp mẹ con cô, lập tức vui mừng như điên, vội vàng quay đầu xe lại, thẳng tới đô thủy quốc tế. Đô thủy quốc tế cũng là một tiểu khu cao cấp vị trí cực tốt giá cả xa xỉ tại thủ đô, lúc đến đó. Đã là 10 giờ sáng, Hạ Tưởng vội vàng lên lầu, đi tới căn hộ 1802, ở ngoài cửa bình ổn lại tâm trạng hồi hộp,
sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa mở ra, đứng trước cửa là Mai Hiểu Lâm đã lâu không gặp. Mai Hiểu Lâm đã mập ra một chút, cũng đã lấy lại được phần nào dáng người, hơn nữa thần sắc rất tốt, sắc mặt trắng nõn, dáng người đầy đặn, càng hiển lộ vẻ trưởng thành quyến rũ. Chỉ là trên mặt cô có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Hạ Tưởng, cô khẽ mỉm cười. Gặp và không gặp cũng giống nhau, tuy nhiên nghĩ đến anh dù sao cũng có một nửa công trạng, không cho anh gặp con gái cũng không an tâm, nên cho gặp cũng tốt hơn, không thôi anh nói tôi vô tâm. Lại lơ đãng quan sát hắn. Nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của anh, hẳn là nửa đường quay đầu lại. Hạ Tưởng thành thật thừa nhận. Trở về từ đường cao tốc, đang chuẩn bị quay về thành phố Yến. Mai Hiểu Lâm mời Hạ Tưởng vào nhà, cô thấy trong ánh mắt Hạ Tưởng đầy vẻ cấp bách, liền hỏi. Xảy ra chuyện gì mà phải vội vã trở về? Hạ Tưởng không có giấu giếm gì với cô, liền nói về biến cố Phó Tiên Phong đã nhúng tay vào vấn đề nhân sự trọng yếu ở quận Hạ Mã. Mai Hiểu Lâm nghe xong, gật đầu nói. Phó gia quen dùng thủ đoạn lấy hạt rẻ trong lò lửa, bọn họ rất giỏi về đầu cơ trục lợi, tuy nhiên quả thật cũng có khi nắm bắt thời cơ rất chuẩn. Nếu không thì thế lực Phó gia không thể thăng tiến nhanh như vậy. Nếu Phó Tiên Phong đã ra tay, thì sẽ không chịu để yên. Khi nói chuyện, Mai Hiểu Lâm đưa Hạ Tưởng vào phòng, vừa vào cửa, Hạ Tưởng nhìn một cái liền thấy một bé gái nằm trên giường. Đứa bé nhỏ xíu đẹp như một bức điêu khắc nằm trong tã lót, trên đỉnh đầu đặt một cái treo nôi em bé, bên cạnh còn đặt một bình sữa, đôi mắt vừa to vừa tròn mở hết cỡ, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Ánh mắt trẻ con đều đen to như thế, mà ánh mắt Mai Đình còn sáng ngời, gần như là bản sao của ánh mắt Hạ Tưởng. Mũi bé cũng cực kỳ giống cái mũi của Hạ Tưởng, tuy nhiên độ cong của môi thì giống Mai Hiểu Lâm, nhưng ngoài cái đó ra, tất cả những chỗ khác đều rất giống Hạ Tưởng. Đúng là con gái giống cha, Hạ Tưởng nhìn con gái của mình, không khỏi tâm thần sao động. Không ngờ hắn có một cô con gái, một thiên sứ tí hon. Mai Hiểu Lâm quả thật nói rất đúng, dù đối với cô mà nói. Hay là đối với hắn mà nói, sự ra đời của cô con gái, tuyệt đối là ngoài ý muốn, một sự ngoài ý muốn động trời cũng chính là một niềm vui bất ngờ trời ban, là món quà trời ban tặng. Nó thật giống anh, còn đẹp trai hơn anh. Hạ Tưởng nhìn hết nửa ngày, rốt cục nói ra một câu. Mai Hiểu Lâm bị chọc cho cười. Con gái không dùng từ đẹp trai để hình dung, phải là xinh đẹp. Con bé xinh hơn anh, trắng hơn anh. Hạ Tưởng cười ha hả một lát. Đi quanh gường em bé hai vòng, nhìn con gái hết nửa buổi, quá hưng phấn, lỡ miệng nói. Sau này con gái trưởng thành, khẳng định sẽ tốt hơn con trai, con gái thường gần cha, con trai thì càng ngày càng xa lánh cha. Thật biết nói lời dễ nghe, mới từ bên đứa con trai trở về, tới trước mặt con gái, thì liền nói con trai không tốt, anh cũng dẻo miệng thiệt. Mai Hiểu Lâm cũng không rõ là đang ghen hay tranh thủ tình cảm, bất mãn nói một câu. Hạ Tưởng liền ngạc nhiên nói. Sao em biết chuyện giữa anh và Liên Nhược Hạm? Tôi đoán thôi, ngay từ đầu tôi nghe nói cô ta sinh con, sau đó lại nghĩ tới sự qua lại của anh và cô ta, thì liền nghĩ ngoài anh ra, còn ai có thể khiến Liên Nhược Hạm cam tâm tình nguyện sinh đứa nhỏ ra còn không chịu nói ra cha đứa bé là ai? Cũng chỉ có anh mới có bản lĩnh xấu này. Mai Hiểu Lâm cười nhạo Hạ Tưởng. Tuy nhiên nếu mà Ngô gia biết được sự tồn tại của anh xui xẻo rồi. Mai gia chúng tôi thì khác, dù cho họ biết được anh là cha ruột đứa nhỏ, cũng sẽ không làm gì anh cả. Vì sao? Hạ Tưởng cũng không nghĩ kỹ, thuận miệng hỏi, tâm tư của hắn toàn bộ đặt vào con gái. Ban đầu vốn bị kết luận là không có khả năng sinh đẻ, có thể mang thai, cũng là niềm vui bất ngờ. Và lại tôi cũng sẽ độ lượng nói với người nhà, là do tôi chủ động dụ dỗ anh cũng chỉ là bị động lên giường của tôi, giữa chúng ta vừa không có tình cảm. Lại không có dây dưa, chỉ là sau một đêm, ai đi đường nấy mà thôi. Thật sự tính lại thì tôi còn kiếm lợi từ anh mới đúng. Hạ Tưởng xấu hổ, Mai Hiểu Lâm vẫn là Mai Hiểu Lâm trước kia, sắc bén mà không buông tha cho người khác, hắn không cam lòng nói. Đâu cần nói khó nghe vậy, tốt xấu gì anh và em cũng là chỗ quen biết, cho dù không có tình cảm nam nữ, thì cũng là bạn bè, đúng không? Không nói thì thôi. Sau khi nói đến ngược lại khiến Mai Hiểu Lâm càng không vui. Tôi biết là tôi không là gì trong mắt anh, so ra thì kém xa Liên Nhược Hạm. Vừa không thể như cá gặp nước trong quan trường, lại không thể phát huy trên thương trường, anh không cần thương hại mẹ con tôi, cho dù không có được bản lãnh lớn, chúng tôi cũng có thể tự nuôi sống chính mình.
Hạ Tưởng đành phải khuyên cô. Sao nghĩ xa xôi thế? Anh không phải có ý đó, em đừng hiểu lầm. Thật ra giữa chúng ta, cũng không phải là không có chút tình cảm gì, chẳng qua là anh đã có Tào Thù Lê, lại thêm Liên Nhược Hạm, nên phải giữ vững nguyên tắc, không thể đụng chạm thêm người khác, nhiều nữa thì anh không thể chịu nổi trách nhiệm. Hạ Tưởng nói đây chính là lời nói thật lòng. Mai Hiểu Lâm dần dần bình ổn tâm tình, ngồi bên giường, nói. Không thể trách anh, trách bản thân tôi thôi. Tôi vốn cũng không muốn cùng anh dây dưa, nhưng có con rồi, không tránh khỏi có một số suy tưởng không tốt. Tuy nhiên anh phải biết, là do anh khẩn cầu đòi gặp con, đến trêu chọc tôi. Tôi đã cố hết sức tránh gặp mặt anh, hôm nay gặp mặt, hoàn toàn là do anh yêu cầu mãnh liệt mới thúc đẩy, không phải nguyên nhân của tôi. Đúng là giấu đầu lòi đuôi, Hạ Tưởng cũng không muốn vạch trần Mai Hiểu Lâm đang tự lừa mình dối người, nên nói. Là anh không đúng, anh nhận. Tuy nhiên nếu đã có đứa bé, anh cũng không thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm, về sau có cơ hội, anh lại đến thăm đứa bé, được không? Sau này hãy nói, để coi tâm trạng của tôi. Mai Hiểu Lâm vẫn mạnh miệng như cũ. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, anh không phải đang vội quay về thành phố Yến để xử lý chuyện quan trọng sao? Anh mau đi đi, có gì khó khăn không qua được thì tìm chú, ông nhất định sẽ giúp anh. Ông đã biết về chân tướng của đứa bé. Hạ Tưởng lo sợ hỏi. Vẫn chưa, tuy nhiên cho dù ông biết cũng không sao, ông so với người bên Ngô gia nhất là Ngô Tài Dương thì thoáng hơn nhiều, nên không trách gì anh đâu. Mai Hiểu Lâm chẳng hiểu làm sao mà đối địch với người bên Ngô gia. Nhớ kỹ, hiện tại thì người bên Phó gia muốn đối phó anh, sau này nếu có gia tộc lớn nào hãm hại anh, đó nhất định là Ngô gia. Hạ Tưởng vốn đang muốn ở lại thêm chốc lát, lại bị Mai Hiểu Lâm vừa đẩy vừa đuổi ra khỏi cửa, thúc giục hắn nên sớm một chút trở về làm chính sự quan trọng trước. Hạ Tưởng cũng không đòi ở lại, cả cơm trưa cũng không ăn. Lái xe ra đường cao tốc, một mạch thẳng tới thành phố Yến. Vừa đến thành phố Yến, trước tiên ở vùng lân cận thành ủy ăn một bữa đơn giản, rồi vội vàng tiến vào tòa nhà thành ủy, đậu xe xong, đi thẳng về hướng văn phòng Trần Phong trên lầu. Sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Tưởng, thật khiến Trần Phong giật mình. Trần Phong đang ở văn phòng nghe Cao Hải báo cáo tiến trình các hạng mục công tác ở quận Hạ Mã, nghe thư ký nói Hạ Tưởng đang ở bên ngoài, liền hướng về Cao Hải khẽ gật đầu, vội cho Hạ Tưởng vào, Cao Hải không phải người ngoài, không cần phải né tránh. Trần Phong nhìn thấy bộ dáng phong trần mệt mỏi của Hạ Tưởng, đầu tiên là cả kinh, sau thì mỉm cười. Cũng không phải là chuyện gì quan trọng, bộ dáng của cậu vượt ngoài dự kiến của tôi, có chút nóng vội. Hạ Tưởng mỉm cười. Bí thư Trần, ngài hiện tại là lãnh đạo tỉnh, tôi mới chỉ là cấp cục, hơn nữa hiện tại lại là thời điểm khẩn cấp cấp cục thăng phó giám đốc sở, càng không thể xảy ra gì ngoài ý muốn, nếu không thì không có đường lui để đi. Trong mắt ngài thì không phải chuyện lớn, nhưng trong mắt tôi, thì là việc lớn bằng trời. Trần Phong cười ha hả. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy được bộ dáng kích động của cậu. Nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi còn tưởng cậu vốn luôn bình tĩnh trước mọi việc. Bộ dáng hôm nay của cậu, vẫn là phù hợp với độ tuổi của cậu. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Bí thư Trần, tôi tìm ngài là xin sự giúp đỡ, ngài hay thật, vừa mới gặp mặt là nói hai câu, muốn đả kích tính tích cực của tôi, hay là muốn phê bình tôi không đủ điềm đạm. Trần Phong càng vui vẻ cười. Được, được, cậu còn than khổ với tôi, không phải là phó tiên phong đề bạt Bạch Chiến Mặc, y thân là phó bí thư chủ quản nhân sự. Đề cử người vào vị trí bí thư quận ủy là việc trong quyền hạn, không có gì là lạ. Tôi và Tăng Chu đều đã gật đầu, trong hội nghị thường vụ thông qua đề cử của cậu không thành vấn đề, cậu đang lo lắng cho bản thân, hay đang lo cho năng lực của bí thư thành ủy là tôi đây. Cao Hải ở một bên nghe xong, thầm giật mình quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trần Phong quả thật còn mật thiết hơn so với lời đồn bên ngoài, ngay cả y trước mặt Trần Phong cũng phải vô cùng cung kính, không dám mở miệng đùa giỡn, Hạ Tưởng thì ngược lại. Chẳng những khi nói chuyện cùng đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhân vật số một của thành ủy vô cùng tùy ý, còn biểu lộ ra sự thân thiết, hơn nữa nghe giọng điệu bí thư Trần, hoàn toàn không xem Hạ Tưởng là người ngoài, cũng không đối đãi hắn như cấp dưới. Khi nói chuyện rất thoải mái hiền hòa, quả thực giống như đang cùng người nhà nói chuyện phiếm. Cao Hải trong lòng vô cùng hâm mộ, Hạ Tưởng mới là cấp cục, chẳng những được bí thư Diệp khen ngợi hết lời, còn có quan hệ rất thân thiết với bí thư Trần. Chỉ về phương diện đối nhân xử thế của hắn, đã vượt xa y từng trong quan trường nhiều năm.
ngẫm lại vị trí trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố và của phó thị trưởng của y, vẫn dậm chân tại chỗ khó mà tiến thêm một bước, cũng hơi có chút bùi ngùi. Hạ Tưởng và Trần Phong nói đùa vài câu, mới thân thiết chào hỏi Cao Hải. Cao Hải đứng dậy, vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, cảm thán nói. Bước tiến của Tiểu Hạ tuy rằng vượt cao một chút, nhưng coi như đã vững vàng, cũng là tác phong vững chắc hiếm thấy, tôi tin là cậu có thể làm tốt công tác quận Hạ Mã. Lại hỏi vài câu về tình hình ở thủ đô của Hạ Tưởng. Cao Hải tự biết Hạ Tưởng còn phải bàn bạc một số vấn đề nhân sự với Trần Phong, y thân là phó thị trưởng không tiện nghe, liền cáo từ lui ra. Hạ Tưởng thay Trần Phong đưa Cao Hải tới cửa, Hạ Tưởng nhìn ra tâm trạng của Cao Hải có chút thất vọng, cũng hiểu được Cao Hải mấy năm gần đây con đường làm quan không được suôn sẻ, liền nói. Có đôi khi thời cơ rất quan trọng, tin rằng Cao Thúc Thúc cũng sẽ có một ngày bay lên cao. Cao Hải thấy Hạ Tưởng đối với y vẫn như cũ, tâm trạng ít nhiều dễ chịu hơn chút. Trước tiên Hạ Tưởng báo cáo với Trần Phong một số công tác ở Bộ Thương mại, nói qua loa một số gặt hái đạt được ở thủ đô, Trần Phong nghe được Hạ Tưởng đã lấy được bằng nghiên cứu sinh, vui mừng nói. Lại thêm một thang điểm chính trị, ít nhất về mặt bằng cấp, không ai còn dám khiêu khích cậu, Bạch Chiến Mặc cũng có bằng nghiên cứu sinh, cậu hiện tại cùng y là đứng chung tuyến đường. Ngài đối với Bạch Chiến Mặc người này có ý kiến gì không? Bạch Chiến Mặc là người của thành ủy, Trần Phong hẳn là hiểu rõ, Hạ Tưởng liền mở miệng hỏi. Đối nhân xử thế rất thận trọng, không nhiều chuyện lắm mồm, mấy năm qua ở thành ủy, cấp trên giao phó nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc, không hề có sai sót gì, hơn nữa lý lịch y cũng rất dày đặc, khiến người khác không tài nào tìm được điểm yếu. Trần Phong đối với cách đối nhân xử thế của Bạch Chiến Mặc hết sức khẳng định. Đề tài vừa chuyển, lại nói. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là, không có trải nghiệm quản việc chính trị ở địa phương, so với cậu từng đảm nhiệm qua phó chủ tịch huyện, ủy viên thường vụ phó chủ tịch huyện, thì còn khiếm khuyết một chút cơ sở lai lịch. Có hay không có cơ sở lai lịch không quan trọng, quan trọng là, những mặt khác của y đủ để bù lại chỗ thiếu sót, hơn nữa y còn có bằng nghiên cứu sinh. Hiện tại khởi xướng cán bộ tuổi trẻ hóa, bằng cấp cao hóa của ngày nay. Bằng cấp và trải nghiệm trong công tác các bộ và ủy ban trung ương của y, đang chiếm ưu thế. Hạ Tưởng lại theo một góc độ khác mà phân tích vấn đề. Đương nhiên điểm dừng của vấn đề không ở trên người Bạch Chiến Mặc, mà là trên người bí thư phó, y đã chọn thời cơ quá nhạy cảm. Trần Phong gật gật đầu, sau một lát lại cười. Chớ quên, thành phố Yến là do tôi quản lý, do Tăng Chu chủ trì, còn có Tiến Giang cũng cùng tôi duy trì thống nhất, phó Tiên Phong lại có thủ đoạn gì. Y cũng không thể vượt mặt hội nghị thường vụ thành ủy. Trần Phong thân là bí thư thành ủy, nói ra những lời này tự nhiên là sẽ có khí thế quyền uy đáng tin. Có được lời hứa mạnh mẽ nhất của Trần Phong, Hạ Tưởng trong lòng vẫn còn mơ hồ lo lắng, chỉ là không tiện nói thêm, còn nói nữa, thì đối với Trần Phong trở thành không tín nhiệm. Mặc dù hắn và Trần Phong có quan hệ rất tốt, cũng không thể nói ra lời không nên nói. Trần Phong là bí thư thành ủy, quyền uy của ông không thể xâm phạm. Phó Tiên Phong không thể xâm phạm, hắn cũng không thể. Nhưng mặc kệ như thế nào, buổi gặp hôm nay, Trần Phong coi như là rất nể tình cho hắn một viên thuốc an thần. Hạ Tưởng có bình tĩnh, có trầm ổn, trước giai đoạn chuyển tiếp trọng đại thăng cấp phó giám đốc sở, cũng khó tránh sẽ có nôn nóng và sầu lo. Bởi vì lời của Dịch Hướng Sư không thể không nghe, cả Dịch Hướng Sư cũng không dám coi thường Phó Tiên Phong, có thể thấy được Phó Tiên Phong quả thật có chỗ hơn người. Vấn đề là, Phó Tiên Phong rốt cuộc đang âm thầm ẩn giấu dắt tâm hại người gì ở phía sau? Câu trả lời có khả năng nhất chính là bất ngờ lớn nhất. Nói xong chuyện với Trần Phong cũng gần 3 giờ chiều, Hạ Tưởng tạm biệt Trần Phong, lại đi tới văn phòng của Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu đối với việc Hạ Tưởng ghé qua lại không chút cảm thấy bất ngờ. Ông rất khách khí mà đứng dậy đón, bắt lấy tay Hạ Tưởng nói. Tiểu Hạ, cuối cùng cậu cũng đã về. Giai đoạn này còn có rất nhiều vấn đề nan giải cần cậu ra mặt khắc phục. Cậu nếu còn không về, tôi sẽ trực tiếp gọi điện thoại thỉnh cậu về đây. Hồ Tăng Chu lo lắng chính là vấn đề chứng thực tài chính của tập đoàn Đạt Tài, tài chính của công ty khác đều theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố, đã lần lượt đúng hạn, có một số thậm chí đã bắt đầu khởi công xây dựng, tập đoàn Viễn Cảnh khai phá công trình mở rộng sông Hạ Mã. Đã hoàn thành 1/5 lượng công trình, có thể nói quận Hạ Mã hiện tại là một cảnh tượng phát triển mạnh. Mà tập đoàn Đạt Tài nhà đầu tư phát triển lớn nhất tuy rằng đã ký kết hiệp nghị với thành phố, nhưng kinh phí vẫn chưa đưa ra. Tất cả công trình dự định,
đều không có một vẻ dấu hiệu khởi công, thân là thị trưởng, Hồ Tăng Chu không lo lắng mới là lạ. Toàn bộ phương vị không có tập đoàn đạt tài đầu tư vốn và xây dựng, việc xây dựng của quận Hạ Mã, ít nhất sẽ bị trì hoãn 5 năm trở lên. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng phái người tiến hành tiếp xúc với tập đoàn đạt tài, đều nhận được câu trả lời là, Chủ tịch Thành đã ra ngoài công tác, đợi sau khi Chủ tịch Thành trở về, khẳng định sẽ kịp thời theo sát hạng mục quận Hạ Mã. Nhưng Hồ Tăng Chu trong lòng rất rõ, Thành đạt tài đang ở thành phố Yến. Người tại thành phố Yến, cố ý né tránh không gặp, không phải Thành đạt tài thoái thác, mà là Thành đạt tài đang đợi thành ủy đưa ra kết quả bổ nhiệm của quận Hạ Mã. Mặc dù Hồ Tăng Chu cũng không biết đầu tư của tập đoàn đạt tài có liên quan đến việc Hạ Tưởng chủ quản quận Hạ Mã không, nhưng y trong lòng cũng rõ, Thành đạt tài là xem người mà đầu tư, là đang đợi Hạ Tưởng ra mặt đi mời. Hồ Tăng Chu cũng không trông cậy vào tập đoàn đạt tài có thể đưa ra hết kinh phí giai đoạn đầu đúng hạn chỉ trong một lần, y sở cầu chỉ cần một phần nào kinh phí tập đoàn đạt tài đúng hạn, sau đó bắt đầu khởi công xây dựng. E rằng chỉ là tượng trưng làm dáng bên ngoài, còn đỡ hơn tất cả hạng mục của tập đoàn đạt tài một chút động tĩnh cũng không có. Bởi vì đã có đủ loại tin đồn, nói là tập đoàn đạt tài cũng không xem trọng triển vọng của quận Hạ Mã, có khả năng sẽ rút vốn đầu tư. Tin đồn nhất định ảnh hưởng tới bước tiếp theo của công tác thu hút đầu tư quận Hạ Mã. Hồ Tăng Chu rất trông mong hy vọng Hạ Tưởng sớm ngày trở về thành phố Yến, thuyết phục được tập đoàn đạt tài bắt đầu hành động, nhằm ổn định tốt cho thế cục của quận Hạ Mã. Tập đoàn đạt tài là một trong chóng đo chiều gió, sức ảnh hưởng quá lớn, gần như tất cả nhà đầu tư tỉnh Yến trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ đối với việc tập đoàn đạt tài vẫn trì trệ việc khởi công. Chương 525, lời nói sắc bén. Hạ Tưởng biết được hành động phía sau của Thành Thế Tài, trong lòng đối với sự tín nhiệm của Thành Thế Tài vô cùng cảm kích. Hắn suy nghĩ một chút, nói khéo. Thị trưởng Hồ không cần sốt ruột, tôi nghĩ tập đoàn đạt tài có lẽ đang chuẩn bị cho công tác giai đoạn đầu, tính cách Chủ tịch Thành không phải là người hai lời, nếu làm sẽ dốc toàn lực ra. Hẳn là tập đoàn đạt tài đang trong chủ bị kinh phí của giai đoạn đầu, điều động lực lượng kỹ thuật nòng cốt các nơi, chuẩn bị đợi thời cơ chín mùi. Liền ồ ạt tiến quân vào quận Hạ Mã, tranh thủ một khi xâm nhập, thì là một cục diện khí thế ngất trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời Hạ Tưởng nói ra rất hàm xúc, nhưng trọng điểm lại dừng trên thời cơ chín mùi. Hồ Tăng Chu cũng nhận thức rõ ràng, vấn đề nhân sự của quận Hạ Mã một ngày không xác thực, thì kinh phí tập đoàn đạt tài thêm một ngày không đưa ra. Ông cũng là người chìm nổi trong quan trường vài chục năm, lẽ ra không nên thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên trăm cay nghìn đắng rốt cục có thể thúc đẩy thành lập quận Hạ Mã, mà quận Hạ Mã có được thành công hay không, liên quan đến con đường làm quan sau này của ông có được thông suốt hay không, sự tình liên quan đến tiền đồ bản thân, ai cũng không thể lơ là. Mà kinh phí của tập đoàn đạt tài lại chính là mấu chốt trong mấu chốt, Hồ Tăng Chu nhất thời nóng vội cũng không thể tránh được. May là vấn đề nhân sự của quận Hạ Mã, trong vòng một tuần có lẽ sẽ được hạ màn. Dù sao việc trong quan trường, nhất thiết là phải có một trình tự phải đi, trình tự nhất định phải đi đúng, nếu không bị người chỉ trách thì cũng phiền toái. Hồ Tăng Chu cũng biết chỗ lo lắng của Hạ Tưởng, liền vỗ vai Hạ Tưởng, kiên định mạnh mẽ nói. Không đề cập tới việc cậu thúc đẩy tạo ra bao nhiêu cống hiến cực lớn cho quận Hạ Mã, chỉ riêng việc cậu kéo kinh phí cho quận Hạ Mã, cùng với năng lực bản thân, cậu chính là người có 102 được tuyển chọn vào bí thư quận ủy quận Hạ Mã, không ai có thể chiếm đoạt vị trí của cậu. Có mặt bí thư Trần, có mặt tôi, thành phố Yến vẫn còn trong tầm khống chế. Dù có được lời hứa hẹn hai bên bí thư và thị trưởng, đổi người khác, có lẽ đã sớm vui mừng lộ rõ trên mặt, mặt ngoài Hạ Tưởng vô cùng cảm kích mà cảm ơn Hồ Tăng Chu, vừa ra khỏi cửa, hắn liền hơi hơi nhíu mày. Vì sao Trần Phong và Hồ Tăng Chu càng chắc, trong lòng hắn càng hoài nghi không yên. Hạ Tưởng lại đi tới văn phòng Lý Đinh Sơn trên lầu. Lý Đinh Sơn đang chú tâm phê duyệt tài liệu, vừa thấy Hạ Tưởng, lập tức đem công việc đặt qua một bên. Quan tâm hỏi han, thế nào, gặp qua bí thư Trần và thị trưởng Hồ rồi. Hạ Tưởng có thể thấy được sự thân thiết của Lý Đinh Sơn so với Trần Phong và Hồ Tăng Chu, bên trong càng nhiều thêm một phần thân tình, liền cảm kích gật đầu nói. Gặp rồi, cũng nói xong rồi, bí thư Trần và thị trưởng Hồ vẫn giữ vững lập trường không thay đổi. Lý Đinh Sơn cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, cũng như Hạ Tưởng, trước sau cứ cảm thấy trong lòng bất an, có lẽ là quá để ý lần thăng chức này của Hạ Tưởng, sợ rằng có chỗ nào sơ sẩy, dù sao vẫn muốn khống chế 100% tình hình trong phạm vi an toàn.
Sự tình trong quan trường, nào giờ chưa từng có bảo đảm 100%, mặc dù Lý Đinh Sơn cũng biết được điểm này, nhưng xuất phát từ sự trân trọng và quan tâm đối với Hạ Tưởng, lần thăng chức này của Hạ Tưởng, so với lần trước hắn đặc biệt cất nhắc còn khiến người ta lo lắng. Phó Tiên Phong chẳng những nắm quyền của Phó Bí Thư, hơn nữa còn là người phát ngôn của Phó Gia, phía sau thì có thế lực khổng lồ của gia tộc và là một người có hậu thuẫn hết sức quan trọng ảnh hưởng mạnh mẽ. Chuyện trên chính trị, cũng không phải là nói không có hành động không biết lượng sức, đổi người khác, Lý Đinh Sơn có lẽ sẽ nghĩ rằng hành động này của Phó Tiên Phong là càn quấy, không có nhiều lo lắng, nhưng vì thân phận Phó Tiên Phong rất đặc thù, ông trước sau khó mà loại bỏ. Bởi vì cho tới nay, ông đều đang âm thầm quan sát Phó Tiên Phong, đối với vị thái tử đảng này rút ra kết luận là, làm việc khiêm tốn, lòng dạ sâu sắc, hiểu được đạo lý cân bằng, cũng có đủ sự kiên trì, là một đối thủ đáng sợ. Chính vì vậy, Lý Đinh Sơn mới không dám đối với sự đề cử của Phó Tiên Phong xem như là một sự phá rối vô nghĩa, mà một lòng nhận định Phó Tiên Phong chính là muốn nắm bắt ngai vàng bí thư quận ủy. Lý Đinh Sơn trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, nói. Một tiếc nuối chính là, ân tình lão sử đã dùng hết, nếu không thật có xuất hiện tình huống gì không thể đoán trước, lão sử ra tay nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Lúc này thành phố Yến do tôi chặt chẽ trông coi, cậu tốt nhất nên cùng Bí Thư Diệp, Chủ tịch tỉnh Phạm chào hỏi lần nữa. Nếu bọn họ không thay đổi lập trường ủng hộ đối với cậu, nhất định có thể bảo đảm tuyệt đối hoàn toàn không sơ sót. Hạ Tưởng ngầm hiểu mà gật gật đầu. Lại cùng Lý Đinh Sơn nói thêm một lát, mắt thấy đã tới giờ tan sở, Hạ Tưởng cũng không cần phải lại tới tỉnh ủy, liền đưa ra đề xuất mời Lý Đinh Sơn cùng ăn cơm. Lý Đinh Sơn cũng không khách khí với Hạ Tưởng, liền nhận lời. Suy nghĩ một chút, Lý Đinh Sơn lại đề nghị mời Phương Tiến Giang cùng đi, Hạ Tưởng đương nhiên vui lòng, liền tự mình đi lên lầu mời Phương Tiến Giang. Giữa Phương Tiến Giang và Hạ Tưởng cũng có chút ăn ý, cũng không do dự mà gật đầu. Ba người cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi tới dưới lầu, vừa hay trùng hợp thế nào gặp ngay Phó Tiên Phong và Đàm Long. Phó Tiên Phong ăn mặc giản dị, tinh thần không tệ, nét mặt tươi cười, vừa gặp Hạ Tưởng liền nhiệt tình chủ động nói. Đồng chí Hạ Tưởng, đã lâu không gặp, dạo này khỏe không? Xem ra tâm trạng của cậu không tệ lắm, thấy rõ công tác gần đây khá thuận lợi, ha ha. Đàm Long đứng bên cạnh Phó Tiên Phong, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, không chút để ý liếc nhìn Lý Đinh Sơn và Phương Tiến Giang một cái, hơi gật đầu. Hạ Tưởng cười nói, cảm ơn Bí Thư Phó đã nhớ tới, cũng tốt, tất cả đều tốt. Khí sắc Bí Thư Phó cũng không tồi, xem ra tâm trạng gần đây cũng rất tốt. Công việc thuận lợi, mọi chuyện như ý, tâm trạng tự nhiên tốt thôi. Phó Tiên Phong khi nói chuyện cũng khách khí gật đầu chào hỏi Lý Đinh Sơn và Phương Tiến Giang, lại hỏi. Thế nào, cùng với hai vị lãnh đạo đi ăn cơm? Đã đụng mặt nhau rồi, cũng không cần phải giấu giếm. Hạ Tưởng liền có sao nói vậy. Đã lâu không gặp trưởng ban thư ký và trưởng ban Phương, vừa đúng lúc từ thủ đô trở về, nên muốn cùng hai vị lãnh đạo tâm sự trò chuyện. Bí thư phó đang tính đi đâu, cũng là đi ăn cơm. Phó Tiên Phong khẽ gật đầu, nhìn Đàm Long liếc mắt một cái. Tôi và phó thị trưởng Đàm tới một quán cá nướng mới mở ăn thử, nghe nói rất ngon. Đàm Long nói tiếp nói. Đúng thế, do Chiến Mặc giới thiệu, anh ta đi lấy xe, sao còn chưa đến? Còn chưa dứt lời, chiếc Audi chở khách liền đậu trước cửa. Sau đó một người đàn ông trung niên mặt trắng mắt tròn xuống xe. Vầng trán y có sự điềm đạm, nhưng hai mắt có thần, làm cho người ta cảm giác được khí khái hào hùng. Tổng thể mà nói là một người cử chỉ trầm ổn rất có tướng quan. Hạ Tưởng không nghĩ tới, hắn mới quay về thành phố Yến, liền cùng Bạch Chiến Mặc tiếp xúc ngay mặt lần đầu tiên. Bạch Chiến Mặc đầu tiên là khách khí chào hỏi Phương Tiến Giang và Lý Đinh Sơn, sau đó vẻ mặt như cười như không, nhìn đánh giá Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng cũng dường như không có gì nhìn Bạch Chiến Mặc một cái. Liền gật đầu với y, xem như ra hiệu. Phó Tiên Phong đợi ánh mắt hai người giao lưu xong, mới làm bộ nhớ ra, nói. Quên giới thiệu các anh, Chiến Mặc, vị này chính là đồng chí Hạ Tưởng mà tôi thường nhắc tới với anh, đồng chí Hạ Tưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhiều chỗ anh phải học tập từ anh ta. Theo sau lại hướng về Hạ Tưởng nói. Đồng chí Hạ Tưởng, vị này chính là đồng chí Bạch Chiến Mặc của văn phòng thông tin. Đồng chí Bạch Chiến Mặc là một trong số ít cán bộ có bằng cấp cao, anh ta có tư tưởng, có học thức, là cán bộ tốt tận tụy với công việc.
Phó Tiên Phong đối với hai người Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc khen ngợi vài câu, tính toán thật chu toàn. Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc gần như đồng thời giơ tay ra, hai tay hai người nắm chặt nhau, cùng đồng thanh nói. Hân hạnh, hân hạnh. Hạ Tưởng cảm nhận được trong tay Bạch Chiến Mặc truyền đến sức lực mạnh mẽ, nghĩ thầm rằng nhìn bề ngoài Bạch Chiến Mặc không phải loại mạnh mẽ có sức lực như Khổng Vũ, nhưng sức lực trên tay y không chứng minh là một người cực có dục vọng quyền lực, liền nói lại một câu. Nghe nói trưởng phòng Bạch kinh nghiệm phong phú, vừa tham gia xây dựng công trình trọng đại, lại có trình độ chuyên môn trong công tác ủy ban trung ương, là một cán bộ kỹ thuật toàn diện hiếm thấy, hiếm có hiếm có. Ấn tượng đầu tiên của Bạch Chiến Mặc đối với Hạ Tưởng là, mềm mỏng nhưng không mềm yếu, nói chuyện biết tiến biết lùi, cử chỉ có lễ độ, trong sự vững vàng để lộ sự ôn hòa và bình tĩnh, tạo cho người khác có cảm giác như gió mùa xuân, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Bình thường thì chìm nổi trong quan trường mười mấy năm trở lên, có đủ sự từng trải và kinh nghiệm, mới có thể trong sự bình tĩnh ung dung, cho người ta cảm giác thoải mái tự nhiên. Hạ Tưởng mới 28 tuổi, sao lại cho y một cảm giác đầy lắng đọng nặng nề. Bạch Chiến Mặc tin rằng cảm giác của y là thật, y năm nay 33 tuổi, tuy không hơn Hạ Tưởng là bao, nhưng tự nhận thấy kinh nghiệm từng trải phức tạp hơn nhiều so với Hạ Tưởng. Từ tầng lớp thấp nhất là công nhân và nhân viên kỹ thuật, tới cán bộ cơ sở, và quan lớn các bộ và ủy ban trung ương quốc gia, y tiếp xúc qua đủ loại nhân vật, tự cho là có mắt nhìn người vô cùng chính xác. Hôm nay vừa gặp Hạ Tưởng, khiến y cảm thấy nghi ngờ đối với cách nhìn của mình, bởi vì y có chút không nhìn thấu Hạ Tưởng. Bạch Chiến Mặc nghe xong lời khách sáo của Hạ Tưởng, biết hắn đã biết rõ lai lịch của mình, liền cười nói. So ra thì, vẫn là trưởng phòng Hạ hiểu biết rộng rãi hơn so với tôi. Từ huyện bá đến tổ cải tạo thôn nội đô, rồi đến huyện an, rồi đến tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp hiện nay, cho dù là đi đến đâu, trưởng phòng Hạ đều tạo ra thành tích khiến người khác hâm mộ. Tôi không thể không nói, anh là một trong cán bộ cao thế hệ trẻ mà tôi từng gặp, là có năng lực nhất. Hai người ca ngợi lẫn nhau vài câu, nhưng trong lòng đều biết rõ, chỉ sợ ở trong mắt đối phương, thành tích của mình càng xuất sắc, uy hiếp càng lớn, lại càng khiến cho trong lòng người ta không thoải mái. Đàm Long giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói. Thời gian không còn sớm, nếu không chúng tôi đi trước. Phó Tiên Phong thấy so tài xong, cũng nói. Được, chúng tôi không quấy rầy trưởng ban Phương và trưởng ban thư ký dùng cơm, có thời gian trò chuyện tiếp. Đàm Long nói một câu đầy thâm ý. Đồng chí Hạ Tưởng, phải mời hai vị lãnh đạo ăn ngon vào, vừa thoải mái mà ăn, vừa yên tâm mà ăn, không dễ đâu. Lý Đinh Sơn đáp lại một câu. Tôi và trưởng ban Phương yêu cầu đơn giản, không bới móc, lại cùng Tiểu Hạ không phải là người ngoài, ăn cơm chỉ là thứ yếu, chủ yếu là cùng ngồi trò chuyện với nhau. Phó Tiên Phong cười ha hả. Là nên trò chuyện thôi. Phương Tiến Giang nghe ra lời nói sắc bén đối chọi gay gắt với nhau trong ngôn ngữ, thản nhiên cười, nói. Đói rồi, đi ăn cơm, đừng đứng ở cửa nói chuyện, chỉ nói thôi không giải quyết được vấn đề ấm no. Phải xem hành động thực tế mới biết được. Lời nói Phương Tiến Giang, càng thâm sâu hơn. Mấy người vừa gặp mặt, tuy rằng không đề cập đến vấn đề quận Hạ Mã, nhưng trên thực tế vẫn là xoay quanh vấn đề nhân sự quận Hạ Mã, giao thủ mấy chiêu. Trong lúc ăn cơm với Lý Đinh Sơn, Phương Tiến Giang, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Phương Tiến Giang đối với việc hội nghị thường vụ thông qua bổ nhiệm Hạ Tưởng, vô cùng lạc quan, cho rằng Phó Tiên Phong không thể dấy lên sóng gió gì. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn cũng không nói gì thêm, sau khi ăn xong mạnh ai về nhà nấy. Lam Miệt Từ sau khi Hạ Tưởng đi vẫn ở tại Tào Gia. Vào thời điểm Hạ Tưởng về đến nhà, người đầu tiên nhìn thấy là Lam Miệt. Buổi tối đầu mùa hè, không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa phải, Lam Miệt mặc một chiếc áo sơ mi cỡ lớn, có thể nhìn rõ thân trên trống rỗng, thân dưới chỉ mặc quần lót, lộ ra cặp đùi trắng. Hạ Tưởng vừa vào cửa là thấy ngay cách ăn mặc cực kỳ quyến rũ của Lam Miệt, khó tránh khỏi nhìn thêm vài lần, Lam Miệt bất mãn nói. Nhìn cái gì nhìn, đi mà nhìn cô bé Lê nhà anh. Tôi là bạn gái Phương Cách, anh dám nhìn bậy, đúng là không có đạo đức. Hạ Tưởng vừa tức vừa cười. Cô ở nhà của tôi ăn mặc mát mẻ vậy, còn trách tôi nhìn. Cô lại đi qua đi lại ở trước mặt tôi không nhìn cũng phải nhìn. Cô còn trách tôi, đúng là không có đạo lý. Tào Thù Lê mang cái bụng bầu từ trong phòng đi ra, vẻ mặt điềm tĩnh tươi cười. Lam Miệt cô đừng mắng anh ấy đã vất vả suốt chặng đường, hãy để anh ấy sớm tắm rửa nghỉ ngơi,
chắc là ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hạ Tưởng liền chỉ dạy Lam Nguyệt. Nhìn thấy chưa, phải làm hiền thê lương mẫu, nên học tập từ cô bé Lê. Đối với đàn ông, không nên quá hung hăng, nếu không sớm muộn gì đàn ông cũng sẽ chạy hết. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, về sau đối với phương cách, không nên hễ tí là giơ gậy đánh, phải tùy thời điểm thích hợp mà giơ cao đánh khẽ. Đa tạ chỉ giáo, tôi xin ghi nhớ. Lam Nguyệt lại đổi một diện mạo dịu dàng hiền hòa, đưa tay phụ giúp Hạ Tưởng cầm giữ hành lý, lại giúp hắn cởi áo khoác. Lãnh đạo dọc đường đã mệt nhọc nhiều rồi, để tôi giúp anh tắm rửa, được không? Tào Thù Lê ở một bên cười không ngừng, không nói lời nào. Hạ Tưởng bị Lam Nguyệt trêu. Đàn ông sao có thể sợ một cô gái? Hắn liền một bên cởi quần áo một bên nói. Đúng lúc sẵn cô massage giúp tôi, cho đỡ mệt. Lam Nguyệt bị dọa, liền xoay người bỏ chạy. Tôi hầu hạ Thù Lê nhà anh còn chưa đủ, lại hầu hạ thêm anh, tôi cũng không phải là người hầu nhà các anh. Lam Nguyệt trốn lên trên lầu, Hạ Tưởng liền nói những việc đã trải qua ở thủ đô với Tào Thù Lê. Nhìn cô bé ngày xưa đáng yêu động lòng người, thân thể nặng nề, có chút béo ra, Hạ Tưởng không khỏi xúc cảm, ôm chặt cô vào trong lòng, nói. Phụ nữ sinh con thật là vất vả, vác cái bụng mấy tháng trời, thật mệt thân. Cô bé không hề có thái độ tranh công, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng cao ngất, nói. Kỳ thật đã quen rồi cũng tốt, khi anh cảm thấy trong cơ thể đang mang một sinh linh nhỏ bé, thì tất cả mệt nhọc đều biến thành hạnh phúc. Đột nhiên sửng sốt kêu lên một tiếng. Lại đá em, thật là hư quá đi, giống anh thích giày vò người khác, nhất định là một đứa con trai. Thật sự thích con trai đến vậy sao? Hạ Tưởng nhìn trên mặt tràn đầy hào quang hạnh phúc của cô bé. Có một loại vinh quang của người mẹ lóe qua, nghĩ thầm rằng tất cả phụ nữ đều có bản năng làm mẹ, mà bản năng làm mẹ rất là vĩ đại, có khi sẽ chiến thắng rất nhiều dục vọng, chả trách thế gian đều nói tình thương của mẹ là vĩ đại nhất, vì con cái, rất nhiều người mẹ sẵn sàng hy sinh chính mình, cũng chỉ muốn bảo toàn đứa con. Chính bởi vì tình thương vĩ đại của người mẹ, loài người mới không ngừng sinh sôi. Đàn ông đều thích con trai, anh thích cho nên em cũng thích con trai. Mẹ anh cũng rất thích cháu trai, nếu em sinh con gái, bà khẳng định sẽ thất vọng. Cô bé trên mặt có một chút thản nhiên mất mát. Liên tỷ có thể sinh con trai, em cũng có thể. Hạ Tưởng có thể hoàn toàn lý giải tâm tư trong lòng cô, liền hôn một cái lên trên mặt cô bé, nói. Con trai cũng tốt, con gái cũng tốt, đều là bảo bối của chúng ta, cha mẹ cũng sẽ thích, mấu chốt là, anh thích là được, đúng không? Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta không thể quyết định sinh trai hay gái, nhưng chúng ta có thể quyết định chính là, yêu thương đứa bé thật nhiều. Nhưng cô bé vẫn không động lòng. Em vẫn muốn sinh con trai. Hạ Tưởng tức cười. Nhưng mà cái gì, em muốn sinh con trai thì sinh con trai, muốn sinh con gái thì sinh con gái, nói cho em biết, mấu chốt quyết định sinh trai hay gái nằm trên người đàn ông. Vẻ mặt cô bé uất ức nói. Ý nói là, sinh con trai là công lao của anh. Sinh con gái cũng là trách nhiệm của anh, không liên can gì tới em. Hạ Tưởng thấy cô nghĩ thông suốt, liền mỉm cười. Đúng, đúng, em hiểu được là tốt rồi. Nhưng em vẫn muốn sinh con trai. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng đi làm từ sớm, đầu tiên hoàn thành công việc còn dang dở. Sau khi chuyển giao thủ tục, thì gọi điện thoại cho Ma Thu, nói là muốn báo cáo công tác với Bí Thư Diệp. Toàn bộ trụ sở tỉnh ủy. Cũng chỉ có một cán bộ cấp cục dám trực tiếp đòi báo cáo công tác với Bí Thư tỉnh ủy. Đó chính là Hạ Tưởng. Việc người khác có thể rời lại sau, việc của Hạ Tưởng thì không thể chậm trễ dù chỉ một phút. Ma Thu lập tức chuyển lời cho Diệp Thạch Sinh, quả nhiên giống với suy nghĩ của Ma Thu, Bí Thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh lập tức gật đầu đồng ý yêu cầu báo cáo công tác của trưởng phòng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chỉ chào hỏi với mọi người trong tổ lãnh đạo, liền vội vàng đi thẳng tới văn phòng của Bí Thư tỉnh ủy. Tới văn phòng Bí Thư, Diệp Thạch Sinh đối với việc Hạ Tưởng xuất hiện lần nữa trong văn phòng ông, cũng biểu lộ ra sắc mặt vui vẻ, còn gật đầu với Hạ Tưởng, xúc động nói. Thời gian qua thật nhanh, thoáng cái đã qua 3 tháng. Tiểu Hạ, thời gian ở thủ đô đã rất có thu hoạch phải không? Hạ Tưởng cũng biểu hiện ra vẻ mặt phấn khởi thích hợp, vừa đúng nói. Thu hoạch không ít, xúc cảm cũng không ít, tuy nhiên vẫn là quay về tới tỉnh Yến có cảm giác thân thiết hơn. Nhất là lại được đứng ở trước mặt Bí Thư Diệp, trong lòng cảm giác đặc biệt kiên định, đặc biệt an tâm. Diệp Thạch Sinh tươi cười hớn hở nói.
ngồi, ngồi đi rồi nói. Sau đó lại rút ra một điếu thuốc, tự mình mồi thuốc, nói. Hạ Tưởng, trước đó tôi có gặp Đạt Tài, chúng tôi nói không ít chuyện, cũng đàm luận một chút về triển vọng của quận Hạ Mã, quan điểm của tôi và Đạt Tài đều như nhau, chính là quận Hạ Mã phải có một người dám làm có tinh thần khai sáng chủ trì công tác toàn diện, mới có thể đem các hạng mục chính sách ưu đãi đưa vào đúng chỗ, mới có thể thiết thực bảo hộ ích lợi của nhà đầu tư, mới có thể đi sâu vào thực hiện chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Nói xong, Diệp Thạch Sinh ánh mắt có ý nghĩa sâu sắc nhìn Hạ Tưởng một cái, còn nói. Đạt Tài đánh giá cậu rất cao, mặc dù theo tôi thấy có chút khoe khoang khoác lác, nhưng không thể không nói, cậu quả thật có ánh mắt nhạy bén về phương diện kinh doanh, về ý tưởng phát triển tập đoàn Đạt Tài và viễn cảnh quy hoạch, rất nhiều chỗ tình cờ trùng hợp với Đạt Tài, cho nên mới khiến ông ta xem trọng cậu hơn. Tuy nhiên, Diệp Thạch Sinh đột nhiên tăng thêm giọng điệu. Hạ Tưởng vốn đã ngồi xuống, nghe được giọng điệu của Diệp Thạch Sinh có thay đổi, liền cung kính đứng lên, nói. Xin bí thư Diệp chỉ dạy. Chương 526, tình hình không ổn. Chính trị là chính trị, kinh doanh là kinh doanh, không thể nhập lại làm một mà nói. Đạt Tài tán thưởng chỉ là khả năng kinh doanh của cậu, cho rằng ý tưởng của cậu có thể mang đến lợi ích cho tập đoàn Đạt Tài. Nhưng nếu cậu chủ trì toàn diện công tác quận Hạ Mã, dưới, cậu sẽ chịu trách nhiệm đối với nhân dân toàn quận, chịu trách nhiệm đối với tất cả nhà đầu tư tại quận Hạ Mã, trên. Cậu sẽ chịu trách nhiệm đối với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, chịu trách nhiệm đối với ủy ban nhân dân tỉnh, mà không phải chỉ có một tập đoàn Đạt Tài riêng lẻ. Hạ Tưởng hiểu được Diệp Thạch Sinh muốn nói gì, vẻ mặt vội kiên định nói. Xin bí thư Diệp yên tâm, thời gian tôi ở huyện An phụ trách việc kêu gọi đầu tư, một nguyên tắc cơ bản chính là, chú trọng chính sách nhưng không chú trọng thị trường. Có vài xí nghiệp có thể ủng hộ và chiếu cố trên chính sách, bởi vì bọn họ san sẻ cùng chính phủ. Về lý nên nhận được ưu đãi thích đáng, nhưng điều kiện ưu đãi đến chính sách là hết, quyết không thể dùng quyền lực can thiệp thị trường, nếu không thì trở thành giao dịch giữa quyền và tiền. Tập đoàn Đạt Tài quyết định đầu tư lớn 10 tỷ vào quận Hạ Mã, là ủng hộ mạnh mẽ đối với chính sách tỉnh Yến điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, là hưởng ứng tích cực với việc thành phố Yến xây dựng thêm quận Hạ Mã, là hành động thực tế đối với việc xây dựng của quận Hạ Mã, cho nên quận Hạ Mã trên chính sách cấp đất, thu thuế cần phải đưa ra một loạt chính sách ưu đãi. Nhưng trên thị trường tiêu thụ cùng với sự phát triển tiếp sau, vẫn đối xử như nhau. Nhưng tôi tin tưởng, với thực lực và năng lực thích ứng thị trường của tập đoàn Đạt Tài, quận Hạ Mã sẽ là nơi mà bọn họ triển khai kế hoạch lớn. Hạ Tưởng cũng biết rõ Diệp Thạch Sinh cố ý nói chuyện tập đoàn Đạt Tài, cũng là không muốn khiến cho người ta nghi ngờ vô căn cứ rằng giữa bí thư tỉnh ủy và tập đoàn Đạt Tài có quan hệ gì đó không thể cho ai biết. Tính của Diệp Thạch Sinh rất là coi trọng danh dự. Đặc biệt là rất quan tâm về danh tiếng, ông và Thành Đạt Tài có quan hệ mật thiết, nhưng trong tỉnh Yến không có mấy người biết đến. Câu trả lời của Hạ Tưởng nói thay cho lập trường của hắn, lại khẳng định thực lực của tập đoàn Đạt Tài. Diệp Thạch Sinh đối với câu trả lời của Hạ Tưởng vô cùng hài lòng, vốn ý của ông cũng là như thế, tập đoàn Đạt Tài bỏ vốn 10 tỷ đầu tư xây dựng quận Hạ Mã, là có sự ủng hộ và chiếu cố trên chính sách, cũng không có người nào nói ra nói vào. Nhưng mà sau đó nếu Hạ Tưởng có ý thiên vị tập đoàn Đạt Tài, vận dụng quyền lực trong tay làm ảnh hưởng thị trường lại có khuynh hướng thiên về tập đoàn Đạt Tài, thì sẽ dễ dàng dẫn tới chỉ trích. Ông vừa không muốn tự rước họa vào thân, cũng không muốn Hạ Tưởng vì vậy mà mất điểm, nên cố ý thận trọng nhắc nhở Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy thời cơ chín mùi, nên nói ra lo lắng của hắn. Chắc hẳn bí thư Diệp cũng nghe được xu hướng mới của thành phố Yến. Phó bí thư thành ủy Phó Tiên Phong để bạt Bạch Chiến Mặc vào chức bí thư quận ủy quận Hạ Mã. Diệp Thạch Sinh không để tâm phất tay qua một cái. Có nghe, cứ cho ông ta quậy, không có hại gì. Cậu cứ yên tâm hoàn thành công tác còn giang dở trong tay, còn những việc khác không cần phải lo, Trần Phong và Hồ Tăng Chu đều đã gật đầu chuyện này, còn có thể xảy ra sai sót gì. Một chữ quậy, đã hoàn toàn biểu lộ thái độ không đồng ý của Diệp Thạch Sinh, ông và Trần Phong có cái nhìn giống nhau. Đều phớt lờ không thèm để ý đối với hành động của Phó Tiên Phong, không hề để trong lòng. Cũng phải thôi, họ đều là người đứng đầu, nắm quyền lớn trong tay, cho rằng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, tất nhiên bình tĩnh trong lòng. Hạ Tưởng không tiện nói thêm gì nữa, lời bí thư tỉnh ủy đều đã nói tới mức này, hắn còn có thể không biết điều mà nói nào là Phó Tiên Phong hẳn là có chuẩn bị ở sau, phải đề phòng chuyện có thể xảy ra. Còn nói nữa, chính là coi thường uy quyền của bí thư tỉnh ủy.
Trở lại văn phòng của mình, Hạ Tưởng ngồi xuống suy nghĩ sự tình hết nửa ngày. Giữa trưa ăn trưa cùng đồng sự của tổ lãnh đạo, sau khi ăn xong, Hạ Tưởng cố ý kêu Cổ Ngọc qua, hỏi thăm tình hình gần đây của lão Cổ. Ông nội đang ở thành phố Yến, ông kêu anh có rảnh thì qua thăm ông vẫn còn ở trung tâm an dưỡng. Cổ Ngọc cười ha hả nói, sau đó lại nhỏ giọng nói. Lần đầu tiên thấy anh có bộ dáng hơi ưu sầu, nhìn qua thì có chút hương vị khan khác. Hạ Tưởng quả thật hơi có chút lo lắng, chủ yếu cũng là sự tình liên quan đến tiền đồ bản thân, còn là một bước cực kỳ quan trọng. Nói không lo lắng đó chính là gạt người. Hơn nữa lúc trước đã làm rất nhiều việc, lúc này lại bị người khác tới hái quả, quả thật khiến cho người ta nghẹn khuất. Tuy nhiên nghe xong lời Cổ Ngọc nói, hắn lại mỉm cười. Tôi không phải ưu sầu, mà là đang tiến sâu vào suy xét. Được rồi, lão Cổ đến đây là chuyện tốt, qua vài ngày tôi sẽ đến thăm hỏi ông. Ông nội còn nói, đừng quên đưa Tống Nhất Phàm theo, ông rất yêu thích cô bé đó. Cổ Ngọc không quên nhắc nhở một câu, sau đó lại giả vờ giả vịt an ủi Hạ Tưởng vài câu. Vui vẻ một chút, nghĩ thoáng ra một chút, nếu chẳng may làm không được bí thư quận ủy, thì dứt khoát rời khỏi quan trường, chuyển qua kinh doanh với tôi, cũng có thể sống tốt mà. Hạ Tưởng tức giận nói, tôi muốn kiếm tiền thì thiếu gì cách, không cần phải làm cùng cô. Cổ Ngọc rộng lượng hiếm có không hề phản bác Hạ Tưởng, khoát tay, cười ha hả đi mất. Hạ Tưởng nghĩ qua đủ loại khả năng, suy đoán Phó Tiên Phong rốt cuộc có chuẩn bị gì ở sau, thế mà lại thiếu sót quên mất một điều rất rõ rệt cũng là rất dễ dàng bị người khác công kích, chính là quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạm. Phần lớn cũng là gần đây nhất của hắn nhiều việc, ở chung quá thoải mái tùy ý với Liên Nhược Hạm tại thủ đô, khiến hắn coi nhẹ hắn có một sự uy hiếp to lớn, chính là sự phẫn nộ của Ngô gia. Giữa tháng 7, thành phố Yến tổ chức một hội nghị thường vụ quan trọng, chính thức thảo luận vấn đề nhân sự của quận Hạ Mã. Trên cuộc họp hội ý bí thư trước đó, Phó Tiên Phong vẫn khăng khăng, vẫn đề cử Bạch Chiến Mặc làm bí thư quận ủy, Hồ Tăng Chu phản đối, Phương Tiến Giang phản đối, Trần Phong sau cùng xuất phát từ đại cục mà suy xét, đồng ý đệ trình lên hội nghị thường vụ quyết định. Hội nghị thường vụ do Trần Phong chủ trì tổ chức. Đầu tiên là Trần Phong tổng kết tình hình các hạng mục công tác của quận Hạ Mã trước đây, đối với Cao Hải biểu hiện trong công tác chủ trì quận Hạ Mã được khẳng định và được biểu dương, cuối cùng chuyển đề tài, nói. Từ các hạng mục công tác chứng thực cụ thể, Ủy ban Nhân dân quận ủy quận Hạ Mã thành lập, vô cùng cấp bách, vì vậy, đề tài chủ yếu hôm nay chính là thảo luận về việc cấu thành nhân viên quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận Hạ Mã. Sau đây, đồng chí Tiến Giang tuyên bố danh sách người được đề cử ở quận Hạ Mã. Đồng thời đệ trình hội nghị thường vụ tiến hành biểu quyết. Trên thực tế ở mấy hội nghị thường vụ trước, đã tiến hành rất nhiều lần thảo luận liên quan đến vấn đề chọn người, trên cơ bản đã quyết định xong trừ người được đề cử của bí thư và chủ tịch quận, hôm nay chẳng qua là làm cho có lệ, trong lòng mọi người đều rõ, hôm nay trọng điểm dừng trên người được bí thư và chủ tịch quận đề cử. Phương Tiến Giang tiếp lấy đề tài, nói. Các đồng chí, trải qua mấy lần đề cử và thảo luận trước, trên cơ bản có thể xác định được ứng cử viên của quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận Hạ Mã là, đề cử đồng chí Khang Thiếu Diệp là phó bí thư chuyên trách, đề cử đồng chí Trần Thiên Vũ là phó chủ tịch thường trực quận, đề cử đồng chí Lý Ứng Dũng là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, đề cử đồng chí Mộ Duẫn Sơn là trưởng ban tổ chức cán bộ, đề cử đồng chí Đằng Phi là trưởng ban tuyên giáo, đề cử đồng chí Biện Tú Linh là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, đề cử đồng chí Phó Hiểu Bân là chánh văn phòng quận ủy. Đề cử đồng chí Kỳ Thắng Dũng là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, đề cử đồng chí Tạ Thanh Nguyên là Phó Chủ tịch quận, đề cử đồng chí Hoàng Kiến Quân là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Cục Công an, đề cử đồng chí Quan Khải Minh là Chính Ủy ban Chỉ huy quân sự. Một hơi nói xong tên 11 người có trong danh sách, Phương Tiến Giang không chút hoang mang uống một ngụm trà, lại nói tiếp. Tất cả mọi người đã xem qua lý lịch những đồng chí nêu trên. Kinh nghiệm công tác và năng lực của họ đều không có vấn đề, các vị ủy viên thường vụ có ý kiến gì cứ đề ra, trước tiên là để chứng thực sau khi bổ nhiệm các đồng chí nói trên, kế tiếp là thảo luận về ứng cử viên bí thư và chủ tịch quận. 11 người nói trên là kết quả của đủ loại thế lực các nơi mặc cả và thỏa hiệp, Trần Phong và Hồ Tăng Chu cũng không hề tham gia gì nhiều, vốn Trần Phong còn muốn sắp xếp người mình vào đó, nhưng một là không có người thích hợp, hai là vì có chút quan hệ phải suy xét, nên đành nhượng bộ. Hồ Tăng Chu cũng như thế, ông chỉ đề cử ứng cử viên chủ tịch quận, những ứng cử viên khác hoặc là do ủy viên thường vụ khác an bài,
chẳng hạn như Trần Thiên Vũ là người của Hà Giang Hoa, hoặc là do tỉnh Lý an bài, chẳng hạn như Biện Tú Linh là người của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hình Đoan Đài, thậm chí còn có người của thủ đô được thả qua đây, chẳng hạn như Tạ Thanh Nguyên, v.v., tóm lại không ai không có lai lịch. Ngay đến vị trí của 11 ủy viên thường vụ kể trên, cũng là kết quả của sự thỏa hiệp và cân bằng sau mấy tháng tranh cãi và tranh đoạt. Bất cứ chính sách nào được công khai ra đều vô cùng gian nan khó khăn, bất cứ sự bổ nhiệm cán bộ gì, đều phải trải qua một trận tranh đấu gay gắt. Trải qua mấy tháng thảo luận và tranh cãi, tất cả mọi người đã mỏi mệt, hơn nữa đối với lý lịch của 11 người kể trên đều gần như là thuộc nằm lòng. Hôm nay lại đem ra tiến hành thảo luận trên hội nghị thường vụ, trên thực tế chỉ là quá trình lướt qua, cũng không phải vấn đề chính của ngày hôm nay. Vì thế sau khi trải qua một loạt phát biểu không có gì mới, xem như thông qua việc chính thức bổ nhiệm 11 người kể trên. Tất cả mọi người đều biết rõ, trọng điểm rơi trên việc bổ nhiệm bí thư và chủ tịch quận. Phương Tiến Giang nhìn mọi người chung quanh một cái, tằng hắng một cái, nói. Trải qua ban tổ chức cán bộ khảo sát và xét duyệt, quyết định đề cử hai vị đồng chí Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc là ứng cử viên cho bí thư quận ủy, đề cử Chu Lập Ba là phó bí thư, ứng cử viên cho chủ tịch quận, bên dưới chính là đề cử của ba đồng chí nói trên, xin mời các vị ủy viên thường vụ phát biểu ý kiến. Tiếng nói Phương Tiến Giang vừa dứt, hội nghị thường vụ lập tức yên lặng hẳn. Bạch Chiến Mặc không ngờ được đề cử, tuy rằng đột ngột, nhưng tất cả mọi người đang ngồi đều là người có kinh nghiệm quan trường, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Trên chính trị nào giờ không hề thiếu ngựa đen và ngoài ý muốn, Bạch Chiến Mặc cuối cùng có trở thành một con ngựa đen không cũng chưa biết được. Tuy nhiên trong lòng mọi người đều biết rõ là, Hạ Tưởng là người được Bí Thư Trần và Thị trưởng Hồ nâng đỡ, cho dù Phó Tiên Phong có nâng đỡ Bạch Chiến Mặc, cũng không có khả năng cưỡng ép hội nghị thường vụ thông qua bổ nhiệm. Không đề cập tới Bí Thư Trần và Thị trưởng Hồ liên kết, người bình thường cũng không muốn công khai làm nghịch ý, chính là ủng hộ phe cánh của Hạ Tưởng, cũng chiếm hơn một nửa trên hội nghị thường vụ. Trần Phong một phiếu, Hồ Tăng Chu một phiếu, Lý Đinh Sơn một phiếu, Phương Tiến Giang một phiếu, Bạc Hậu Phát một phiếu, lại thêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tô Công Thần mới tới lúc trước khi chỗ đứng chưa vững, vẫn nửa tựa Trần Phong, cũng có một phiếu, tính hết thì có 6 phiếu. Trưởng ban tuyên giáo Hội Vĩnh Nghĩa vốn luôn không theo bên nào, nhưng đối với vấn đề quan trọng, y hay có khuynh hướng nghiêng về bí thư, hơn nữa lần này lại là bí thư và thị trưởng cùng liên kết, một phiếu của Hội Vĩnh Nghĩa cũng sẽ bầu cho Hạ Tưởng. Ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Yến hiện nay tổng cộng có 13 người, 7 phiếu, số phiếu đã hơn một nửa. Cho dù Phó Tiên Phong và Đàm Long muốn cố bảo vệ Bạch Chiến Mặc, đem 6 phiếu còn lại toàn bộ nắm trong tay, cũng là việc sắp thành lại thất bại. Hơn nữa trong mấy ủy viên thường vụ còn lại, ngoại trừ mấy phiếu của chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trần Ngọc Long, Phó Thị trưởng Hà Giang Hoa và Phân khu Tư lệnh Quân viên Vương Duyên Long, Bí thư quận ủy quận Thị Bắc Tôn Ái Dũng luôn đứng chính giữa, nhưng khi y đối mặt với lựa chọn giữa Trần Phong và Phó Tiên Phong, thì vẫn là thiên về hướng Trần Phong mà thỏa hiệp. Sẽ không ai khi mà có Trần Phong nâng đỡ phía sau Hạ Tưởng, mà công khai đối nghịch với người đứng đầu. Trừ phi cùng với Phó Tiên Phong có giao tình tốt và nhiều ích lợi, nếu không vào lúc lựa chọn mấu chốt, khẳng định sẽ nghiêng về người đứng đầu. Cho nên đối với hội nghị thường vụ hôm nay, mặc kệ là Trần Phong, Hồ Tăng Chu hay là Phương Tiến Giang, đều có một sự tự tin mọi thứ nắm vững trong tay, ngoại trừ Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn nhìn Lã Vọng Buông cần Phó Tiên Phong một cái, trong lòng cảm giác bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì vẻ mặt Phó Tiên Phong rất là trấn tĩnh. Thần sắc quá là thản nhiên, như thể là một tự tin nắm hết tất cả trong tay. Không biết vì sao, trực giác Lý Đinh Sơn cho rằng sau lưng Phó Tiên Phong nhìn như quá vội vàng đề cử Bạch Chiến Mặc, kỳ thật là đã có bố trí chủ tính một diệu kế khác. Hơn nữa nói không chừng là đã chuẩn bị từ thời gian rất lâu. Hồ Tăng Chu thấy mọi người cũng không chủ động lên tiếng, y liền cười hướng về Trần Phong gật đầu ra hiệu, đầu tiên là nói. Riêng cá nhân tôi thấy là, đồng chí Hạ Tưởng tác phong công tác vững chắc, trên cương vị công tác trước kia của anh ta, đều từng có đóng góp xuất sắc, đã từng được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố khen ngợi, là một đồng chí tốt có thể phó thác trọng trách. Tôi cho rằng, để cho anh ta làm bí thư quận ủy là thích hợp nhất. Mặt khác, đề cử đồng chí Chu Lập Ba, cũng phù hợp với trình tự tổ chức. Hồ Tăng Chu biểu lộ lập trường kiên định ủng hộ Hạ Tưởng. Lý Đinh Sơn cũng theo sau lên tiếng. Đồng chí Hạ Tưởng tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng kinh nghiệm phong phú, trình độ chuyên môn sâu, là cán bộ từ cơ sở từng bước một mà đi lên,
trước sau đảm nhiệm qua các chức vụ phó chủ tịch xã, phó chủ nhiệm tổ cải tạo thôn nội đô, phó chủ tịch huyện huyện An, phó chủ tịch thường trực huyện và ủy viên thường vụ huyện ủy huyện An, hiện đương nhiệm trưởng phòng tổ lãnh đạo tổng hợp một điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yên, cũng đại diện thay mặt phó tổ trưởng chủ trì công tác hàng ngày. 6 tháng đầu năm nay, vì thành tích công tác xuất sắc, cố ý được điều tạm đến Bộ Thương mại công tác 3 tháng, đã được Bộ trưởng Dịch Hướng Sư khen ngợi mạnh mẽ, tự mình viết bảng đánh giá gửi cho tỉnh ủy, khen ngợi đồng chí Hạ Tưởng là một người công tác tận tụy, là đồng chí tốt, cán bộ tốt có tài năng có kiến thức. Đồng thời, trong thời gian đồng chí Hạ Tưởng ở thủ đô, còn thuận lợi hoàn thành tốt nghiệp, đạt được văn bằng nghiên cứu sinh do giáo sư Cốc Nho đích thân trao tặng. Mọi người nghe xong, đều trong lòng cả kinh, nghĩ thầm rằng thủ đoạn Hạ Tưởng quá hay, chả trách chạy tới thủ đô mấy tháng, hóa ra điểm dừng chân là ở trên trình độ chuyên môn và văn bằng. Sau mấy tháng, trình độ chuyên môn cũng có, văn bằng cũng đạt được, vừa đúng lúc trở về bắt kịp sự bổ nhiệm nhân sự quan trọng, có thể dệt hoa trên gấm vẽ thêm vài nét cọ đẹp trên lý lịch. Thủ đoạn thông minh, hành động đẹp. Phó Tiên Phong khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm không dễ dàng phát hiện, y lơ đãng nhìn Đàm Long liếc mắt một cái, ánh mắt hai người nhanh chóng giao nhau một cái, sau đó lập tức tách rời. Lý Ninh Sơn tiếp tục hết lòng hết dạ tuyên dương sự tích của Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng thận trọng và tận tâm, trong lúc công tác ở tổ lãnh đạo, vì mạnh mẽ thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đã tạo ra thành tích thật lớn. Hắn chẳng những tự thể nghiệm, hết lòng hết sức cải cách thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, bôn ba khắp nơi, còn vì hai thành phố kêu gọi những vốn đầu tư lớn, đặt cơ sở cải cách hai thành phố. Dự án du lịch văn hóa thành phố Đan Thành, nhà máy rượu Tương Đài, cùng với tin tức vừa mới được biết là đã đạt được phê chuẩn của Bộ Đường sắt về tuyến đường sắt nối ra biển, tức là chắp cánh bay cao cho thành phố Đan Thành. Cô đắc của thành phố Bảo góp vốn với hạng mục năng lượng mặt trời, đầu tư bên ngoài tổng cộng 2 tỷ đô la Mỹ, đều là kết quả dưới sự chủ đạo và thúc đẩy mạnh mẽ của đồng chí Hạ Tưởng. Còn có nhà máy ô tô Vạn Lý, nhà máy linh kiện ô tô, v.v. đều có bóng dáng của đồng chí Hạ Tưởng. Có thể nói, đồng chí Hạ Tưởng là người thi hành mạnh mẽ chính sách kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yên, chính là nỗ lực cố gắng và ý đồ lĩnh hội tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh của hắn, mới thúc đẩy chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đạt được thành công mong muốn. Cũng chính vì thành công của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, thành phố Yên mới có được khả năng trở thành nhóm thành thị làm thí điểm thứ hai, cũng mới hoàn thành được sự khởi công xây dựng hệ thống nước và thành lập quận Hạ Mã. Lý Ninh Sơn ăn nói mạnh mẽ tổng kết lại. Cho nên tôi cho rằng, đồng chí Hạ Tưởng chẳng những là ứng cử viên thích hợp nhất đảm nhiệm chức vụ bí thư quận ủy quận Hạ Mã, cũng là ứng cử viên duy nhất. Lý Ninh Sơn nói xong, hội nghị thường vụ im lặng như tờ. Trần Phong rốt cục cũng phát hiện có chỗ không được bình thường, chính là hôm nay cho tới bây giờ, các ủy viên thường vụ vẫn chưa có một chút thanh âm phản đối, dường như tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Trầm mặc không có nghĩa là tán thành, trầm mặc cũng có hai khả năng. Một là ngầm thừa nhận bổ nhiệm Hạ Tưởng, hai là thời cơ chưa đến, một khi thời cơ đến, có thể sẽ đột nhiên lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Trần Phong không phải là người không có đầu óc chính trị, ông nhạy bén nhận thức được, sự trầm mặc hôm nay, tuyệt đối sẽ không phải là tình hình đầu tiên. Đại khái có nửa phút vắng lặng, trong ấn tượng của Trần Phong, đây là tình huống chưa từng có, trên hội nghị thường vụ bình thường đều là các thể hiện gặp mặt và sôi nổi thảo luận, cho dù có một số việc điều động nội bộ. Trong cuộc họp đi qua cho có lệ, thì mọi người cũng sẽ nói một hai câu, để biểu hiện sự tồn tại và quyền uy của chính mình. Hôm nay đã nêu ra ba âm thanh tán thành, lại không hề có một thanh âm phản đối xuất hiện, trong lòng Trần Phong đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, ông theo bản năng mà nhìn Phó Tiên Phong liếc mắt một cái, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ Phó Tiên thật sự bỏ đi vốn ban đầu, vì một vị trí bí thư quận ủy quận Hạ Mã, dám liên kết ủy viên thường vụ khác, công khai khiêu chiến với quyền uy của nhân vật số một. Chẳng lẽ y không sợ nảy sinh ra hậu quả chính trị nghiêm trọng? Lại im lặng một lát, Bạc Hậu phát thấy tình thế hơi không ổn, liền chủ động lên tiếng nói. Vừa rồi phát biểu của trưởng ban Phương, thị trưởng Hồ và trưởng ban thư ký Lý, đều rất hay, đều nói đến điểm chính, năng lực đồng chí Hạ Tưởng mọi người đã rõ như ban ngày. Thành phố Yên có thể trở thành nhóm thành thị được làm thí điểm thứ hai, có thể thúc đẩy thành lập quận mới, bên trong cũng có công lao của đồng chí Hạ Tưởng. Không thể phủ nhận chính là, quận Hạ Mã nếu được đồng chí Hạ Tưởng chủ trì toàn diện công tác, sẽ có hiệu quả hơn trong việc xây dựng quận mới, có lợi cho công tác triển khai thu hút đầu tư,
có lợi cho quận Hạ Mã đạt được chính sách lớn hơn và việc nâng đỡ tài chính của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Bởi vậy tôi cũng cho rằng, đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã, là vô cùng thích hợp. Trần Phong thấy trước sau có Phương Tiến Giang, Hồ Tăng Chu, Lý Đình Sơn và Bạc Hậu Phát lần lượt lên tiếng ủng hộ Hạ Tưởng, ngoại trừ phát biểu của Bạc Hậu Phát có vẻ hơi yếu thế một chút, ba người khác đều là nhân vật có ảnh hưởng trong ủy viên thường vụ. Nếu lại do ông xác định quan điểm chủ yếu được liên kết giữa bí thư và thị trường, thì không sợ Phó Tiên Phong âm thầm gây ra thủ đoạn gì nữa. Trần Phong tự tin rằng quyền uy của ông trong thành phố Yến không người nào có thể làm dao động, mà Phó Tiên Phong cũng không chắc là thật sự sẽ chịu bỏ hết vốn liếng cổ động ủy viên thường vụ khác liên hợp làm khó dễ. Ông liền quyết định, ông lập tức cho thấy lập trường của mình là nhân vật số một đối với việc này, tỏ thái độ kiên định để gây ảnh hưởng vào ủy viên thường vụ chưa quyết định khác. Chương 527, thủ đoạn của Phó Tiên Phong. Cho dù Phó Tiên Phong chịu dùng hết tâm sức mà đưa Bạch Chiến Mặc lên vị trí đó, y có thể hứa cho ủy viên thường vụ khác ưu đãi gì? Ủy viên thường vụ đang ngồi cũng không phải là kẻ ngốc làm chính trị, không có đủ lợi ích và lợi thế, ai tự nguyện mạo hiểm đắc tội nhân vật số 1, không, là liên hợp nhân vật số 1 và nhân vật số 2. Đắc tội bí thư và thị trưởng, thì công tác về sau sao mở rộng phát triển được nữa? Trần Phong tin rằng mọi người có thể phân rõ nặng nhẹ, hơn nữa ông không cho rằng Phó Tiên Phong chỉ vì một vị trí bí thư quận ủy mà đặt cược hết vào đó đổi lại sự ủng hộ của mọi người, bởi vì làm vậy hại nhiều hơn lợi. Chính trị vốn là sự trao đổi quyền lợi, phải chú trọng sự cân bằng, cũng phải chú trọng sự cân đối, càng phải tính toán chi ly được mất và suy tính phân chia ích lợi, nếu chi nhiều hơn thu, không ai sẽ dùng tình cảm để gây tổn hại ích lợi. Cho nên dù là chính trị trong nước hay là chính trị quốc tế, nào giờ đều là phát ngôn kiểu bốn bể sóng yên biển lặng, bố cục không chút hoang mang lo lắng, rất ít hoặc là có thể nói là chưa từng có tranh chấp gì. Tinh khí không ổn, xảy ra tranh chấp, tất có tổn hại. Trần Phong đúng là dựa vào những căn cứ trên đưa ra phán đoán, ông mới kết luận Phó Tiên Phong cho dù sẽ có hành động sau hậu đài, nhưng chỉ là động tác nhỏ, không thể tạo ra hành động gì to tát. Một vị trí bí thư quận ủy quận Hạ Mã, trong mắt Phó gia không là gì cả, không đáng ra tay. Trần Phong liền không vội vàng không hấp tấp nói. Đồng chí Hạ Tưởng là do tôi cưỡng chế điều động từ huyện bá về thành phố Yến, mỗi một bước trưởng thành của cậu ta, tôi đều nhìn thấy trong mắt, bước chân rất vững vàng, tác phong rất vững chắc, bất kể là tổ cải tạo thôn nội đô, hay là ở tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh, đều tạo ra thành tích rõ như ban ngày, cũng đã được lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố công nhận. Hơn nữa thành thật mà nói, quận Hạ Mã có thể được thành lập thuận lợi, có thể có quy mô và đầu tư như ngày hôm nay, không thể thiếu phần công lao của đồng chí Hạ Tưởng. Thậm chí có thể nói không chút khoa trương, nếu không có đồng chí Hạ Tưởng trong giai đoạn đầu đã làm phần lớn công tác, quận Hạ Mã trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể có khả năng có tốc độ xây dựng như hiện nay. Cho nên tôi cho rằng, đồng chí Hạ Tưởng là ứng cử viên bí thư quận ủy thích hợp nhất. Nếu là trước đây, Trần Phong với thái độ rõ ràng như thế cho thấy lập trường, âm thanh người phản đối sẽ yếu đi rất nhiều. Người đứng giữa cũng sẽ lập tức phụ họa ùa theo, nhưng hôm nay lời ông vừa dứt, hội trường vẫn là một bầu không khí tĩnh lặng. Một sự vắng lặng đến kỳ lạ. Ngoại trừ mấy ủy viên thường vụ vừa rồi tỏ thái độ ủng hộ, ủy viên thường vụ khác đều cúi đầu, không phản đối, cũng không ủng hộ, đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Cho dù bỏ phiếu trắng thì cũng nên nói chuyện mới được chứ, Trần Phong trong lòng không khỏi nhom nhem lửa giận, uy nghiêm đảo mắt qua mọi người một cái, không vui nói. Tất cả mọi người không nói lời nào là sao đây? Nếu không lên tiếng, tôi coi như mọi người đã đồng ý danh sách đề cử của ban tổ chức cán bộ, coi như chính thức thông qua bổ nhiệm đồng chí Hạ Tưởng và Chu Lập Ba. Trần Phong một câu này cũng rất mạnh mẽ, lập tức gây nên một trận xôn xao. Phó Tiên Phong rốt cục đã mở miệng nói chuyện, một lời của y thốt ra, khiến tất cả mọi người đều chấn động, bao gồm cả Trần Phong. Ngay từ đầu tôi vốn nghĩ đồng chí Hạ Tưởng chưa có bằng nghiên cứu sinh. Hơn nữa trình độ chuyên môn của cậu ta chưa đủ, lo cậu ta khó mà phục chúng, mới 28 tuổi đã làm người đứng đầu, tuy rằng bản thân cậu ta có năng lực, có kinh nghiệm chính trị, nhưng dù sao thì sự từng trải quá ít. Vừa mới nghe được lời phát biểu của mấy vị ủy viên thường vụ, mới biết được đồng chí Hạ Tưởng đã lấy được bằng nghiên cứu sinh, cộng thêm kinh nghiệm công tác gần đây của cậu ta ở Bộ Thương mại, trên kinh nghiệm trình độ chuyên môn đã không có vấn đề, tôi vốn nên có thái độ ủng hộ. Tuy nhiên vì lúc đầu tôi đã đề cử đồng chí Bạch Chiến Mặc làm ứng cử viên bí thư quận ủy, nay lại đi ủng hộ đồng chí Hạ Tưởng,
thì hơi tự mâu thuẫn, bởi vậy thái độ của tôi là bỏ phiếu trắng. Bỏ phiếu trắng, không ngờ là Phó Tiên Phong bỏ phiếu trắng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Phó Tiên Phong trấn tĩnh tự nhiên, đều không hiểu rốt cuộc vì cái gì khiến cho y đưa ra quyết định trái với thông lệ. Y hao tâm tổn sức đề cử Bạch Chiến Mặc, dùng thái độ vô cùng cương quyết để đổi lấy cơ hội đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận, tất cả mọi người đều cho rằng Phó Tiên Phong nhất định sẽ kiên quyết phản đối việc bổ nhiệm Hạ Tường, không nghĩ tới, không ngờ y tự nguyện bỏ đi một phiếu quý giá nhất của chính y, bỏ phiếu trắng. Vốn sự im lặng đến kỳ lạ vừa rồi đã đủ làm cho người ta miên man bất định, không ngờ Phó Tiên Phong lại đột nhiên bỏ phiếu trắng khiến người khác kinh ngạc khó mà tin được, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này, chuyện giật gân cứ liên tiếp kéo đến. Trần Phong trên mặt luôn luôn trấn tĩnh cũng hiện ra một chút kinh ngạc, Phó Tiên Phong bỏ phiếu trắng rốt cuộc thì xuất phát từ mục đích gì? Là đòn gió, hay là cố làm ra vẻ huyền bí? Phó Tiên Phong một khi bỏ phiếu trắng, còn lại 7 người không tỏ thái độ. Trong 7 người, Trần Phong nắm chắc thái độ tán thành, ít nhất là 3 người, nói cách khác, tuyệt đối có thể thông qua hơn một nửa, hơn nữa vì Phó Tiên Phong bỏ phiếu trắng, đồng minh kiên định của y sẽ sụp đổ, chẳng lẽ y thấy tình thế không ổn, chủ động bỏ cuộc, không muốn đấu tranh nữa. Một khi đã như vậy, thì cần gì phải cưỡng chế để bạt Bạch Chiến Mặc thảo luận trên hội nghị thường vụ, chẳng khác nào làm điều thừa. Trần Phong lần đầu tiên cảm thấy không thể nhìn thấu Phó Tiên Phong rốt cuộc đang có suy tính gì. Sau khi Phó Tiên Phong nói xong, thì mỉm cười gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Đàm Long tiếp ngay sau đó cười ha hả, nói. Bí thư Phó thật có đức độ, biết tiến biết lùi, công chính liêm minh, đáng cho chúng ta học tập. Tôi chỉ nói hai câu, tôi cho rằng đồng chí Hạ Tường tiếp tục ở lại tổ lãnh đạo thì hiệu quả mới càng được phát huy nhiều hơn, dù sao tổ lãnh đạo vẫn do anh ta chủ đạo công tác, vai trò của anh ta không thể thay thế. Đồng chí Hạ Tưởng chủ trì toàn diện công tác ngành sản xuất so ra thì thích hợp hơn, còn chủ trì toàn diện công tác đảng chính, tôi cho rằng hơi có chút miễn cưỡng. Đồng chí Bạch Chiến Mặc kinh nghiệm công tác phong phú, vừa có cơ sở kinh nghiệm giao tiếp, lại có sự từng trải công tác ở thủ đô các bộ và ủy ban trung ương, năng lực cá nhân xem ra cũng toàn diện hơn, tôi tán thành đồng chí Bạch Chiến Mặc đảm nhiệm bí thư quận ủy. Tiêu điểm tranh luận đều tập trung vào vị trí bí thư quận ủy, đồng chí Chu Lập Ba đáng thương. Căn bản là không có ai bình luận cho mấy câu, hoàn toàn chỉ là để trang trí. Phát biểu của Đàm Long dường như là khúc dạo đầu, theo sau những ủy viên vẫn luôn cúi đầu không nói, đều xáo trộn nối tiếp nhau bắt đầu phát biểu. Cũng là lời nói mới rồi của Trần Phong bắt đầu phát huy tác dụng, nếu bọn họ còn không mở miệng, thì tương đương với việc ngầm đồng ý bổ nhiệm của Hạ Tường. Không ai muốn ở thế bị động ngầm đồng ý, mặc dù bọn họ rất khó xử, không muốn đắc tội Trần Phong và Hồ Tăng Chu. Nhưng lại không thể không biểu lộ cho thấy lập trường của bọn họ. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tô Công Thần mới nhậm chức vốn là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kỷ luật Thành phố ở Thủ đô, sau khi Tần Thác Phu được điều đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương, y mới được đưa về thành phố Yến đảm nhiệm Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Sau khi nhậm chức, không giống với sự suy nghĩ của mọi người, giao to búa lớn chỉnh đốn công tác Ủy ban Kỷ luật Thành phố, mà là tiếp diễn tác phong công tác không chút hoang mang lo lắng của Tần Thác Phu, thậm chí so với Tần Thác Phu còn có phần mềm mỏng hơn, việc nhỏ thì cho qua, việc lớn thì dựa vào Trần Phong, trở thành người hiền lành được thành ủy công nhận. Đương nhiên trong lòng mọi người đều biết, chưa chắc người có biểu hiện ngoài mặt hiền lành, thì sẽ không hạ độc thủ, có đôi khi con hổ biết cười sẽ dễ gây sát thương chết người hơn là con hổ mặt lạnh. Tuy nhiên vì Tô Công Thần sau khi tới thành phố Yến, những việc lớn từ trước đến nay vẫn duy trì nhất trí cùng Trần Phong. Hôm nay trên hội nghị thường vụ, Lý Đình Sơn cũng một mực nhận định Tô Công Thần khẳng định sẽ vì thái độ của Trần Phong mà ủng hộ việc bổ nhiệm của Hạ Tường. Tô Công Thần khoảng 43 tuổi, đỉnh đầu hơi hói, mặt không chút sắc, trên mặt luôn luôn là vẻ mặt cười như không cười, làm cho người ta không nhìn thấu được suy nghĩ thật sự của y. Y lơ đãng nhìn Trần Phong một cái, ánh mắt lại dừng một lát ở trên mặt Hồ Tăng Chu, dường như bên trong ánh mắt hiện lên một tâm trạng phức tạp, theo sau đó mới thản nhiên nói. Nói về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, đồng chí Hạ Tưởng chiếm ưu thế. Nói về sự điềm đạm và thu phục lòng người, thì đồng chí Bạch Chiến Mặc rõ ràng chiếm ưu thế, thật là khó mà chọn lựa. Ông ta nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng bí thư quận ủy chỉ có một, lại phải lựa chọn tối ưu nhất trong hai đồng chí Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc, căn cứ vào nguyên tắc công bình công chính,
tôi vẫn là có khuynh hướng thiên về đồng chí có tuổi lớn một chút đảm nhiệm người đứng đầu. Cái gì? Trong lòng Trần Phong rốt cục hiện lên một vẻ kinh hoàng, hầu như là từ khi ông ta đảm nhiệm bí thư thành ủy tới nay, hôm nay là lần đầu tiên từ đáy lòng dâng trào lên sự bất an mãnh liệt. Tô Công Thần ủng hộ Bạch Chiến Mặc đối với ông mà nói là điều bất ngờ lớn nhất, bởi vì Tô Công Thần trước kia thì mọi chuyện đều theo sát bước chân của ông, chuyện nhỏ cũng vậy, chuyện lớn lại càng không ngoại lệ. Ông vừa mới kiên định biểu lộ lập trường, lại dưới tình hình Phó Tiên Phong bỏ phiếu trắng, không ngờ Tô Công Thần lại tỏ thái độ ủng hộ Bạch Chiến Mặc, đã không thể dùng giật mình để hình dung tâm tình của Trần Phong, ông thậm chí bị sốc không thể nói rõ. Rốt cuộc là sự cố xảy ra từ đâu? Trần Phong trong khoảng thời gian ngắn lại có cảm giác không thể tìm ra phương hướng. Lý Đình Sơn thì lại càng phẫn nộ không thể giải thích, để cho đồng chí lớn tuổi một chút đảm nhiệm người đứng đầu. Đây là lý do gì đây? Nhưng lời nói từ trong miệng ủy viên thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nói ra, chính là kết luận, chính là một phiếu mang tính quan trọng. Hơn nữa còn là phiếu chống nhằm vào Hạ Tưởng. Hồ Tăng Chu ánh mắt lóe sáng. Rõ ràng cảm nhận được sự khác thường trong hội nghị thường vụ hôm nay, chẳng những mấy ủy viên thường vụ biểu hiện là lạ, không khí cũng là vô cùng kỳ quái. Ông ta trong mấy chục năm chính trị, lần đầu tiên nhìn thấy tình huống hơn phân nửa ủy viên thường vụ đồng thời cùng biểu hiện lạ thường. Tâm tình Hồ Tăng Chu khó giải cũng trầm trọng hẳn. Ánh mắt Phương Tiến Giang không ngừng đảo qua lại trên người Phó Tiên Phong, Đàm Long, ý đồ phát hiện ra một cái gì đó, đáng tiếc chính là, biểu hiện của hai người đều vô cùng bình thường. Đặc biệt là Phó Tiên Phong, bình lặng như nước, dường như hết thảy đối với y đều không có chút quan hệ. Cũng phải, Phó Tiên Phong sớm đã bỏ phiếu trắng, y thậm chí cũng không kiên quyết phản đối việc bổ nhiệm của Hạ Tưởng, cũng không thao thao bất tuyệt mà chỉ trích thiếu sót Hạ Tưởng, ủy viên thường vụ khác phản đối, thì có liên can gì đến y? Phó Tiên Phong đã đứng ngoài không đếm xỉa đến. Sau khi Tô Công Thần nói xong, thì nhìn Trần Phong một cách sâu sắc, rồi lại cúi đầu. Giống như là phạm phải lỗi lầm gì lớn, càng không thể ngẩng đầu lên nhìn mọi người một cái. Trần Phong thấy lại im lặng, lại chủ động nói. Mời các đồng chí tiếp tục phát biểu ý kiến. Phó thị trưởng Hà Giang Hoa thái độ vô cùng kiên quyết nói. Nếu các vị ủy viên thường vụ đều khiêm nhược, tôi xin nói hai câu thả con tép, bắt con tôm. Từ mặt ngoài mà nhìn thì đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư quận ủy là thích hợp nhất, trên thực tế thì anh ta hơi trẻ tuổi một chút. Trong bộ máy đảng và chính trị ở quận Hạ Mã, là một người trẻ nhất. Thậm chí có một số đồng chí lớn hơn anh ta mười mấy tuổi, nếu như để anh ta chủ trì toàn diện công tác, quả thật hơi không nghiêm túc cho lắm. Đồng chí Bạch Chiến Mặc thì điềm đạm ổn định hơn, tuổi tác cũng lớn hơn, điều kiện các mặt cũng rất thích hợp. Có đôi khi chọn lựa cán bộ không nhất định phải tuyển nhân tài ưu tú nhất, điều chính yếu là nhân tài có đủ các mặt cân bằng. Dù sao bí thư là người đứng đầu. Phải chủ trì toàn bộ công tác quận Hạ Mã, trải qua suy xét thận trọng, tôi vẫn cảm thấy Bạch Chiến Mặc càng thích hợp đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã hơn là Hạ Tưởng. Hà Giang Hoa luôn cùng Đàm Long có qua lại khá gần, phát biểu của ông là trong dự liệu. Nhưng thái độ cứng rắn của ông lại vượt ra ngoài dự kiến của Lý Đình Sơn, bày ra tư thế dường như quả thật là một lòng vì công việc. Nói vậy là, Hà Giang Hoa hôm nay chính là người tiên phong của Phó Tiên Phong. Hôm nay chẳng những phát sinh nhiều điều bất ngờ, Phó Tiên Phong không còn là người tạo khí thế gây sự bức người, phe trung gian trước thì không muốn lên tiếng, dưới yêu cầu tỏ thái độ của Trần Phong, đều lại là thái độ ủng hộ Bạch Chiến Mặc, khiến cho người ta thật khó hiểu. Lý Đình Sơn nhìn Trần Phong một cái, trong lòng chợt lạnh, bởi vì ông thấy được từ bên trong vẻ mặt Trần Phong, sự kinh ngạc chưa bao giờ có. Phát biểu của chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trần Ngọc Long so ra thì có ý tứ hơn, ông ta cúi đầu. Ánh mắt không tiếp xúc với bất cứ kẻ nào, dường như là đang trả bài, gằn từng tiếng nói. Phản đối đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã, ủng hộ bổ nhiệm đồng chí Bạch Chiến Mặc. Tôi đã nói xong. Lại thêm một phái trung gian trở thành người chống đối. Giữa ánh mắt Trần Phong vẻ lo lắng càng nặng hơn, cùng Hồ Tăng Chu nhìn nhau một cái, hai người vì bất khả sát gật gật đầu. Vì bọn họ đều biết, hội nghị thường vụ hôm nay, không còn khống chế được rồi. Trần Phong bắt đầu từ chủ tịch huyện, rồi tới bí thư huyện ủy, phó thị trưởng thường trực, rồi tới phó bí thư, thị trưởng thành phố Yên, bí thư thành ủy, đã trải qua vô số hội nghị thường vụ lớn nhỏ, tuy rằng nói là tình huống bí thư không thể khống chế hội nghị thường vụ cũng có đôi khi xảy ra, nhưng rất là hiếm, trên cơ bản trong cuộc họp là do bí thư toàn quyền quyết định vấn đề,
thảo luận trên hội nghị thường vụ, không người nào dám phản đối. Sau đó theo cải cách thể chế chính trị, tác dụng hội nghị thường vụ càng ngày càng quan trọng hơn, trong cuộc họp hội ý của bí thư thì đề tài thảo luận được hình thành không thể trở thành nghị quyết, cần phải đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận thông qua, mới được coi là đi xong trình tự. Nhưng mặc dù như thế, cuộc họp hội ý của bí thư vẫn có quyền uy không gì sánh kịp, trên cơ bản thì ý kiến hình thành trên cuộc họp hội ý của bí thư sau khi đưa đến hội nghị thường vụ, cũng có âm thanh phản đối, cho dù là có, cũng chỉ là tỏ vẻ có một chút bất mãn, cuối cùng vẫn là chuyện không thể không bảo lưu ý kiến, trên cơ bản mọi chuyện đều đã được thông qua. Huống hồ chi một khi sự tình mà cả bí thư và thị trưởng đều gật đầu, các ủy viên thường vụ khác trừ phi bên trong có lợi ích cá nhân quan trọng, nếu không thì có là ai cũng sẽ không công khai mà làm trái lại nhân vật số 1 số 2. Muốn đắc tội với nhân vật số 1 số 2, về sau sao có thể phát triển tiền đồ, còn muốn được bí thư và của thị trưởng ủng hộ trong công tác hay không? Tuy nhiên tình huống hôm nay quả thật đã vượt xa ngoài dự kiến của Trần Phong, ủy viên thường vụ đang ngồi đây đều là lão quan trường, có thể đảm nhiệm ủy viên thường vụ của phó tỉnh cấp thành phố, đều không phải là người bình thường, đều tự có đường lối riêng, cũng đều có lai lịch. Hôm nay bọn họ không hẹn mà gặp cùng giơ cao ngọn cờ phản đối Hạ Tưởng, có bóng dáng Phó Tiên Phong ở bên trong hay không Trần Phong không dám khẳng định, nhưng ông có thể khẳng định một điểm là, bọn họ khẳng định là đã được một người nào đó chỉ bày, mà người này, cực có quyền thế. Dường như là để nghiệm chứng suy nghĩ của Trần Phong, ngay sau đó trưởng ban tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa cũng với âm điệu nhất quán nói. Đồng chí Hạ Tưởng thì trình độ chuyên môn hơi yếu một tí, đảm nhiệm chức bí thư chỉ sợ khó thu phục lòng người, quận Hạ Mã là một cửa sổ trọng yếu của tỉnh Yến và thành phố Yến. Nếu như các tỉnh thành anh em khác biết được bí thư quận Hạ Mã là một người thanh niên chưa đầy 30 tuổi, e là sẽ dẫn tới những suy đoán không hay. Suy xét từ góc độ toàn cục, theo ý kiến cá nhân tôi, đồng chí Hạ Tưởng chi bằng ở lại tổ lãnh đạo rèn luyện thêm 2 năm, sau 30 tuổi mới suy xét tới chức vụ chủ trì toàn diện công tác vậy thì thỏa đáng hơn. Lại là một phái trung gian lên tiếng phản đối nằm ngoài dự đoán của mọi người, đã 5 phiếu phản đối. Tình thế vô cùng bất ổn. Còn hai người chưa tỏ thái độ là tư lệnh quân sự quân phân khu Vương Duyên Long và bí thư quận ủy quận thị Bắc Tôn Ái Dũng, Trần Phong biết rất rõ trong hai người bọn họ, Tôn Ái Dũng cùng ông có quan hệ khá tốt, Vương Duyên Long thì qua lại khá gần với Đàm Long, cho dù Tôn Ái Dũng có thái độ ủng hộ, nếu Vương Duyên Long bỏ phiếu chống, thì hình thành thế cục 6 đối 6, bởi vì Phó Tiên Phong bỏ phiếu trắng, chẳng lẽ cuối cùng sẽ hình thành cục diện bế tắc. Cho dù là 6 đối 6, Trần Phong là người đứng đầu, cũng có thể cưỡng chế thông qua bổ nhiệm, nhưng lại dễ để lại tiếng xấu về sau. Trần Phong cho dù có muốn bảo vệ Hạ Tưởng, cũng sẽ không tùy bất chấp các rủi ro chính trị dùng uy quyền một người để áp đảo trên toàn bộ hội nghị thường vụ. Việc này nếu truyền ra ngoài, rất dễ trở thành vết nhơ trên chính trị. Nhưng thân là bí thư, không thể chịu đựng nhất chính là chính mình không thể kiểm soát hội nghị thường vụ. Trần Phong mơ hồ lửa giận nổi lên, lại không tìm được chỗ phát tiết. Phó Tiên Phong người ta sớm đã đứng ngoài cuộc, cuối cùng vẫn là trách tội Phó Tiên Phong liên kết đồng minh, cùng ủy viên thường vụ khác khiêu chiến chức vụ bí thư của ông. Nếu thật muốn khiêu chiến, nếu lúc đầu tiên Phó Tiên Phong bỏ phiếu chống, thì hiện tại trên cơ bản đã được xác định. Trần Phong có cảm giác thất vọng lực bất tòng tâm, nội tâm vô cùng uất nghẹn lửa giận. Chỉ có điều thân là nhân vật số 1, phải duy trì sự kiềm chế và trấn tĩnh. Nên ông vẫn như cũ bất động thanh sắc nhìn qua Vương Duyên Long và Tôn Ái Dũng một cái, nói. Đồng chí Duyên Long và Ái Dũng cũng nên lên tiếng phát biểu ý kiến. Trước mắt xem ra, thảo luận của mọi người đã đến chỗ sôi nổi, đều cũng biểu lộ ra thái độ của mình. Đồng chí Duyên Long và đồng chí Ái Dũng sau khi nghe qua đông đảo các đồng chí phát biểu, nhất định có thể cho ra kết luận sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Lời nói của Trần Phong đã ám chỉ rất rõ ý tứ hàm xúc. Trong mắt Phó Tiên Phong rốt cục hiện lên một vẻ bất mãn. Cục diện hôm nay, so với trong tưởng tượng của Phó Tiên Phong còn tốt đẹp hơn thuận lợi hơn nhiều. Ngay từ đầu y nhảy ra khỏi vòng tranh luận, không đếm xỉa đến, chính là muốn thanh minh cho mình, để Trần Phong ngậm bồ hòn mà không dám kêu, y thì bàng quan đứng bên lề thật là tốt, dù sao Trần Phong trong nhất thời cũng sẽ không tìm ra vấn đề rốt cuộc là ở chỗ nào. Đợi đến sau khi Trần Phong hiểu được, sự tình đã thành kết cục được định. Y đã thuận lợi đưa Bạch Chiến Mặc lên được vị trí đó, Hạ Tưởng bị đá ra ngoài, thành quả thắng lợi của quận Hạ Mã bị y dùng kế mượn đao giết người mà hái lượm về, Trần Phong có chán nản có không cam lòng, cũng không thể làm nên chuyện gì. Hôm nay hiệu quả muốn đạt được chính là,
vừa báo được thù lần trước Hạ Tưởng lợi dụng cơ hội Trịnh Quan Quần đến Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thừa cơ an bài Trung Nghĩa Bình tới huyện An, lại mượn cơ hội này để đả kích trầm trọng vào uy tín của Trần Phong. Đối với một bí thư không thể kiểm soát hội nghị thường vụ mà nói, chính là một bí thư đầy thất bại, huống chi Trần Phong luôn luôn mạnh mẽ, cứng rắn, đã làm quan nhiều năm ở thành phố Yến, lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, dưới đủ loại ưu thế có lợi, ông vẫn bị thua cuộc trong hội nghị thường vụ, đối với ông là một đả kích vào uy quyền của nhân vật số một, có thể thấy rõ được. Phó Tiên Phong đang trong tư thế lã vọng buông cần, tâm trạng vô cùng thoải mái chỉ khoanh tay đứng nhìn. Khiến y không thể nghĩ tới chính là, vào thời điểm quan trọng, Trần Phong lại chịu buông xuống dáng vẻ bí thư, đối với hai người Vương Duyên Long và Tôn Ái Dũng nhúng nhường đánh vào cảm tình, với ý đồ khiến hai người ủng hộ lập trường của ông, khiến Phó Tiên Phong vô cùng bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, Phó Tiên Phong nếu đã lựa chọn đứng ngoài cuộc sống chết mặc bay, thì đã quyết định không được nói lời nào. Chủ yếu là y có lòng tin tưởng rằng, hội nghị thường vụ hôm nay, Hạ Tưởng phải chịu thua, Trần Phong phải thất bại. Chương 528, một phiếu bác bỏ. Trần Phong vừa dứt lời, Tôn Ái Dũng vẻ mặt hổ thẹn nói. Tôi phát biểu sau cùng, cũng là muốn nghe thêm ý kiến của mọi người, cũng để chính mình có thể đưa ra một phán đoán tốt hơn, chính xác hơn. Rất cảm ơn sự nhắc nhở của Bí Thư Trần, trải qua quá trình thận trọng suy xét, kết luận của tôi là, vẫn là đồng chí Bạch Chiến Mặc thích hợp đảm nhiệm chức vụ Bí Thư Quận ủy hơn. Về phần đồng chí Hạ Tưởng, có thể sắp xếp một chức vụ quan trọng khác, chẳng hạn như Chủ tịch quận, tôi cho rằng đồng chí Chu Lập Ba con người không đủ điềm đạm, đảm nhiệm Chủ tịch quận không thích hợp cho lắm. Trần Phong khoảnh khắc đó liền bị choáng váng, trong nháy mắt vậy mà cảm thấy trong lòng nổi lên một nỗi chua xót khôn xiết. Không ngờ, thua rồi, sao lại thế, đường đường ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, sao lại thất bại thê thảm đến vậy? Ngay cả hội nghị thường vụ thành ủy cũng không khống chế được, hơn nữa còn thua trong tay một người nhà mà ông cho là có quan hệ mật thiết. Tại sao lại xuất hiện cục diện khó khống chế đến vậy? Hội nghị thường vụ sao lại nằm ngoài ý muốn không kiểm soát được? Chỉ là bổ nhiệm một bí thư quận ủy quận Hạ Mã, không ngờ lại khiến cho hơn một nửa ủy viên thường vụ liên hợp lại, phản đối đề cử của bí thư và thị trưởng, truyền ra ngoài ai dám tin? Đúng vậy. Ai sẽ tin sự tình đã được bí thư và thị trưởng gật đầu, sẽ bị hội nghị thường vụ bác bỏ. Dưới thể chế chính trị hiện tại, gần như là chuyện không có khả năng xảy ra. Nhưng chuyện không có khả năng đã thật sự xảy ra, bởi vì Vương Duyên Long cũng đưa ra ý kiến phản đối. Sau khi hệ thống lại mà xem xét, tôi cũng cảm thấy đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm chức bí thư thì hơi miễn cưỡng một chút, có lẽ đúng như đồng chí Ái Dũng đã nói, vị trí chủ tịch quận sẽ thích hợp với đồng chí Hạ Tưởng hơn. Đối với đề nghị của hai người, Trần Phong đã không còn cảm giác gì, ông chỉ cảm thấy máu như đang chảy ngược lên, có một cảm giác không trọng lực. Đã bao nhiêu năm, ông chưa từng có kích động và phẫn nộ, hôm nay trên hội nghị thường vụ bị người khác hung hăng mà đùa giỡn một phen, đến tận lúc này ông vẫn không biết được nhân vật ở phía sau là ai. Mặc kệ có phải là Phó Tiên Phong hay không, hoặc là liên can không thoát được với Phó gia, nhưng lúc này ông đã gặp phải một lần thảm bại lớn nhất trong đời. Không chỉ Trần Phong sắc mặt cực tệ, vẻ mặt Hồ Tăng Chu cũng rất phẫn nộ, bình thường ông ta trước sau vẫn là một bộ dáng ôn hòa bình tĩnh, hôm nay là lần đầu tiên thất thố trước mặt mọi người, thậm chí còn đập cả bàn. Hồ Tăng Chu đập bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói. Các đồng chí, không cần biết các ông xuất phát từ lý do gì phản đối đồng chí Hạ Tưởng, phản đối đề cử liên hợp của Bí Thư Trần và của tôi xin trịnh trọng nói rõ với mọi người một điều cực kỳ quan trọng. Nguyên nhân việc tập đoàn Đạt Tài hứa hẹn đầu tư 10 tỷ nhưng vẫn trì trệ chưa giao nộp đúng hẹn là gì? Là bởi vì đầu tư của tập đoàn Đạt Tài có liên quan tới việc đồng chí Hạ Tưởng có được đảm nhiệm bí thư quận ủy hay không? Tôi đã nói hết, mọi người hãy tự cân nhắc mức độ nghiêm trọng của nó. Hồ Tăng Chu lời vừa dứt, hội trường lập tức sôi nổi bàn luận, ngay đến Phó Tiên Phong cũng biến sắc, bán tín bán nghi mà nhìn Hồ Tăng Chu một cái. Tuy nhiên bàn luận qua đi, thì lại không ai chủ động lên tiếng thu hồi ý kiến trước đây. Tôn Ái Dũng, Hồi Vĩnh Nghĩa, Trần Ngọc Long ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt khó xử, mấy người nhìn nhau hết nửa ngày, vẫn là lắc lắc đầu, rồi thì cúi đầu không nói. Cơn thịnh nộ của Trần Phong rốt cục đã không thể ức chế mà bạo phát, ông vỗ bàn đứng dậy. Về vấn đề bổ nhiệm hai vị đồng chí Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc, trước tiên gác lại không thảo luận nữa, đợi thời cơ chín mùi, thì sẽ thảo luận lại trên hội nghị thường vụ. Tan họp.
Phó Tiên Phong kinh ngạc đứng bật dậy, trợn to mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong không sợ hãi đối mặt với y, chất vấn. Thế nào, đồng chí Tiên Phong có lời muốn nói sao? Phó Tiên Phong tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới vào thời điểm sau cùng không ngờ Trần Phong lại dùng một phiếu quyền bác bỏ. Trần Phong ở mặt ngoài mạnh mẽ, cứng rắn là thật, trong chính trị ông là người khôn khéo, làm việc tuy là có lúc khoa trương, nhưng tuyệt không trái thông lệ, có thể nói mọi nơi đều biểu hiện ra một mặt hơn người. Phó Tiên Phong thì nhận định cho rằng Trần Phong chỉ có tự nhận thất bại, không dám tùy tiện sử dụng một phiếu quyền bác bỏ, bởi vì một phiếu quyền bác bỏ tuy là quyền lực lớn nhất của bí thư, nhưng thường thường quyền lực lớn nhất chỉ có tác dụng tượng trưng, là đòn sát thủ, chỉ có tác dụng đe dọa. Giống với vũ khí hạt nhân của siêu cường quốc, uy lực lớn nhất nằm ở bệ phóng, mà không phải là bom nguyên tử thật sự bắn ra khắp nơi. Trần Phong không ngờ dưới cơn giận dữ, sử dụng một phiếu quyền bác bỏ, khiến cho Phó Tiên Phong vừa sợ hãi vừa tức giận. Sợ chính là Trần Phong cũng có lúc thất thố, giận chính là cục diện tốt đẹp đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau một phiếu quyền bác bỏ, tương đương hội nghị thường vụ hôm nay không được hình thành nghị quyết, không thông qua đối với việc bổ nhiệm Bạch Chiến Mặc. Phó Tiên Phong cũng nổi giận đùng đùng nói. Bí thư Trần, không nên đem quyền uy cá nhân của ngài ra áp đảo trên hội nghị thường vụ. Phải tôn trọng quyết định của tập thể hội nghị thường vụ. Trần Phong gay gắt đối đầu. Đồng chí Tiên Phong không nên hành động theo cảm tính, hội nghị thường vụ hôm nay đã mở không được thành công, bởi vì rất nhiều người chưa được rõ đồng chí Hạ Tưởng được làm bí thư quận ủy hay không có ảnh hưởng cực lớn đến phát triển sau này của quận Hạ Mã. Quyết định đầu tư của tập đoàn Đạt Tài móc nối với việc Hạ Tưởng được đảm nhiệm bí thư hay không, khiến cho chúng ta phải thận trọng suy xét. Đương nhiên, nếu có đồng chí nào khác có thể thuyết phục tập đoàn Đạt Tài, hoặc là tìm được đầu tư 10 tỷ từ nơi khác. Nghị quyết hôm nay coi như thông qua, tôi cũng là suy xét cho đại cục, suy nghĩ cho triển vọng quận Hạ Mã, sao lại có thể nói tôi không tôn trọng quyết định của tập thể. Tôi thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy. Chẳng những chịu trách nhiệm đối với hàng triệu nhân dân thành phố Yến, càng chịu trách nhiệm đối với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, hơn nữa bí thư Diệp cũng rất là quan tâm vấn đề ứng cử viên của quận Hạ Mã. Ông ta cũng tán thành cho đồng chí Hạ Tưởng chủ trì toàn diện công tác quận Hạ Mã, nếu hội nghị thường vụ hôm nay thông qua bổ nhiệm đồng chí Bạch Chiến Mặc, vì vậy mà vứt bỏ 10 tỷ đầu tư của tập đoàn Đạt Tài, ai gánh nổi trách nhiệm này. Nếu như bí thư Diệp đối với công tác chúng ta không hài lòng, ai sẽ chủ động đứng ra nhận trách nhiệm? Trần Phong một mạch nói ra một loạt vấn đề, gần như đã ép cho Phó Tiên Phong không còn thở nổi. Lần đầu tiên mặt giáp mặt đối đầu với Trần Phong, cũng là lần đầu tiên hiểu biết đến một mặt mạnh mẽ và độc đoán của Trần Phong, không ngờ y nhất thời nghẹn lời, nói không được lời nào. Cũng phải, lý do của Trần Phong hết sức đầy đủ, không ai biết được tập đoàn Đạt Tài sẽ đem đầu tư móc nối với tiền đồ của Hạ Tưởng, việc này quá bất ngờ. Tuy nhiên có bất ngờ thì cũng không thành vấn đề. Sau khi Phó Tiên Phong tỉnh táo lại, ngược lại vì kích động vừa rồi của chính mình mà cảm thấy buồn cười. Kệ 10 tỷ tài chính, kệ quan tâm của Diệp Thạch Sinh, dù sao cũng không phải y muốn ra mặt trừng trị Hạ Tưởng, toàn bộ sự tình cùng với y không hề có một chút quan hệ nào, cho dù có hoài nghi y, lại không có chứng cứ xác thực, tùy tiện cho người ta đoán mò cũng hay. Đồng thời Phó Tiên Phong đắc ý nhất chính là, lý do mà Trần Phong vừa rồi đã nói, trong mắt người muốn trừng trị Hạ Tưởng. Căn bản không đáng nhắc tới. Theo y thấy, dù với bất cứ lý do nào cũng không thể ngăn cản quyết tâm muốn lật đổ Hạ Tưởng của y. Phó Tiên Phong liền đè nén bất mãn và cơn tức trong lòng, lùi một bước, nói. Bí thư Trần nói đúng, là tôi hành động theo cảm tính. Tôi ủng hộ quyết định của bí thư Trần. Trong lòng lại nghĩ, sự tình còn xa mới đi tới kết thúc. Trần Phong, tôi xem ông còn có thể gắng gượng tới khi nào, sẽ có lúc ông chịu thua. Đợi ông thấy được sức mạnh thật sự của gia tộc, ông sẽ hiểu, cơ sở nguồn gốc xuất thân của cán bộ, so với thế lực gia tộc, tự nhiên tồn tại tình thế bất lợi. Gác lại thì gác lại, chỉ cần Hạ Tưởng không được như ý nguyện lên làm bí thư quận ủy chính là thắng lợi lớn nhất, về phần bước tiếp theo nếu mở lại hội nghị thường vụ thảo luận, e là đến lúc đó sự tình đã không còn trong phạm vi khả năng khống chế của Trần Phong. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Phó Tiên Phong. Vứt bỏ vị trí chủ nhà, rũ tay áo bỏ đi. Sự bộc phát hôm nay của Trần Phong, cũng không hoàn toàn là do ông không thể đè nén cơn giận, mà là ông đang diễn một cảnh có thật có giả, mượn việc không thể khống chế được hội nghị thường vụ hôm nay, để che giấu một chút bất mãn và bất an trong lòng. Đồng thời cũng là vì dùng cây dọa khỉ,
cảnh cáo các ủy viên thường vụ không nên có ý đồ khiêu chiến quyền uy của bí thư, ông không phải bí thư thành ủy bình thường, ông vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên trong lòng Trần Phong quả thật cũng có cảm giác hoảng loạn, bởi vì cho dù là ai, khi ông đột nhiên bị đối mặt với khiêu chiến quyền uy, mà ông thậm chí còn không biết đối thủ là ai, trong lòng luôn là bất lực và khủng hoảng. Trần Phong nhiều năm kinh doanh ở thành phố Yến, luôn xem thành phố Yến là địa bàn của chính mình, uy tín và quyền uy của ông không thể nghi ngờ, nhưng đột nhiên, vì vấn đề bổ nhiệm của Hạ Tưởng không ngờ hơn phân nửa ủy viên thường vụ không thèm để ý ám chỉ của ông, ngang nhiên phản đối đề cử Hạ Tưởng, quả thực chính là một sự xúc phạm vô cùng nhục nhã đối với ông. Ông và Hồ Tăng Chu liên kết đều không có quyền uy, đã không có sức ảnh hưởng khiến các ủy viên thường vụ tín phục, không thể không nói đã khiến cho ông toàn thân lạnh ngắt. Cuối cùng nhân tố mấu chốt thúc đẩy ông mạo hiểm bất chấp hậu quả chính trị sử dụng một phiếu quyền bác bỏ chính là, dưới trạng thái phó tiên phong khoanh tay đứng nhìn, thế mà hơn phân nửa ủy viên thường vụ vẫn có thể cùng một giọng điệu nói chuyện, nếu chẳng may có phó tiên phong dẫn đầu, trên thực tế chẳng khác nào nói là phó tiên phong trở thành người đứng đầu thành phố Yến, ông đường đường là bí thư thành ủy đích thực cũng bị người khống chế sao. Thật là đáng sợ, cũng thật đáng thương, Trần Phong không khỏi cười lạnh trong lòng. Lập tức đưa ra quyết định dù bằng bất cứ giá nào cũng phải bóp chết chồi non trong trạng thái mới chớm nở. Bí thư khác có lẽ sẽ lo lắng hậu quả chính trị không dám tùy tiện sử dụng một phiếu bác bỏ, ông cũng lo lắng sẽ có hậu quả không tốt, nhưng ông vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, có đủ quyền phát biểu trong tỉnh ủy, cho nên ngẫu nhiên sử dụng một phiếu bác bỏ cũng không có gì. Cần chính là hiệu quả của quyền uy nhân vật số 1 không để cho bị xâm phạm.